Gia công sức giúp nàng tu luyện băng tủy hàn phách, tự nhiên không thể làm cho nàng có đi mà không có về đâu. Món đồ mà nàng tìm kiếm, ít nhất cũng phải có tu vi hóa thần trở lên mới có thể cảm ứng được. Hơn nữa ta còn ban thêm cho nàng vài trọng bảo để phòng thân, nếu là ở phụ cận hai tộc nhân yêu mà có thể tìm được thì căn bản không cần mạo hiểm đi sâu vào man hoang tìm kiếm làm gì. Nếu không thì cho dù phụ cận hai tộc nhân yêu không có ta cũng phải đợi nàng thăng cấp tu vi lên cao mới để nàng tiến nhập vào man hoang thế giới được hàn lập tựa như đã suy nghĩ kỹ càng, từ từ bình tĩnh nói ra. Cảnh giới hóa thần, nếu như vậy thì đủ rồi, cảnh giới này đối với vãn bối mà nói cũng là mong muốn mà không thể thực hiện được, huống hồ nếu tiền bối không ra tay cứu giúp thì đứa nhỏ này ngay cả mấy năm tới cũng không thể qua nổi. Mà tu luyện tới cảnh giới hóa thần, ít nhất cũng là sự tình của ngàn năm sau rồi nhạc hoa tiên tử cho dù tu vi không cao, nhưng quyết đoán dị thường, một hơi liền đáp ứng về phần bạch hóa cập cho dù còn có chút bận tâm nhưng cũng biết thiếu phụ nói như vậy cực kỳ có lý cũng gật đầu liên lịa lão bà ở một bên lại càng không có lý do khuyên can được rồi nếu đã như vậy nhà đầu quả nhi này ta sẽ thu làm đệ tử ký danh sau này trong vòng trăm năm tạm thời cho nàng ở bên cạnh ta còn sau trăm năm hàn mỗ sẽ đem nàng trả lại cho các ngươi sau này trừ việc chỉ điểm thu luyện ta cũng sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì của nàng hàn lập cười nhẹ một tiếng nói với thần sắc rất hỏa ái Tiểu nữ sau này là phải nhờ cậy tiền bối nhiều rồi nam tử trung niên nghe vậy, mới thật sự yên tâm, khuôn mặt tỏ vẻ cảm kích lại thi hành đại lễ một lần nữa. Hàn lập cũng không cự tuyệt nữa mà thản nhiên đón nhận đại lễ lần này của đối phương, nhạc hoa tiên tử cũng tỏ ra sắc mặt rất vui mừng hướng hàn lập cảm ơn không dứt. Còn lão bà ở một bên cũng thở nhẹ một hơi, đồng thời trong lòng không khỏi mở cờ trong bụng. Mặc dù đối với phương chỉ thu quả nhi làm đệ tử ký danh, cũng không có ý đem toàn bộ y bát truyền thừa, nhưng dù gì đi nữa cũng khiến cho Kim Quảng Tông các nàng có được một chút quan hệ sâu xa với vị tiền bối hợp thể kỳ này. Những thứ khác không cần nói, ít nhất cũng có thể làm cáo mượn oai hùng một phen, không để người khác dễ dàng lấn tới trước cửa. Nhưng lão bà đang chuẩn bị nói gì đó, định gây dựng thêm chút quan hệ tốt đẹp với Hàn Lập thì một thanh âm rụt rè lại đột nhiên vang lên ở một bên. Hàn tiền bối, hai người vãn bối có thể xin bái làm môn hạ của người được không? Nghe được thanh âm này, đám người lão bà không khỏi ngẩn ra liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người nói chuyện đó, rõ ràng chính là Hải đại thiếu đang đứng yên ở phía dưới. Giờ phút này đôi mắt của hắn tràn ngập hy vọng nhìn Hàn Lập, bộ dạng vừa có chút lo lắng, lại vừa có chút chờ mong. Ha ha, muốn bái làm môn hạ của ta à? Hàn Lập nhìn Hải đại thiếu một chút, bộ dạng tỏ ra không lập tức lên tiếng cự tuyệt, cũng không đáp ứng. Hi hi, như vật tiền bối có thể coi như đáp ứng rồi phải không khí linh tử lớn gan đánh bạo một phen, cũng ở một bên cười đùa hỏi. Hiển nhiên tiểu đạo sĩ rất rõ ràng bây giờ đối với hắn và hải đại thiếu mà nói là thiên đại cơ duyên nghìn năm có một có thể bái làm môn hạ của một tu sĩ hợp thể kỳ là một chuyện mà không biết bao nhiêu tu sĩ cấp thấp chỉ dám nghĩ trong mơ mà thôi cho nên sau khi hai người bọn hắn thấy hàn lập nhận bạch quả nhi làm đệ tử ký danh thì len lén truyền âm thương lượng vài câu cũng muốn dựa vào chút quen biết với hàn lập trước kia mà mặt dày trực tiếp tiến đến bái sư trước hết về chuyện bái sư hai người các ngươi đừng quá nóng vội qua ít ngày nữa rồi hãng nói hãy ở bên cạnh ta một thời gian trong kỳ vạn bảo đại hội này rồi tính sau hàn lập thu nụ cười lại rốt cuộc ngưng trọng nói vãn bối biết trước hết hàn tiền bối cần thử nghiệm lại bọn vãn bối một thời gian ngắn xin hãy yên tâm bổn sự khác vãn bối không có nhưng lòng hiếu kính đối với sư trưởng thì tuyệt đối thế gian khó tìm hải đại thiếu mở chừng hai mắt không lộ ra vẻ thất vọng ngược lại lập tức mừng rỡ nói vãn bối cũng nhất định sẽ làm cho tiền bối hài lòng khí linh tử thì dập đầu ba cái về phía Hàn Lập rồi mới đứng lên cười hì hì. Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ muốn cười khổ cũng không được, nhưng lại lắc đầu, không biết trong lòng đang nghĩ như thế nào. Hàn độc trong cơ thể quả nhi đã bị ta trục xuất đi một lần rồi, trong vòng một năm cũng sẽ không phát tác nặng hơn. Sau khi kết thúc vạn bảo đại hội, ta sẽ đến đây mang nhà đầu này đi. Trong lúc đó, các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt một chút. Đúng rồi, mảnh viêm dương ngọc này hãy mang theo trên người cho tiểu nha đầu, mặc dù không đẩy được hàn độc ra, nhưng đối với thân thể tự nhiên có chỗ tốt của nó, ngoài ra mãnh ngọc này còn là một loại pháp khí phòng thân, nếu như có gặp phải nguy hiểm gì sẽ đỡ cho chủ nhân một lần. Còn đây là bình dưỡng tinh đan, người hãy cho quả nhi ăn vào, cứ hai ngày một viên là được hàn lập nói xong lời đó, tay áo đột nhiên phất qua mặt bàn một cái, bỗng nhiên có một khối ngọc bội lấp lánh hồng quang cùng một chiếc bình nhỏ xanh biếc đồng thời xuất hiện ở trên bàn. Có thể cảm nhận được rõ ràng trên ngọc bội phát ra linh khí kinh người, hẳn nhiên biết được ngọc bội kia không đơn giản chút nào về phần dưỡng tinh đan cũng là thánh dược bổ nguyên đại danh đỉnh đỉnh ở linh giới vô cùng thích hợp với quả nhi đang bị tổn hại nguyên khí thiếu phụ nhất thời mừng rỡ vội vàng tạ ơn đem hai vật đó cẩn thận thu vào hải đại thiếu cùng với khí linh tử đứng kế bên nhìn thấy hàn lập vừa mới thu đệ tử ký danh đã có chỗ tốt như vậy cũng không thể che giấu chút nào vẻ mặt tấm tắc hâm mộ tình cảnh này khiến cho hàn lập có chút buồn cười trong lòng sau khi nghĩ qua một chút liền lật bàn tay lại lấy ra hai bình đan dược khác, ném cho mỗi người một chai, mỉm cười nói. Bất kể sau này có thể nhận các người làm môn hạ hay không, nhưng suốt đoạn đường đi vừa qua, ít nhất các người cũng có chút duyên phận với ta. Hai bình đan dược này một lọ có thể dịch kinh cường cốt, một bình có thể tăng tiến pháp lực, hai người hãy nhận lấy đi. Đa tạ hàn tiền bối, hải đại thiếu cùng với khí linh tử dĩ nhiên hết sức mừng rỡ, sau khi nhận lấy lọ thuốc liền lập tức luôn miệng nói lời cảm ơn, cảm thấy người sư phụ tương lai là hàn lập này thật tuyệt vời sau đó giống như vừa mới nhặt được bảo vật mà đem bình thuốc cẩn thận thu lại. Thời gian sau đó, Hàn Lập cũng không có ý dừng lại lâu ở đây, sau khi nói thêm vài câu liền mang hai người hải đại thiếu và khí linh tử thong rong rời đi. Trong chốc lát công phu, ba người đã ở trên một phi xa, từ từ hướng về phía cửu tiên sơn bay tới. Hàn tiền bối, tiếp theo chúng ta sẽ đi tới đâu, có phải là đi tìm một nơi để làm động phủ tạm thời hay không mắt thấy khoảng cách tới cửu tiên sơn ngày càng gần, khí linh tử đang ở trong phi xa không nhịn được hỏi không cần phiền toái như thế, mặc dù hiện tại cấm chế tại cửa tiên sơn không cho ngoại nhân tiến vào, nhưng cái này cũng chỉ là đối với tu sĩ bình thường mà thôi, cho đến khi ta qua đó, tự nhiên sẽ có người tiến ra tiếp đãi hàn lập lơ đánh trả lời. chương 1786, Ninh Tiên Cung Thì ra là như vậy, ta đã nói rồi mà, hàn tiền bối chính là hợp thể kỳ tu sĩ, sao có thể giống như những tu sĩ bình thường. Mà tùy tiện tìm chỗ đặt chân ở bên ngoài kia được chứ hải đại thiếu cười hì hì nói. Đúng thế, nói vậy nơi tiếp đãi tiền bối nhất định sẽ vô cùng tráng lệ hai người chúng ta nhờ chiếc bóng của tiền bối cũng có thể vào đó mở rộng tầm mắt một phen rồi khí linh tử mở to hai mắt vẫn xum xoe như trước mặc dù hàn lập nghe ra ngay hai người bọn họ đang vuốt mông mình nhưng cũng chỉ cười hắc hắc mà không có nói gì thêm không bao lâu sau phi sa bay qua bầu trời của một khu phường thị liền đâm thẳng vào phía trước một sơn mạch khoảng cách hơn nghìn dặm đối với cỗ phi sa đỉnh giai pháp khí phi hành này có thể nói chỉ là trong nháy mắt sẽ tới phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tầng mây màu lam hoàn toàn chặn mất đường đi hàn lập nhẹ nhàng giẫm xuống phía dưới pháp khí phi sa đang chạy như bay bỗng xoay vòng rồi dừng lại hàn lập không nói gì mà trà sát hai tay đồng thời hướng về phía không gian vùng vụ hải dơ lên sau một tiếng nổ vang có hai đạo tia chớp màu vàng kim bắn ra lóe lên rồi biến mất trong làn mây sau một khắc trong đám mây mù màu lam có hai tiếng nổ mạnh oanh trực tiếp truyền ra hai cổ linh áp khổng lồ từ trong màn mây phát ra Khiến cho đám mây mù màu lam phía trước kích động quay cuồng kịch liệt, giống như biển động sóng dâng không ngừng. Tiếp đó, Hàn Lập chắp hai tay ra đằng sau, thản nhiên đứng trong xe không có cử động gì khác, phảng phất như đang đợi thứ gì đó. Hải Đại thiếu cùng với khí linh tử thấy vậy, trong lòng cũng nghĩ thầm nhưng không dám mở miệng hỏi thăm lung tung, mà ngoan ngoãn đứng ở phía sau Hàn Lập. Kết quả chỉ chốc lát sau, trong biển sương mù phía trước mơ hồ truyền ra mấy tiếng thú giống quái dị, tiếp đó một nam tử hô to hét lớn, cũng truyền ra từ bên trong đó kẻ nào to gan như vậy, lại dám công kích cấm chế nơi này, không biết là từ 3 tháng trước, nơi đây đã bắt đầu trở thành cấm địa hay sao? Tiếng hô của nam tử vừa mới thấp dần, có một trận ba động truyền đến từ trong màn vân vụ màu lam, cụm mây bất chợt rẽ ra làm hai, từ đó hiện ra một lối đi khổng lồ rộng tới vài trường. Lam quang lóe lên, có mấy vệ sĩ cưới quái thú khổng lồ từ bên trong bay ra. Những vệ sĩ này đều có thân hình cao lớn, thân to vạm vỡ, nhìn sơ qua ít nhất so với hàn lập cũng cao hơn hai cái đầu, nửa người bên trên khoát chiếc cốt giáp màu trắng thô kệch, nửa dưới thì lại mặc theo kiểu quần da, một tay đang nắm chặt cốt thuẫn khổng lồ, tay khác lại cầm một hắc mâu thô kệch. Mà những con quái thú mà bọn họ đang cưới kia, phảng phất như cự lang mọc ra đôi cánh khổng lồ bằng xương bằng thịt, thêm nửa bộ lông khắp người phát ra màu lam, mơ hồ có chút điện quang chớp sáng không ngừng, lộ ra vẻ thần bí dị thường. Nhưng trên người mấy tên vệ sĩ này không thấy một chút pháp lực ba động nào, hẳn là một đám luyện thể sĩ cấp cao, chỉ với thân thể mạnh mẽ, có lẽ cũng phải tương đương với tu sĩ kết đan kỳ rồi. Vừa thấy Hàn Lập đứng ở trong phi xa trên không trung, đang dùng ánh mắt tỏ ra hơi hứng thú đánh giá bọn họ, trông có vẻ như không muốn trốn tránh hay chạy trốn đi đâu cả, bốn gã vệ sĩ thấy thế lại không khỏi ngẩn người. Trong đó có một đại hán tựa như tên thủ lĩnh có thân hình cao lớn nhất, vẻ mặt vốn có chút hung ác liền trở nên vài phần kinh nghi. Hắn vừa vung tay lên, bốn người liền cùng nhau ghim chặt quái thú, dừng lại ở bờ bên kia của ở đám vân vụ, các ngươi chính là lôi vệ rất có tiếng tăm ở Huyền Vũ Cảnh sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá các ngươi xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ Phách Hoàng đạo hữu đã tới Cửu Tiên Sơn trước rồi à? Hàn Lập không đợi mấy người này hỏi, đã tranh tiên hỏi trước. Vừa nghe Hàn Lập khẩu khí lớn như vậy, mấy tên vệ sĩ này cả kinh, lại không dám chậm trễ. Đại Hán cầm đầu thần sắc tập trung, vội hướng Hàn Lập ôm quyền, cung kính nói, mấy người vãn bối đích thực là lôi vệ thường bên cạnh Phách Hoàng đại nhân nhưng hiện tại Phách Hoàng Đại Nhân vẫn chưa giá lâm tới đây. Tiểu đội này của chúng ta, đến cửu tiên sơn trước để chịu trách nhiệm ổn định trật tự nơi này. Xin được hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Hắc hắc, tên của hàn mỗ, các ngươi chưa chắc đã nghe qua đâu. Bất quá trước đây, Phách Hoàng các ngươi còn phái người mời ta gia nhập Phách Hoàng cung, bất quá bởi vì những nguyên do khác, nên ta chỉ đành từ chối vậy hàn lập hời hợt trả lời. Cái gì, chẳng lẽ tiền bối chính là hàn lập tiền bối mới lên cấp hợp thể? Ồ, người biết ta à có chút ngoài dự liệu của hàn lập hắn vừa mở miệng tên vệ sĩ cầm đầu đã có thể lập tức kêu lên tên của hắn bộ dạng giống như là nghe đại danh đã lâu vậy điều này làm cho hắn khá ngạc nhiên không khỏi cẩn thận đánh giá lại đối phương một chút lúc này mới nhận ra được tiền bối xin để ta dẫn tiền bối tiến vào bên trong rồi đến nghênh tiên cung nghỉ ngơi trước một chút vệ sĩ thủ lĩnh mặc dù tay chân thô kệch nhưng lúc này lại có vẻ tâm tư linh xảo cười thân thiện nói vậy hắc hắc người nói cũng đúng cơ thể ta quả thật là có chút mệt mỏi, người hãy dẫn đường đi. Hàn lập gật đầu một cái, vâng, mời tiền bối tiến vào. Bốn gã vệ sĩ sau khi cung kính thi lễ lần nữa, mới lần lượt bay vào lối đi lúc nãy mới từ bên trong bước ra. Hàn lập thúc dục phi xa dưới chân, thoải mái đi theo vào trong vùng vân vụ. Khu vực này hiển nhiên cũng không quá lớn, chỉ trong chốc lát Hàn lập đã theo sau bốn gã luyện thể sĩ thoát ra khỏi nơi đó, rồi bay thẳng tới ngọn núi khổng lồ phía trước. Chín ngọn núi của Cửu Tiên Sơn thì phân ra do tộc ta cùng yêu tộc chia nhau mỗi tộc chấp trưởng bốn tòa, còn tòa cao nhất là Phi Tiên Phong kia cũng là địa phận của phàm nhân, nên bình thường hai tộc cũng không cần phái người tới đóng quân nơi đó. Vạn Bảo Đại hội lần này chính thức khai mạc cũng ở quảng trường trên Phi Tiên Phong này, hiện giờ những người có chúc tinh thông thần thông thổ hệ của hai tộc nhân yêu chúng ta đang ngày đêm giáo giết bố trí cả ngọn núi. Dĩ nhiên chỉ một ngọn núi đó không thể nào đồng thời dung nạp toàn bộ người của cả hai tộc được cho nên ngay khi vạn bảo đại hội khai mạc thì tám ngọn núi còn lại cũng sẽ cùng lúc mở ra cũng tại trên đó sẽ xây tám tòa phó hội trường để có thể dung nạp cùng lúc đầy đủ mọi người tham gia sự kiện nhưng theo vãn bối ước đoán cho dù nhiều hội trường đến vậy cũng sẽ khó lòng đáp ứng đủ hết lượng người tham gia dù sao tại vạn bảo đại hội lần trước cơ hồ mỗi một tộc phải có trên trăm vạn người tham dự cũng may vạn bảo đại hội lần này đã sớm bắt đầu chuẩn bị từ nhiều năm trước có lẽ sẽ không để xảy ra vấn đề gì bất quá vạn bối còn nghe nói đại hội lần này so với những lần trước kia dường như có chút ít bất đồng dọc đường đi đại hán thủ lĩnh vô cùng thức thời chủ động giới thiệu cho hàn lập biết một chút về cửu tiên sơn cùng với tình hình chuẩn bị vạn bảo đại hội nhưng câu cuối cùng vừa nói thanh âm lại càng thêm rõ ràng ồ có chỗ nào khác lạ vậy hàn lập trong lòng vừa động chậm rãi hỏi cũng chỉ trong lúc vô tình vạn bối thoáng nghe được một chút lời đồn cũng không biết là đúng hay sai vạn nhất có nói sai chỗ nào mong tiền bối không trách tội đại hán trần chờ một chút rồi nói. Yên tâm đi, trong đó thật hay giả ta sẽ phán đoán, dù thế nào cũng sẽ không trách tội trên đầu của người đâu hàn lập nhìn qua đối phương một cái rồi thản nhiên nói. Vậy vãn bối xin cả gan nói ra, vãn bối có nghe nói, vạn bảo đại hội lần này có thể sẽ có người của ngoại tộc tham gia, cũng có thể đưa ra đầu giá công khai vài món trí bảo của dị tộc nữa đấy đại hán nhẹ hít một hơi, mới cẩn thận nói. Người dị tộc, chẳng lẽ là mộc tộc, linh tộc ở phụ cận, hay là man tộc cùng người giả xoa tộc hàn lập nghe vậy cũng có chút cả kinh không khỏi khẽ biến sắc mặt hỏi cái này vãn bối quả thật không rõ ràng lắm dù sao vãn bối cũng chỉ là một tên lôi vệ bình thường thôi đại hán nở nụ cười khổ điều này cũng đúng bất quá tấm chân tình này của ngươi ta sẽ nhớ kỹ mấy bình bổ nguyên đan này các ngươi hãy cầm lấy đi vài ngày ăn một viên thì có thể kéo dài thêm thọ nguyên của bọn ngươi một chút đấy sau này nếu nghe được những gì hữu dụng khác nữa chỉ cần tới báo tin cho ta chắc chắn ta sẽ không bạc đãi mấy người các người đâu hàn lập sắc mặt xa sầm trong chốc lát thần sắc cũng khôi phục như thường liền lật bàn tay đem mấy bình đan dược ném cho bốn gã vệ sĩ trước mặt đa tạ tiền bối đã ban thưởng nếu vãn bối còn biết được thêm gì nữa nhất định sẽ hồi báo cho tiền bối trước tiên đại hán thủ lĩnh vừa nghe tên bổ nguyên đan nhất thời mừng rỡ đón lấy cũng dùng thanh âm khẽ run rẩy mà trả lời ba người còn lại cũng đồng dạng vui mừng liên tục bái tạ hàn lập khoát tay áo ở trong xe khép mắt lại không nói gì nữa. Bốn gã lôi vệ này cũng vô cùng thức thời nên không quấy rầy gì Hàn Lập nữa, mà dẫn phi xa của Hàn Lập phi hành thêm một thời gian ngắn nữa, rốt cục cũng tới chân một ngọn núi. Chỉ thấy nơi đó mọc lên một dãy lầu vàng các ngọc nối dài liền lạc, cơ hồ đem hơn phân nửa ngọn núi bao bọc lấy. Mà bên trong những tòa kiến trúc đó, có một cung điện bạch ngọc tráng lệ cao chừng 3 400 trượng, chia ra khoảng 10 tầng, to lớn nguy nga dị thường. Mà bao lấy tòa cung điện này, là rất nhiều lầu các tinh xảo dị thường, đông một ngọn, tây một ngọn, chừng hơn trăm cái, dường như đều lấy cung điện bạch ngọc làm trung tâm mà vây quanh lại. Hàn tiền bối, đây chính là Ninh tiên cung, tất cả tiền bối hợp thể kỳ, cũng có thể mang môn nhân đệ tử độc chiếm một tầng. Mỗi một tầng cung điện đều có truyền tống pháp trận đặc biệt, không cần phải qua tầng lầu phía dưới mà có thể trực tiếp truyền tống đến đại điện công cộng tầng 1. Những lầu các xung quanh kia là để chuẩn bị cho các tiền bối luyện hư kỳ bất quá hiện giờ cũng chỉ có tu sĩ hợp thể như tiền bối mới có tư cách tiến vào nơi này. Mà mỗi ngọn núi phía trước đều có các tòa nghinh tiên cung tương tự, để có thể tiếp đón các tiền bối hợp thể kỳ đến dự hội. Đại hán thủ lĩnh tận tâm giới thiệu, ô, chỗ này đã có người vào ở rồi ư, hàn lập vừa nghe nói vậy liền cảm thấy có chút hứng thú. Tiền bối minh giám, ngoại trừ một tháng trước vạn cốt chân nhân cùng môn hạ đệ tử giá lâm ra, ở đây không có tiền bối hợp thể kỳ thứ hai nào đại hán đàng hoàng trả lời chương 1787, Vạn Cốt Chân Nhân. Vạn Cốt Chân Nhân, ta cũng có nghe nói qua một chút. Nghe nói vị đạo hữu này vốn cũng là một tán tu, vậy mà vạn năm trước khai sáng bạch cốt môn, trở thành tổ sư khai phái của một phái, chí hướng có vẻ không nhỏ. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói, về điều đó thì bạch cốt môn ở trong huyền vũ cảnh của chúng ta cũng là một thế lực không nhỏ, nó đủ sức đứng vào hàng ngũ người tông môn đứng đầu. Trong thời gian ngắn có thể làm được như vậy, có thể thấy thần thông của vạn cốt tiền bối quả không tầm thường. Phải rồi, vạn cốt tiền bối hiện giờ cư ngụ ở tầng cao nhất của Nghinh Tiên Cung. Tiền bối nếu như muốn ở tầng đó thì cứ việc nói với tổng quản đại nhân của Nghinh Tiên Cung là được. Đại Hán cung kính trả lời, đang lúc nói chuyện, bốn gã lôi vệ đã dẫn Hàn Lập dẫn tới cửa chính cung điện Bạch Ngọc, cách đó mấy dặm có vài tên giáp sĩ mặc thanh sắc giáp y trong suốt, đang xếp hàng thẳng tắp thủ hộ nơi đó. Đại Hán cầm đầu vội vàng nhảy xuống khỏi cự lang, đi tới trước một gã thủ vệ, hướng Hàn Lập chỉ trỏ, vừa cúi đầu nói mấy câu gì đó. Tên thủ vệ mặc giáp xanh kia vẻ mặt vốn có chút lạnh lùng, đột nhiên biết sắc, sau khi cẩn thận đánh giá hai mắt Hàn Lập liền lập tức hướng Hàn Lập vái chào, sau đó xoay người tiến vào trong đại môn. Mà đại hán thì lại một lần nữa trở về bên cạnh Hàn Lập, nói. Hàn tiền bối, đám người vãn bốn còn trách nhiệm tuần tra nặng nề trong người, không thể ở chỗ này đợi lâu được. Sau một lát tổng quản đại nhân của tiên cung sẽ đích thân ra đón tiếp tiền bối, Bốn người vãn bối xin phép đi trước. Bốn người đại hán vừa hướng Hàn Lập khom người cúi chào, nói lời từ biệt. Hàn Lập tự nhiên sẽ không ngăn trở, khoát khoát tay, để cho bốn gã lôi vệ này rời đi. Cơ hồ ngay khi cự lang của đám người đại hán vừa mới bay đi trong nháy mắt, thì có hai người cũng từ trong cửa điện đi ra. Một người chính là tên thanh giáp vệ sĩ mới vừa rồi chạy vào trong cửa, tên còn lại thì là một lão giả mặt trắng mặc áo bào màu cho, hai mắt nhỏ màu xanh, có tia sáng lấp lánh là một gã tu sĩ luyện hư trung kỳ. Vị này chính là hàn lập tiền bối phải không? Không biết tiền bối giá lâm, vãn bối tông miễn không thể nghinh đón từ xa, mong tiền bối thứ tội. Lão giả tiến lên mấy bước, hướng hàn lập thi lễ từ xa, cung kính vô cùng. Tông đạo hữu không cần phải khách khí, tại hạ đường xa đến đây cũng có chút mệt mỏi rồi. Hay là hãy mau sớm an bài cho ta chỗ dừng chân đi. Hàn lập cũng đánh giá đối phương vài lần xong liền bình tĩnh nói. Tiền bối yên tâm, Ninh tiền Cung đã sớm bố trí tốt hết thảy tiền bối lập tức có thể đi vào ngoại trừ tầng trên cùng đã có vạn cốt tiền bối ở không thể cho người khác vào còn lại tám tầng kia cũng chưa có ai ở tiền bối có thể tùy ý chọn lựa tông miễn mỉm cười nói vậy tầng thứ năm thì sao không cao cũng không thấp cũng vừa đúng ý của ta hàn lập sau khi suy nghĩ một chút liền nói như vậy vâng ta mang tiền bối đi xem qua trước một chút nếu tiền bối có gì không vừa lòng thì vãn bối sẽ lập tức điều chỉnh lão giả nói có phần sởi lời hàn lập bất động thanh sắc gật đầu dưới sự hướng dẫn của đối phương bắt đầu tiến vào đại điện tầng một của nghinh tiên các cả tòa đại điện ít nhất cũng rộng chừng trăm trượng bất kể là bốn vách hay là mặt đất cũng đều sáng lấp lánh xung quanh đều là dạ minh châu lớn chừng nắm tay khiến cho đại điện tinh quang lưu chuyển giống như là long cung tiên cảnh vậy bốn phía của đại điện đều có bàn ngọc dùng bạch ngọc chế thành cũng không nhiều lắm góc này góc kia mỗi chỗ lại có một cái mà ở trong đại điện có một cái pháp trận truyền tống màu bạc, lớn chừng 7, 8 trượng. Lão giả trực tiếp đi tới chỗ pháp trận, cũng dẫn đầu đi vào trước. Hàn Lập mặt không chút thay đổi cũng bước vào trong đó. Hải Đại thiếu cùng với khí linh tử nhìn nhau một cái, tự nhiên là bước theo một bước cũng không rời. Hai người này mặc dù là lần đầu tiên sử dụng truyền tống pháp trận, nhưng cũng không có tỏ ra e sợ cái gì. Kết quả sau khi lão giả đánh một đạo pháp quyết lên truyền tống pháp trận, cả tòa pháp trận bừng sáng, đồng thời có âm thanh vù vù phát ra. Lúc này, Tông Nguyễn lật bàn tay, liền đó có một khối ngân bài tinh xảo xuất hiện. Hàn Lập nhìn lướt qua, chỉ thấy một mặt lệnh bài khác rất nhiều ký hiệu phức tạp, nhưng mặt kia lại chỉ có một chữ ngũ. Lão giả đem lệnh bài này nhẹ nhàng huy động, liền đó có một đạo ngân quang bắn ra, bắn về phía pháp trận bên dưới. Sau một khắc, cả tòa pháp trận ngân quang lưu chuyển, thân ảnh bốn người thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hải Đại thiếu cùng với khí linh tử mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn cảm thấy quay cuồng trong nháy mắt khi hai người mở mắt ra một lần nữa thì đã xuất hiện ở trên một bình thai lộ thiên ở bốn bên của bình thai một bên thì có hình hoa do nhiều con đường nhỏ cấu thành ở hai bên đều trồng rất nhiều loại kỳ hoa linh thảo không biết tên một bên khác lại có một hồ nước lớn chừng vài mẫu bên trong có một loại linh ngư năm màu lớn chừng một thước đang bơi lội tung tăng bỗng có một trận gió thổi qua một cỗ linh khí giạt rào liền táp vào mặt hải đại thiếu có chút phát run đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn phía trên chỉ thấy phía trên là một mảng xanh biếc, có một đám mây nhẹ nhàng lơ lửng không chút lay động. Vốn trên bầu trời phải có mấy mặt trời, nhưng hiện giờ hoàn toàn không thấy đâu. Thay vào đó là một quang cầu khổng lồ màu nhũ bạch, lơ lửng trên không phát ra bạch quang rất dịu mắt. Hải đại thiếu nhìn đến trợn mắt hốc mồm, khí linh tử ở một bên cũng không khá hơn là mấy, miệng hắn cũng đang ngoác cả ra, như là nhất thời không tài nào khép lại nổi. Không nên nhìn, tất cả những gì ở phía trên chẳng qua là do cấm chế huyễn hóa ra mà thôi. Với cảnh giới của các ngươi, nhìn không ra được huyền cơ gì đâu." Thanh âm của Hàn Lập đồng thời vang lên trong tai hai người. Hai người này cả kinh, nhờ đó mới từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, sau đó lại phát hiện Hàn Lập chẳng biết đã đi ra khỏi pháp trận từ lúc nào, đang đứng ở phía ngoài hơn 10 trượng khẽ cười đang nhìn bọn hắn. Lão giả tên gọi Tông Nguyễn đang ở cách đó xa hơn một chút, cũng đang cười híp mắt nhìn hai người. Sắc mặt Hải Đại thiếu cùng với khí linh tử hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng vội vàng đi ra khỏi pháp trận nhưng trong lòng hai người này vỡ khó nén nổi hưng phấn khi đi phía sau hàn lập thỉnh thoảng vẫn nhìn quanh khắp nơi không ngừng sau khi đi qua một con đường nhỏ một tòa đại điện màu xanh nhạt liền xuất hiện ngay trước mắt mặc dù chưa nói tới khổng lồ gì nhưng là vô cùng tinh mỹ tuyệt luận cơ hồ như mỗi đạo hoa văn cũng được tỉ mỉ khắc lên một cách tinh tế ở hai bên đại điện còn có một bình viện độc lập khác cùng một thiên điện nhỏ hơn một chút những kiến trúc này hiển nhiên là cho môn nhân đệ tử của các tu sĩ đến đây ở lại những kiến trúc này cũng được bao quanh bởi một tầng trúc xanh lục, khiến cho những đình đài trong đó như ẩn như hiện. Quả là một cảnh tượng mê người, ai mà nghĩ đây không phải là một vùng trời đất như là tiên cảnh, mà vốn chẳng qua nó chỉ là một tầng của một cung điện khổng lồ mà thôi. Mỗi một tầng của nghinh tiên cung đều bố trí như vậy sao? Hàn Lập đứng ở đại điện cách đó không xa, sau khi xem xét khắp nơi, tùy ý hướng lão nhân hỏi một câu. Ha ha, dĩ nhiên không phải vậy, mỗi một tầng của nghinh tiên cung bố trí không giống nhau, để phòng trường hợp có tiền bối không hài lòng, liền có thể đổi được. Nếu hàn tiền bối cảm thấy không tốt, vãn bối lập tức có thể để tiền bối chọn một tầng khác. Tông Nguyễn trả lời không chút lưỡng lự, cái này ta cũng không có hứng thú, tầng này cũng không phải là tệ, trái lại ta còn tương đối hài lòng, vậy ta ở nơi này đi. Hàn lập khoát khoát tay, nói với vẻ không thèm để ý. Nếu tiền bối cảm thấy như vậy là được rồi thì xin mời tiền bối thu lại lệnh bài cấm chế này. Bởi mỗi tầng cấm chế lại có một lệnh bài, đồng thời mỗi tầng cũng chỉ luyện chế một lệnh bài cho nên sau khi kết thúc đại hội kính xin tiền bối trả lại vật này lão giả nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười cũng đem ngân bài đang cầm trong tay hai tay đưa tới hàn lập thu lấy lệnh bài khẽ gật đầu tỏ ra đã biết sau đó lão giả lập tức biết điều mà rời đi trong nháy mắt nơi này chỉ còn lại ba người hàn lập cùng hải đại thiếu hai người các ngươi khi đại hội mở ra cũng ở chỗ này đi những đình viện kia có thể tùy ý chọn một cái mà ở ta cũng cần nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì ngày mai bàn sau. Hàn lập hướng hai người phân phó một chút, vâng, tiền bối, hải đại thiếu cùng với khí linh tử cung kính đáp, sau đó hai người khó che giấu vẻ hưng phấn hơn nữa, liền cùng nhau hướng một kiến trúc bên cạnh đại điện bay tới, từ rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng hai người đang chơi đùa. Hàn lập lắc đầu, xoay người sẽ phía đại điện chính đi tới, cùng tìm một căn phòng an tĩnh trong đại điện, lặng lặng ngồi xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, hàn lập còn đang ngồi nhắm nghiền hai mắt trên bồ đoàn bên ngoài thân linh quang màu xanh đang chớp động không ngừng đột nhiên thần sắc biến đổi ngay lập tức mở ra hai mắt sau một khắc có một đoàn hỏa diễm bạch sắc quỷ dị trực tiếp xuyên thủng cấm chế cửa phòng mà vào lóe lên rồi biến mất lại xuất hiện ngay trước mặt hàn lập ánh mắt hàn lập lóe sáng không nói gì liền vươn một ngón tay hướng bạch sắc hỏa diễm điểm nhẹ một cái phanh một tiếng bạch diễm liền vỡ tung ra hóa thành vô số tia lửa nhỏ lóe lên biến mất không thấy bóng dáng mà cơ hồ cùng lúc đó, một thanh âm, đột nhiên xuất hiện quanh quẩn trong phòng. Lão Phu Vạn Cốt, ra mắt hàn đạo hữu nghe nói đạo hữu hôm qua cũng tiến vào nghinh tiên cung chung. Nếu không phải có gì ghét bỏ thì xin mời đến chỗ Lão Phu ở một chút. Thanh âm này già nua dị thường, còn hơi có chút âm trầm, nhưng sau khi nói xong vài câu ngắn ngủn, thanh âm đột nhiên dừng lại. Vạn Cốt chân nhân, hàn lập sờ sờ cầm, lại lộ ra vẻ đăm chiêu như đang suy tính cái gì. Nhưng một lát sau, hắn cũng đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngay khi thân ảnh hàn lập xuất hiện ở trong đại điện thời điểm hắn rất ngoài ý muốn khi thấy hải đại thiếu cùng với khí linh tử cũng không biết hai người này đã đến đây bao lâu đang ở một góc trò chuyện với nhau gì đó vừa thấy hàn lập xuất hiện hai người bọn họ lập tức tiến lên dùng đại lễ tham bái đứng lên đi hai người các ngươi không có ở chỗ của mình nghỉ ngơi nhiều một chút chạy đến đây làm cái gì hàn lập khoát tay chặn lại nhàn nhạt hỏi hàn tiền bối có phải người muốn đi ra phường thị bên ngoài không? Hai người vãn bối đương nhiên là muốn theo sau hầu hạ. Khí Linh Tử sau khi đứng dây, liền cười hì hì nói: "Đúng vậy a, à, hai người ta mặc dù không thể gánh vác đại sự gì cho tiền bối, nhưng làm những chuyện nhỏ như chân chạy đưa tin thì vẫn có thể được." Hải Đại thiếu cũng tỏ vẻ trung thành không kém, nói: "Ha ha, ai nói hôm nay ta đi ra phường thị." Hàn Lập nở nụ cười, "Kia tiền bối vậy người." Hải Đại thiếu cùng với Khí Linh Tử nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Ta biết ý tứ của hai người các ngươi, muốn đi phía ngoài phường thị mở mang tầm mắt phải không? Nhưng những thứ đồ ít ỏi trong phường thị này, căn bản không thể nào có đồ ta cần, cho nên nếu không phải không còn cách nào khác, ta sẽ không tới đó. Nhưng ở đây tụ tập nhiều tu sĩ cao cấp như vậy, các ngươi đến phường thị kiến thức một chút cũng không tồi. Lát nữa, ta đi bái phỏng vạn cốt chân nhân của bạch cốt môn, nên cũng không thể nào mang hai ngươi đi được. Ta sẽ dùng lệnh bài đưa các ngươi ra ngoài trước, đến tối trở về là được." Miệng Hàn Lập vừa nói, thần sắc liền khôi phục bình tĩnh. Chương 1788, Hắc vực trao đổi hội. Hai người Hải Đại thiếu nghe thấy vậy mặc dù hơi có chút thất vọng, nhưng cũng không dám không nghe theo phân phó của Hàn Lập, tức thì liên miệng đáp ứng. Bấy giờ Hàn Lập mới mang hai người ra khỏi đại điện, thẳng hướng truyền tống pháp trận ở Bình Thai mà đi. Khi Hải Đại thiếu cùng với khí linh tử đã ở bên trong pháp trận, Hàn Lập lấy ra một cái lệnh bài màu bạc, phất nhẹ hai cái. Pháp trận bắt đầu hiện ra ngân quang, đưa hai người đến đại điện tầng thứ nhất. Sau đó bản thân Hàn Lập cũng chậm rãi bước vào pháp trận. Linh quang lại lóe lên, thân ảnh của hắn trong phút chốc cũng biến mất không thấy. Sau khoảng thời gian một chung trà, Hàn Lập đã ở trong một cung điện hùng vĩ màu đỏ như được xây nên từ san hô, cùng với một lão đạo đang ôm trong lòng một cô gái xinh đẹp, đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Lão đạo này có mũi như chim ưng, Ánh mắt thâm trầm dị thường, một đầu tóc trắng búi thành hình tam giác, thân mặc một đạo bào màu xám cho, ở bên ngoài có thêu rất nhiều khô lâu màu trắng trông rất sống động, ước chừng hơn 18 viên. Mà nữ thị thiếp xinh đẹp đang tựa trong lòng lão đạo kia chẳng những thân thể đẫy đà, da thịt lại càng bóng loáng như ngọc, trên người là một tấm áo choàng mỏng màu trắng phất phơ, mà hơn phân nửa thân thể cũng chúi vào trong lòng lão đạo, chỉ để lộ ra khuôn mặt thiên kiều bá mị, đang vừa nghe lão đạo cùng với Hàn Lập nói chuyện với nhau vừa cười khúc khích xa hơn một chút về phía hai bên đại điện, còn có bảy, tám nữ tử cũng giống như nàng kia, mỗi người lại mặc một màu khác nhau, đang khoanh tay ngoan ngoãn đứng ở một bên. Lão đạo kia hiển nhiên là chủ nhân của nơi này, cũng là vạn cốt chân nhân của bạch cốt môn. Cho dù là nữ tử đang ở trong lòng của hắn hay là những người khác đang ở hai bên, cũng đều là thị thiếp của hắn trên danh nghĩa. Chẳng qua cô gái đang ở trong lòng kia, cho dù là tướng mạo hay phong tình đều hơn xa những cô gái khác, chắc hẳn là người được lão đạo sủng ái. Hàn Lập vừa cùng đối phương tùy ý bàn về một chút chuyện lúc xưa hắn trải qua ở trong man hoang, đồng thời trong lòng lại âm thầm cân nhắc tới một số tin đồn có liên quan đến vạn cốt chân nhân. Nghe nói vạn cốt chân nhân chẳng như tu luyện công pháp của ma đạo, hơn nữa tính cách trời sinh là cực kỳ háo sắc, rất thích thuật thải bổ, cơ hồ là mỗi đêm không có gái là không vui. Bây giờ xem ra, những thứ kia hơn nửa là không giả. Ha ha, không nghĩ tới hàn đạo hữu mặc dù tuổi trẻ nhưng kiến thức lại rộng như thế, năm đó khi ta hợp thể sơ thành thì bất quá cũng chỉ du lịch ở khu vực phụ cận nhân tộc một phen rồi cũng trở về thôi tới giờ tuổi lại càng không còn trẻ nữa lại càng không nghĩ đến chuyện rời xa nhân tộc nữa lão đạo sau khi trầm trồ tấm tắc một phen xong cũng thở dài một hơi rồi nói vạn cốt huynh chê cười ta sở dĩ ta ở trong man hoang lâu như thế vốn là do cơ duyên xảo hợp bắt buộc như thế nếu nói thật sự về bản tâm của hàn mỗ thì tuyệt không dám rời xa bổn tộc cũng may là vận khí của tại hạ không tệ có thể nói là đã đi khắp non nửa đại lục mà vẫn còn may mắn toàn thân quay về hàn lập mỉm cười nói ừm um, nói như vậy thì hàn đạo hữu thấy bản thân chính là người có đại khí vận rồi huống chi trong chuyến đi đó đạo hữu còn liên tục có tạo hóa của mình tu vi liên tiếp đột phá tiến cấp sau khi trở về tộc lại dễ dàng đánh sâu vào hợp thể thành công quả thực là quá xa so với bần đạo có thể tưởng tượng ít nhất trong vòng mấy vạn năm tuyệt không có người thứ hai có thể lên cấp nhanh giống như đạo hữu như vậy năm đó vạn mẫu đột phá bình cảnh hợp thể kỳ ít nhất cũng phải mất mấy ngàn năm mới thành công căn bản không thể đánh đồng cùng với hàn đạo hữu với tư chất cùng với tuổi tác của hàn đạo hữu nói không chừng đánh sâu vào đại thừa kỳ cũng có cơ hội vẻ mặt lão đạo tươi cười ấy vậy mà trong giọng nói có một chút ý nịnh ngọt sao hàn mẫu lại dám vọng tưởng tới chuyện đại thừa chỉ cần có thể chịu qua được mấy lần đại thiên kiếp cũng đã đủ hài lòng rồi Hàn Lập tự nhiên khiêm nhường dị thường, lời này cũng phải, đại thừa kỳ đối với chúng ta mà nói cũng giống như mò trăng đáy nước vậy. Nhân tộc chúng ta trụ vững ở linh giới đã nhiều năm như vậy, bất quá cũng chỉ xuất hiện có tổng cộng hơn 10 vị đại thừa kỳ mà thôi. Thậm chí còn có một thời kỳ không có tu sĩ sí đại thừa kỳ khiến cho chỉ thiếu một chút là cả tộc gặp phải nguy cơ tuyệt diệt. Vạn cốt chân nhân tựa hồ như nhớ ra gì đó, vừa nói vừa có chút cảm khái. Lần này, Hàn Lập cũng không tiếp lời, mà chỉ cười đáp lễ những chuyện có liên quan tới lần đại kiếp đó của nhân tộc hắn cũng có nghe nói qua một chút lần đó cũng là do bị liên quân của vài dị tộc cùng tấn công nếu không phải khi đó yêu tộc lại vừa đúng lúc là thời kỳ cường đại nhất có thể xuất hiện hai tu sĩ đại thừa kỳ hơn nữa bản thân yêu tộc cũng biết rằng chỉ bằng vào lực lượng của yêu tộc nhất tộc thì không thể nào đặt chân lâu dài ở linh giới được nên bắt buộc phải tiến hành lôi kéo với nhân tộc thì quả thực khi đó nhân tộc thật đúng là có thể gặp họa diệt tộc hàn đạo hữu gần đây lên cấp hợp thể lần này tới tham gia vạn bảo đại hội, khẳng định là tính toán thu mua không ít đồ đi. Vạn cốt chân nhân rất nhanh đem vẻ mặt kinh dị nãy giờ thu lại, bỗng nhiên chuyển đề tài. Đúng là tại hạ đang cần một chút tài liệu luyện đan, hy vọng có thể có thu hoạch ở chỗ này. Dù sao cũng chỉ có lúc này mới có thể xuất hiện một số tài liệu chân quý mà bình thường không tài nào thấy được. Hàn lập gật đầu, cũng không có ý phủ nhận. Nếu là như vậy, bần đạo có một đề nghị, hàn đạo hữu có nguyện ý nghe một chút hay không? Lão đạo cười nói nga chân nhân có gì cứ nói ta xin lắng nghe hàn lập hơi có chút ngoài ý muốn các ngươi đi xuống trước đi vạn cốt chân nhân cũng không ngay lập tức nói với hàn lập cái gì ngược lại để cho thị thiếp trong lòng rời đi cũng xua tay với những nữ tử kia những nữ tử này tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lệch hướng hai người hàn lập thi lễ một cái rồi lũ lượt thối lui ra khỏi đại điện trong nháy mắt trong đại điện cũng chỉ còn lại hai người hàn lập lúc này lão đạo mới lấy thần sắc nghiêm túc hướng hàn lập nói một lần nữa Hàn Đạo Hiếu hẳn là lần đầu tiên lấy thân phận tu sĩ hợp thể tham gia vạn bảo đại hội, nhưng không biết có từng nghe nói qua Hắc Vực trao đổi đại hội không. Hắc Vực trao đổi đại hội, Hàn Mỗ lần đầu tiên nghe nói, chẳng lẽ là thứ giống như bí sao 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 ở phường thị? Hàn Lập nghe xong ánh mắt lóe sáng, nhưng cũng không lộ ra vẻ mặt quá sức ngoài ý muốn. Sự kiện lớn như vạn bảo đại hội này, nếu như không có một chút giao dịch hội nhỏ thần bí, ngược lại là một chuyện kỳ quái. Hắc hắc xem ra hàn huynh cho dù lần đầu nghe nói nhưng đối với việc này đã sớm có suy đoán rồi đối với tu sĩ hợp thể kỳ chúng ta mà nói thì những thứ đồ tầm thường đúng là rất khó đập vào mắt cho dù là đấu giá trong vạn bảo đại hội cũng không thể toàn bộ hài lòng quay về có rất nhiều đạo hữu mặc dù có trọng bảo trong người nhưng không muốn lấy ra đem trao đổi linh thạch chỉ là muốn đổi lấy những vật phẩm cấp bách theo nhu cầu của mình còn có một vài đạo hữu mặc dù có đồ tốt trong tay nhưng không rõ lai lịch không tiện cầm trực tiếp đi đấu giá ngoài ra còn có một số bảo vật quả thực quá chân quý cho dù là tu sĩ hợp thể như chúng ta có được cũng chỉ sợ để lộ phong thanh gì đó mà dẫn tới đại họa sát thân cho nên cũng không biết từ lúc nào trước khi vạn bảo đại hội bắt đầu khai mạc đã có vài người lén cử hành những hội giao dịch quy mô nhỏ chẳng qua hắc vực đại hội này cũng là một trong những cái thần bí nhất do một vài tu sĩ thần bí tổ chức đặc biệt nhằm vào tu sĩ hợp thể mà cử hành có không ít hợp thể kỳ tham gia vạn bảo đại hội cũng tham gia đại hội này lão đạo ngừng nói một chút nhìn thấy hàn lập lộ ra vẻ hứng thú lúc này mới cười một tiếng lại nói tiếp những tu sĩ thần bí này lai lịch kỳ lạ thần thông quảng đại cực kỳ thậm chí đã từng có một lần ở ngay trong trao đổi đại hội đã đánh chết một gã tu sĩ hợp thể kỳ gây chuyện những hắc vực đại hội trở về sau không còn có ai dám đắc tội những người tổ chức đại hội này nữa cho nên tham gia hắc vực trao đổi đại hội này cũng an toàn cực kỳ mà ở trao đổi đại hội cũng chỉ lấy vật đổi vật chỉ cử hành một lần hơn nữa chỉ diễn ra trong vòng một ngày là kết thúc. Người tham gia cũng không đòi hỏi vấn đề thân phận, lai lịch. Do đó, với những tu sĩ hợp thể kỳ như chúng ta hết sức thích hợp cực kỳ. Tham gia đại hội này ngoại trừ hợp thể kỳ như chúng ta còn có một số người có trọng bảo trong người cũng tham gia. Dĩ nhiên là bảo vật bình thường thì không thể nào được phép ra vào. Trong yêu tộc cũng có rất nhiều người tham gia cho nên trên đại hội cũng sẽ xuất hiện một vài tài liệu yêu thú bị yêu tộc ngăn cấm cùng với một ít chứng linh thú mà không thể nào mua được theo cách bình thường. Thậm chí còn có người lấy ra đấu giá một số nữ tử yêu tộc hóa hình kỳ. Sách sách, đặc biệt là những nữ tử của hồ tộc, mỗi người đều là lô đỉnh song tu tuyệt hảo, không biết có bao nhiêu đồng đạo nhân tộc vô cùng cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên là nếu quả thực đổi được những cô gái yêu tộc này ai cũng chắc chắn sẽ nhốt trong động phủ như kim ốc tàng kiều, nếu như để cho thất đại yêu vương biết được thì, hắc hắc cũng giống như thế có một vài nữ tử nhân tộc tư chất tuyệt hảo cũng có người đem ra trao đổi người yêu tộc cũng đồng dạng cảm thấy rất hứng thú nghe đến đó hàn lập tự nhiên hiểu được cái gọi là hắc vực trao đổi hội này thật ra cũng giống như giao dịch ngầm ở đại tấn ở nhân giới mà hắn đã từng tham gia không khác biệt nhiều lắm chẳng qua chủ yếu người tham gia là hợp thể kỳ kể cả về người trao đổi hay là giá trị đồ đem trao đổi căn bản là không thể đánh đồng đồng thời nghe lão đạo nói xong trong lòng hắn cũng có chút thất kinh tu sĩ hai tộc nhân yêu nghiêm cấm cưỡng đoạt bắt người cướp của của tộc nhân đối phương, lấy làm lô đỉnh cùng thị thiếp. Đây cũng là một trong các cấm lệnh mà hai tộc nhân yêu cùng ký kết. Mặc dù đã trải qua thời gian dài như thế, quy định này đã không còn mấy người nhắc đến, nhưng nếu quả thật bị bắt tại trận thì tuyệt đối là phiền toái lớn. Bởi vậy có thể thấy những tu sĩ thần bí tổ chức khắc vực trao đổi hội này quả thực là to gan lớn mật. Nhưng càng như thế, một ít thứ tốt bình thường không thể nào gặp được cũng có thể xuất hiện ở những đại hội trao đổi có tính mở ám này bất quá khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất tất nhiên là những tài liệu yêu thú kia hàn lập không khỏi không kìm được động tâm nghe chân nhân nói vậy tại hạ quả thực có chút hứng thú cũng không biết trao đổi hội này ở địa phương nào khi nào thì bắt đầu hắc vực trao đổi hội bắt đầu mở ra ở một địa điểm tự nhiên là một địa phương thần bí gọi là hắc vực chẳng qua là hắc vực này cũng không phải là nơi cố định mà là môi chỗ có thể tự động di chuyển khắp bầu trời có thể thấy được thần thông của những người tổ chức này không nhỏ về thời gian đến lúc đó sẽ có người tổ chức thông qua đủ loại thủ đoạn cho những tu sĩ muốn tham gia như chúng ta biết đồng thời cũng cho biết phương pháp tiến vào theo ta được biết phương pháp của các tu sĩ tiến vào cũng không phải hoàn toàn giống nhau bần đạo đã nhiều lần tham gia trao đổi hội này cũng có một chút phương pháp có thể cho biết trước một chút tin tức nếu đạo hiếu thực sự muốn đi đến khi đó bần đạo mang đạo hiếu cùng đi qua vạn cốt chân nhân cười nói vậy tại hạ phải cảm ơn chân nhân trước rồi Hàn Lập sau khi cân nhắc một phen, cũng lộ ra nụ cười đáp ứng. chương 1789, Thiên Hồ Yêu Nữ. Ha ha, không có gì. Cho dù bần đạo không nói chuyện này thì sớm muộn gì cũng sẽ có đạo hữu khác nói cho đạo hữu biết. Hơn nữa sau này, nói không chừng bần đạo cũng có thể có vài chuyện nhỏ cần phiền đạo hữu ra tay giúp đỡ. Vạn cốt chân nhân cười híp mắt nói, chân nhân quá khách khí rồi, sau này nếu quả thật có chuyện mà hàn mỗ có thể giúp được thì vạn cốt đạo hữu cứ mở miệng là được. Bất kể là thật hay giả, Hàn Lập cũng vẫn mỉm cười đáp ứng một lời lấy lệ. Cũng bởi thế nên quãng thời gian sau đó, hai người cư xử với nhau càng tỏ ra hòa hợp. Sau khi trao đổi một chút về các tâm đắc khi tu luyện, vị vạn cốt chân nhân này thậm chí còn cố ý đưa tới một đội nữ đệ tử dáng người thước ta tới, cho Hàn Lập thưởng thức một màn thiên ma diễm vỗ ngập tràn hương diễm một phen rồi mới tự mình tiện hắn đến trước truyền tống pháp trận, dõi mắt theo hắn cho đến khi rời đi. Ngay sau khi thân ảnh của Hàn Lập biến mất trong linh quang của truyền tống trận, nụ cười trên mặt của lão đạo lập tức thu liếm trái lại trở nên âm trầm hơn mấy phần đúng lúc này bỗng nhiên không gian ở phụ cận bỗng nhiên chấn động một thân ảnh thất thai yêu kiều thoáng chốc đã hiện ra phía sau lão đạo từ đó cũng chuyển đến một tiếng cười kiều mị cực kỳ thế nào vạn cốt huynh cảm thấy có khả năng mượn sức người này không mặc dù cũng uổng phí một phen tâm cơ nhưng kết quả là chúng ta lãng phí thời giờ a nữ tử này thân khoác một tấm lụa trắng mỏng khuôn mặt kiều diễm như hoa, chẳng những trang phục trên người giống y hệt mà ngay cả mặt mũi cũng có bảy phần tương tự với người lúc trước lão đạo đã ôm vào lòng ra vẻ cưng chiều hết mực. Nhưng chỉ một chút bất đồng như vậy, cũng lập tức khiến cho nữ tử này cùng với nữ tử được cưng chiều kia trở thành hai người hoàn toàn bất đồng. Trong mắt nàng này tràn đầy xuân ý làm say lòng người, nhất cử nhất động đều toát ra mị lực kinh người khiến cho nam nhân có thể trở nên dồ dại, mị lực ấy căn bản không phải nữ tử được cưng chiều kia có thể sánh được dù chỉ một chút. Vạn Cốt Chân Nhân nghe thấy thanh âm của cô gái, trên mặt cũng không có chút dị sắc nào, ngược lại quay người lại nói: "Thành hay không thành cũng không thể nhìn ra được vào lúc này. Người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng có thể tiến vào cấp hợp thể kỳ lại là người như thế nào. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, nếu chúng ta không bỏ nhiều tâm tư để mượn hơi hắn, nhất định là không được. Huống chi tiềm lực của người này quả thực rất lớn, nói không chừng qua mấy trăm năm nữa, có thể lại tiếp tục lên cấp một lần nữa." mượn sức của một mình hắn có thể sánh với mượn sức của mấy lão hồ ly không thể nhờ vả gì được kia thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều lên cấp hợp thể trung kỳ ngươi đề cao vị hàn đạo hữu này quá đấy ngay cả khi hắn có thể lên cấp hợp thể sơ kỳ trong thời gian ngắn như thế nhưng kể từ cảnh giới này trở đi lên cấp ở mỗi tầng về sau lại càng khó khăn căn bản phía trước không thể so sánh nếu không ta và ngươi đã lên cấp hợp thể hơn mấy vạn năm sao có thể dậm chân mãi ở hợp thể đỉnh phong mà pháp lực cũng vì thế không thể tiến bộ thêm chút nào hơn nữa không nói riêng gì hai người chúng ta, những tên hợp thể kỳ khác ở hai tộc nhân yêu phần lớn không phải cũng đồng dạng dậm chân tại chỗ ở cảnh giới này sao? Có thể tiến vào cấp trung kỳ chẳng qua là một số ít ỏi thôi. Hậu kỳ thì lại càng thêm hiếm hoi. Người này cho dù tư chất hơn người, cũng phải chờ sau mấy ngàn năm mới có thể có cơ hội đột phá khỏi sơ kỳ. Nếu quả thực trước khi ma kiếp phủ xuống hắn có thể lên cấp trung kỳ, lại nguyện ý che chở bổn tiên tử, cho dù là lấy thân báo đáp ta cũng cam tâm tình nguyện. Diễm nữ thở dài một hơi lầm bẩm, vừa nghe tới hai chữ ma kiếp, sắc mặt vạn cốt chân nhân hơi đổi, trong mắt còn hiện lên một chút sợ hãi. Nhưng dù sao hắn cũng không phải là người bình thường, trong chốc lát thần sắc lại khôi phục như thường, lạnh lùng nói. Ma kiếp lần trước, ta và ngươi đều đã tự mình nếm trải. Sự đáng sợ của cổ ma tộc vốn không cần phải bàn cãi. Những tán tu hợp thể kỳ của hai tộc nhân yêu vậy mà cũng vẫn lạc hơn phân nửa, tổng cộng cũng chỉ còn không quá bốn, năm tên có thể sống sót từ trong ma kiếp mà những hợp thể kỳ khác có thế lực lớn bên mình còn sống sót lại hơn xa so với tán tu nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ là do tán tu chúng ta đơn thân độc mã chiến đấu nên mới bị những tên cổ ma cao cấp kia cứ lần lượt diệt trừ cho nên trước khi ma tai lần này bộc phát bọn ta nhất định phải cố hết sức mượn sức những đồng đạo tán tu hợp thể kỳ tụ tập nhau lại chắc tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn nhiều mặc dù lời của đạo hữu cũng có chút hợp lý nhưng ta vẫn cảm thấy bỏ nhiều khí lực ra như vậy để tập hợp các đồng đạo tán tu lại cũng không nhất định có tác dụng Ngược lại ngươi trực tiếp giải tán bạch cốt môn rồi đầu nhập vào làm thủ hạ của Tam Hoàng, ta thì quay lại nghĩ biện pháp lần vào làm thủ hạ của một vị yêu vương nào đó là được, dù sao dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát cả. Ánh mắt của nữ tử sau khi chấp động một trận, liền bĩu môi nói. Hóa ra nàng này lại là một tên yêu tộc, hư, đừng mơ tưởng có chuyện tốt như thế, ta với người vốn đã quen tản mạn tự do tự tại rồi, sao có thể đầu nhập dưới tay người khác, bị người ta ước thúc. Nếu không thì trước kia ngươi cũng sẽ không rời bỏ hồ tộc, ta cũng không từ chối lời mời của tam hoàng đời trước mà tiêu giao cho đến nay. Huống chi, bình thường chúng ta không cho những thế lực lớn này mượn chút khí lực nào, hiện giờ đột nhiên đi tìm bọn họ nương tựa thì ngay cả bọn họ có hoan nghênh chúng ta cực kỳ, nhưng sau này chắc chắn cũng trở thành pháo hôi bị người ta điều khiển. Nếu quả thực có chuyện gì nguy hiểm, chắc chắn là đưa những người vừa mới tìm nơi nương tựa như chúng ta ra chống trước. Nếu đã như vậy thì bản chân nhân thà rằng một thân một mình, tự do tiến thối. Huống hồ, cứ cho là chỗ mà thế lực của Tam Hoàng thất yêu vương cố thủ cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Ma kiếp lần trước cũng có ba tên yêu vương và một gã nhân hoàng chết trận. bọn ta hiện giờ là làm những việc chu đáo để phòng ngừa bất chắc thôi. cứ thêm một đạo hữu hợp thể kỳ gia nhập với chúng ta thì tỷ lệ sinh tồn trong ma kiếp lại lớn hơn một phần. dù sao bản chân nhân thà rằng tin tưởng mình chứ không đem tính mạng giao cho người bên cạnh. lão đạo âm trầm trả lời nếu quả thực như thế thì vạn bảo đại hội lần này chính là một cơ hội để liên lạc với những đồng đạo tán tu khác rồi nếu không thì ngoài cái này ra bình thường cũng sẽ không tìm được những người khác như ý vậy tu sĩ nhân tộc sẽ giao cho chân nhân đó yêu tộc nhất phương ta sẽ đích thân ra mặt khuyên nhủ tin rằng những tán tu này ngay cả có người biết phong thanh chút tin tức gì về ma kiếp nhưng tuyệt đối cũng sẽ không hiểu rõ được như chúng ta biết chắc chắn sẽ bộc phát trong ngàn năm đúng rồi trước khi đến đây Ta đã cùng con Hắc Lang kia nói qua một chút về chuyện này, có vẻ như hắn đối với chuyện này cũng có chút hứng thú. Bất quá muốn đả động được hắn, tất nhiên còn cần phải nói thêm một chút. Diễm nữ tựa hồ như bị lão đạo thuyết phục một lần nữa, sau khi trầm ngâm một chút cũng gật đầu nói. Thật quá tốt, Thiên Khôn Hắc Lang đạo hữu trước kia đã từng cùng với Thiên Khuê Lang vương tranh giành yêu vương vị, có lực chiến tới hết một ngày một đêm mới chịu thua, thần thông đương nhiên không phải tán tu bình thường có thể so bì mà bên nhân tộc thì những người khác ta không rõ ràng lắm nhưng thiên âm lão tổ ở núi thiên âm cùng với ta cũng có một chút giao tình lần này đến tham gia vạn bảo đại hội việc thuyết phục hắn hẳn là không thành vấn đề vạn cốt chân nhân nghe vậy mừng rỡ nói nếu quả thật có thể thuyết phục hai vị này thuận lợi gia nhập cho dù không thể mượn sức những người khác chúng ta cũng có thể miễn cưỡng tự vệ trong ma kiếp nữ tử đột nhiên cười một tiếng trên mặt bách mị câu sinh mị lực phát ra trong nháy mắt phảng phất như dâng cao gấp bội cho dù vạn cốt chân nhân tinh thông thuật thải âm bổ dương như vậy nhưng nhìn thấy vẻ mặt của nàng này ánh mắt cũng không khỏi nhất thời hoảng hốt. Sao vậy, vạn cốt hân chẳng lẽ còn muốn thử một chút song tu chi đạo trên người thiếp thân hay sao? Nếu quả thực chân nhân có ý này thì thiếp thân cũng không ngại thử một chút thủ đoạn của chân nhân. Nữ tử vừa thấy bộ dạng của vạn cốt chân nhân như vậy, nụ cười trên mặt càng tỏ ra kiều mị. Phảng phất như chỉ cần một câu nói của đối phương là khối thân thể mềm mại tựa không xương kia sẽ mặc cho lão đạo hưởng thụ tùy thích. Nhưng lão đạo vừa nghe thấy lời nói cực kỳ mê người này liền dùng mình một cái, lập tức liên tục khoát tay, nở nụ cười khổ. Tiên tử thật biết nói đùa, tiên tử vốn là thân thiên hồ, không phải bần đạo có thể so bì. Lão đạo cũng không phải còn trẻ chung nỗi gì, ta vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Vậy thì thật là đáng tiếc, thiếp thân quả thực muốn cùng đạo hữu trao đổi một chút song tu chi đạo. Đáng tiếc là đạo hữu có tà tâm nhưng lại không có tạc đảm a. Nữ tử yêu tộc cười khanh khách, trên mặt mỹ ý càng thêm tăng lên vài phần. Lão đạo miệng niệm một câu đạo hiệu, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng này nữa, vội rời ánh mắt đi, đồng thời cũng chuyển đề tài. Nói tới vấn đề này, vạn huyễn huyền chi thuật của hoa tiên tử quả thực đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Khi tiên tử giả trang thành thị thiếp của ta, ngay cả bần đạo đã biết rõ nhưng cũng không tài nào cảm giác được có chỗ nào không ổn cả. Ta nghĩ ngay cả vị hàn đạo hiếu kia sẽ lại càng không thể nhìn ra được gì khác thường. Quả không hổ là thiên hồ nhất tộc, nói về thiên phú ẩn nặc cùng với biến hóa, cho dù ngay cả trong rất nhiều chủng tộc trong yêu tộc cũng phải đứng trong ba hạng đầu. Hư, vạn cốt đạo hiếu, người quả thật nghĩ là đối phương không nhìn ra ta giả dạng hay sao? Vừa nghe lão đạo nói như vậy, nữ tử vốn đang cười dài đột nhiên thu nụ cười lại, thanh âm trở nên băng hàn. Lời này của tiên tử có ý gì? Lão đạo vừa nghe lời này, thật sự ngẩn người. Vạn cốt đạo hiếu không phát hiện cũng không có gì lạ, bởi vì vừa rồi khi ta giả trang làm người ngươi cưng chiều, trong thần niệm của đối phương có một tia ba động khác thường, phát ra hoàn toàn hướng về phía ta. Nếu không phải ta đã đã sớm thi triển bí thuật cảm ứng, cũng toàn tâm toàn ý chú ý tới người này thì sẽ không thể nào phát hiện ra cái gì. Thần niệm của vị hàn đạo hữu này mạnh quả thực là bình sinh tới giờ ta mới thấy. Nếu quả thực muốn so sánh thì sợ rằng cũng không thua đám người tam hoàng thất yêu vương. Nữ tử có chút trầm mặc nói với vẻ ngưng trọng dị thường. Lại có chuyện này, vạn cốt chân nhân tự nhiên hít vào một hơi, sắc mặt âm tình bất định. Bất quá, vạn cốt huynh cứ yên tâm, đối phương tuổi trẻ như vậy đã có thể lên cấp hợp thể, khẳng định là phải có thiên phú khó có thể tin nổi ở một số phương diện. Đây cũng không phải là điều khó hiểu. Hơn nữa, mặc dù hắn có thể nhìn ra mặt mũi của ta là ảo hóa mà thành, nhưng chân nguyên pháp lực của thiếp thân đã sớm dùng bí thuật của thiên hồ nhất tộc trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khóa lại. Cho dù hắn có tu vi thông thiên cũng tuyệt không thể nhìn ra ta ở hợp thể kỳ hơn nữa ta cũng không có bất kỳ động tác nào lỗ máng nên hắn có thể nhìn ra hai người chúng ta cũng không có chút ác ý nào nếu không cũng sẽ không cùng với vạn cốt đạo hữu chuyện trò lâu như thế mới cáo từ rời đi tiên tử nói cũng có đạo lý cùng lắm thì lần sau gặp mặt nếu hắn quả thật muốn hỏi rõ ta tùy tiện tìm cớ ứng phó là được lão đạo sau khi suy nghĩ một chút thần sắc cũng trở nên hòa hoãn thật ra thì cho dù có cho người này biết thân phận thật của ta thì cũng có sao bồn tiên tử chẳng lẽ không thể gặp người khác hay sao? Nữ tử ưỡn người, nói như quát lớn, vạn cốt chân nhân nghe vậy ra thịt trên mặt có quắp lại, nhất thời cũng chỉ có thể cười khổ không nói lên lời. chương 1790, tiên tử cùng động thiên thử vương. Vị hoa tiên tử của hồ tộc này cũng là một nhân vật tai tiếng, trước kia đã từng thoát ly khỏi thiên hồ nhất tộc, đã từng một hơi hút khô chân dương chi khí của hàng trăm thanh niên ưu tú trong yêu tộc, đến nỗi bị thiên hồ vương đích thân truy sát một thời gian ngắn mà vẫn còn có thể thoát được tính mạng. Lão đạo nào dám để cho người khác dễ dàng biết được rằng nàng này cùng hắn có liên hệ rất lớn cơ chứ? Được rồi, nếu đã bước đầu tiếp xúc qua với vị hàn đạo hữu này như vậy rồi thì mấy ngày tới bần đạo muốn bế quan một chút. Gần đây việc tu luyện của ta bỗng nhiên có chút thành quả, ta tính cần phải cẩn thận tìm hiểu một chút. Chỗ này của ta không tiện để tiên tử ở lại vậy trước hết xin tiến khách. Lão đạo lại cùng nàng này nói qua vài câu rồi cũng buông ra lời tiến khách. Cái lão đạo ngươi đúng là đồ giảo hoạt, rõ ràng là ngươi sợ ta hạ thủ với cái đám đồ tử đồ tôn ít ỏi kia của ngươi nên hết lần này tới lần khác nói tới cái gì bất tiên. Nơi rộng rãi như thế này, sao có thể nói chỗ cho một mình bản tiên tử cũng không có. Bất quá nói đi phải nói lại, những môn nhân đệ tử mà ngươi mang đến lần này, tư chất quả có chút không tồi. Nghe nói vài đứa con cháu mà ngươi thích nhất cũng ở trong đó vạn cốt đạo hữu cần phải cẩn thận một chút đấy nữ tử khẽ cười thoáng một cái thân hình bỗng biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa một khắc sau linh quang trong truyền tống trận lóe sáng nàng này bỗng nhiên xuất hiện nơi đó bất quá mặt mũi nữ tử lúc này lại biến thành rõ ràng lại y như nữ tử được vạn cốt chân nhân cưng chiều khi trước khi lão đạo nghe đối phương nói vậy sắc mặt không khỏi trắng bệch đi mấy phần vội vàng nhấc tay một cái trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài màu bạc cũng hướng pháp trận cua một cái Âm thanh vù vù vừa vang lên từ pháp trận truyền tống, trong nháy mắt nữ tử đã truyền tống vô tung vô ảnh. Vị vạn cốt chân nhân này cười khổ lắc đầu, cũng xoay người lại đi. Cùng thời gian đó, Hàn Lập trở lại chỗ mình, một mình ngồi ở vị trí chủ ở đại điện, đang im lặng trầm ngâm suy tính gì đó. Vị vạn cốt chân nhân này rốt cuộc có chủ ý gì? Nếu muốn bảo là vừa thấy hắn đã hợp ý, mới nảy ra ý giao hảo, tự nhiên hắn không tin chút nào. Huống chi trước đó cái tên sủng cơ trong lòng lão đạo đã thi triển huyễn hóa chi thuật cực kỳ cao minh che đi khuôn mặt thật lại càng thêm khả nghi mấy phần bất quá hắn cũng không cảm nhận được ác ý gì từ những cử động của đối phương nên mới yên tâm nói chuyện với lão đạo hồi lâu mới rời đi tất nhiên nếu quả thật đối phương có mưu đồ gì đi nữa thì với thần thông hiện tại của hắn cũng có thể đánh một trận với hợp thể hậu kỳ đương nhiên là không cần phải quá e ngại cũng phải nói nếu hắc vực trao đổi hội kia thần bí giống như đối phương nói thì quả thật hắn muốn tham gia một chút dù sao hắn vốn cũng không trông mong có thu hoạch lớn gì ở vạn bảo đại hội giữa ban ngày ban mặt kia lần này hắn đến đây một nửa là vì có hẹn ước với nữ tử yêu tộc không biết tên kia một nửa nghĩ là nhân cơ hội này kết giao nhiều một chút với tu sĩ cùng giai tìm hiểu thêm xem tam hoàng thất yêu vương là nhân vật lợi hại cỡ nào so với một số thánh giai mà hắn tiếp xúc ở dị tộc thì ai mạnh ai yếu hơn nhưng nếu quả thật hắn có thể mua được lượng lớn tài liệu yêu thú từ nữ tử yêu tộc đó lại có thể kiếm được gì đó từ hắc vực trao đổi hội thì các tài liệu phụ trợ luyện chế vô cực sơn thứ hai hẳn là có hy vọng gom đủ. Nếu là như thế, sau khi luyện chế hàn lập có thể có thêm một trí bảo trong người. Mà nếu như có hai tòa vô cực sơn trong người thì ứng phó với đại tiên kiếp mấy vòng đầu mấy vòng đầu là chuyện vô cùng dễ dàng. Huống chi tòa vô cực sơn thứ ba kia, có vẻ như cũng không phải là không có hy vọng tìm được. Bất quá phải kiên nhẫn chờ thêm nhiều năm, cũng phải xem xem vị đệ tử ký danh kia có thật sự tu thành Hàn Phách Thần Thông hay không nữa. Tài liệu của một tòa cực sơn trong nguyên hợp ngũ cực sơn kia chính là Hạo Âm Hàn Phách Sơn Kỳ Hàn vô cùng. Hạo Âm chi thạch hình thành nên núi này không giống với huyền ngọc, cho dù là nó cũng ở vùng đất chí hàn, nhưng bình thường không phát ra hàn khí, chỉ sau khi bị kích thích mới có thể phát ra Hàn Phách chi khí kỳ hàn vô cùng. Vật này bản thân cũng ở cách mấy vạn trượng dưới sông băng mà xung quanh vạn trượng lại có hàn khí che giấu nên cho dù dùng thần niệm quét qua căn bản cũng không thể nào phát hiện ra tung tích của nó. Phương pháp duy nhất cũng chỉ có thể là tìm người có hàn phách thần thông tương tự, sử dụng hàn phách trong thể nội mới có thể cảm ứng được hạo âm chi thạch từ xa. Về phần khoảng cách cùng phạm vi cảm ứng thì đương nhiên hoàn toàn phụ thuộc vào hạo âm chi thạch lớn nhỏ thế nào cùng với uy năng hàn phách của người tu luyện. Hạo âm hàn phách sơn mà hắn tìm đương nhiên lớn vô cùng, chỉ cần hàn phách thần thông có chút đại thành, có chút cảm ứng trong phạm vi vạn trượng tuyệt đối không phải là việc không có khả năng dĩ nhiên có thể thuận lợi tìm được núi này hay không hàn lập cũng không có nắm chắc cũng may những nơi cực hàn mà hắn biết đến thì xung quanh hai tộc nhân yêu cũng có không ít so với những loại vô cực sơn khác thì tài liệu chế núi này cũng dễ tìm kiếm nhất nhưng có thể tìm được hảo âm hàn phách sơn hay không thì đương nhiên là chuyện có trời mới biết được bất quá vừa nghĩ tới có liên quan tới đại thiên kiếp sau này dĩ nhiên hàn lập không thể buông tha cho bất kỳ tia hy vọng nào đây cũng là nguyên nhân hắn sau khi hắn phát hiện bạch quả có thân thể băng tủy hàn phách liền cứu giúp không chút do dự nếu không ngay cả khi hắn có thể phục dụng lượng lớn linh đan cứu giúp tiểu nha đầu cũng không mất đi thời gian dài tu luyện như thế nhưng nhất định là trì hoãn hơn trăm năm khổ tu mà nếu hắn có thể luyện chế thành hàn phách vô cực sơn như vậy sau khi thần thông hắn lại tiến thêm một bước cũng có thể tìm hiểu một chút xem có biện pháp phá giới để cho phân thân áp chế pháp lực trở lại nhân giới hay không nhân giới mà hắn phi thăng vậy mà có hai nơi đều có bóng dáng của bắc cực nguyên quang tỷ lệ có thể tìm được bắc cực viễn sơn chắc chắn vô cùng lớn nếu là vậy thì ngoại trừ ngọn vô cực sơn cuối cùng hắn có hy vọng tìm được tới bốn tòa nếu sau này phúc tinh cao chiếu để hắn tìm được tài liệu của tòa cực sơn cuối cùng rồi từ đó có thể luyện chế thành nguyên hợp ngũ cực sơn chắc rằng trong một thời gian rất dài đại thiên kiếp kia căn bản không tạo thành uy hiếp đối với hắn mà nếu có nhiều thời gian như vậy hắn nghĩ việc đánh sâu vào đại thừa thậm chí đến một bước cuối cùng kia, cũng không phải là không có cơ hội thực hiện. Nét mặt Hàn Lập như bình tĩnh, nhưng tâm niệm thì vận chuyển không ngừng. Sau một lát, hắn liền đứng lên khỏi chỗ ngồi, hướng một bên thiên môn của đại điện đi tới. Hai ngày này, hắn định tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức trong điện, sau đó sẽ sang bên thiên nguyên thánh hoàng một chuyến, lấy những tài liệu phụ trợ luyện chế hồng la tiên tử kia. Nếu định tham gia hắc vực đại hội này mà trước đó có thể điều chế ra một chút hồng la tiên tử, lại đụng phải một số tu sĩ thích rượu như mạng thì giá trị trao đổi của nó lớn có thể nghĩ được. Nếu ngay cả linh dược bảo vật trên người hắn rất nhiều, nhưng cũng không có nhiều thứ có thể lấy ra trao đổi. Vạn năm linh dược tuy rằng hiếm có, nhưng đối với tu sĩ hợp thể mà nói, còn chưa tính là cái gì quá chân quý. Mà một số trọng bảo khác, phần lớn lại có chỗ hữu dụng, quả thực không nỡ lấy ra trao đổi. Cứ như thế cho đến buổi tối, hải đại thiếu cùng với khí linh tử mới mang khuôn mặt hưng phấn trở về. Hàn Lập vừa cảm nhận được hai người đã xuất hiện ở truyền tống trận tầng 1 đã mở ra cấm chế này từ xa, để hai người có thể đi vào, cũng thản nhiên phân phó vài câu. Hai người này mặc dù những lời muốn nói đầy một bụng nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quay về chỗ ở của mình. Hai ngày sau, Hàn Lập lại một lần nữa một thân một mình đi thăm thiên nguyên thánh hoàng đang cư ngụ tại một tòa cung điện khác trong nghênh tiên cung, cũng lấy một lượng lớn tài liệu dùng riêng cho chế tiên tử. Hơi có chút đáng tiếc là, nghe vị thánh hoàng này nói vốn là đã đến chỗ hai đại yêu vương hắc phong vương và ly hỏa giao vương sớm một bước nhưng do có một số sự việc nên hai người này không còn ở trong cửu tiên sơn nhưng trước rằng trong ngày vạn bảo đại hội chính thức khai mạc bọn họ sẽ trở về hàn lập tự nhiên có chút tiếc nuối nhưng bởi vì vội chế tiên tử nên cũng không quá để ý đến chuyện này hắn cũng không nán lại ở chỗ thiên nguyên thánh hoàng lâu rất nhanh cáo từ rời đi trở về nơi ở của mình hàn lập ở trong một gian mật thất đã chuẩn bị sẵn từ trước cứ dựa theo thượng cổ điển tịch ghi lại, lấy ra lượng lớn hồng la quả, bắt đầu chế hồng la tiên tử. Hắn cứ vùi đầu vào chuyện đó, hơn nửa tháng cũng không rời khỏi mật thất một bước. Nhiều hồng la quả như vậy, đương nhiên hắn không thể nào một hơi ủ chế hết được. Ngoại trừ hai bình đã đáp ứng tặng cho thiên nguyên thánh hoàng, Hàn Lập cũng chỉ chế ra thêm có 7, 8 bình. Trong lòng Hàn Lập cũng là vô cùng minh mẫn, ngay cả hồng la tiên tử này chưa bao giờ xuất hiện ở linh giới, mà là tiên giới linh tử, nhưng nếu một lần lấy ra quá nhiều, giá trị của nó tự dưng giảm đi rất lớn. Hơn nữa bởi bản thân hồng la tiên tử cũng có hiệu quả kỳ diệu là cải thiện thể chất, kéo dài tuổi thọ, Hàn Lập còn phải để chính mình cũng uống nữa. Chế được xong tiên tử, rốt cuộc Hàn Lập cũng chút được một bầu tâm sự. Trong những ngày kế tiếp, mặc dù phân nửa cũng ở trong điện đả tọa tu luyện, nhưng cũng thỉnh thoảng ra ngoài tiếp xúc với một chút tu sĩ cùng giai khác mới đến. Hắn cũng cùng hai ba người trong số đó nói chuyện có chút hợp ý, liền kết hạ một chút giao tình về phần vạn cốt chân nhân kia vẫn vô cùng nhiệt tình đối với hàn lập như trước thậm chí còn muốn mời hàn lập tham gia một hội trao đổi nhỏ chỉ tu sĩ luyện hư trở lên mới có thể tham gia khiến hàn lập cũng đổi được vài tài liệu cần thiết điều này khiến cho ấn tượng của hàn lập đối với vị vạn cốt chân nhân này vẫn có chút không tệ nhưng càng ngày trôi qua lão quái hợp thể kỳ tiến vào nghinh tiên cung tự nhiên càng nhiều hơn đến khi chỉ còn khoảng gần một tháng trước khi vạn bảo đại hội khai mạc thì vài tòa nghinh tiên cung đã hơn một nửa có người ở trong đó có một số là thái thượng trưởng lão của các thế lực lớn, một số thì là bá chủ một phương. Về phần những tán tu như Hàn Lập thì thực sự không có mấy người. Có điều các nhân vật trong tam hoàng thất yêu vương ngoại trừ thiên nguyên thánh hoàng cũng chỉ có động thiên thử vương trong thất yêu vương là đã đến. Chẳng qua vị thử vương này vừa vào trong cửu tiên sơn liền lập tức hướng thẳng đại môn đi tới, không gặp bất cứ một ai, tỏ ra vô cùng thần bí. Bất quá nói tới cái này thì vị động thiên thử vương vốn là một trong những người thần bí nhất trong thất đại yêu vương nghe nói hàng năm dùng bí pháp che giấu thân hình những người trong hai tộc nhân yêu có thể thấy được bộ mặt thật vốn cũng không có mấy quỷ dị nhất chính là vị thử vương này rốt cuộc có thần thông nào trong người thì không có mấy người có thể nói ra được có vẻ như vị yêu vương này cũng không giao thủ với người khác ở trước mặt người ngoài vốn dĩ trước đây có một chút cao cấp từng đắc tội hắn nhưng tất cả đều lần lượt biến mất khỏi hai tộc điều này khiến cho không ai khẳng định được có phải là vị thử vương này âm thầm động tay chân hay không cho nên dù vị động thiên thử vương mặc dù không phải có danh khí lớn nhất trong thất yêu vương, nhưng tuyệt đối không có ai dám dễ dàng chiêu chọc. chương 1791, Tham Linh, mà vốn vị thử vương này cũng thuộc về quỳnh thử nhất tộc, là một đại tộc hết sức quan trọng trong yêu tộc, nếu không vị thử vương này cũng không thể nào leo được lên vị trí yêu vương. Dù sao yêu tộc cũng có vài chỗ không giống với nhân tộc. Mặc dù bọn họ đều là tầng lớp đứng đầu trong yêu tộc, nhưng cùng với đó cũng phải có thế lực lớn ủng hộ đằng sau mới được không giống như quyền lực của Tam Hoàng trong nhân tộc, phần lớn là các thế lực truyền từ đời này qua đời khác. Mặc dù Hàn Lập rất muốn đi gặp vị thử vương này một chút, nhưng thấy đối phương vốn không có vẻ gì là muốn gặp người nên cũng đành ngậm ngùi bỏ cái ý tưởng này ra khỏi đầu. Bởi thế nên quãng thời gian còn lại, Hàn Lập ngoại trừ ra ngoài kết giao với một vài tên hợp thể kỳ khác, cứ cách mấy ngày lại dành ra một chút thời gian tới nghiên cứu cái linh căn quái gì có thể biến mất kia của Hải Đại Thiếu. Thêm vào đó hắn chẳng những lật xem một lượng lớn điển tịch, thậm chí còn bảo vị hải đại thiếu này trích ra một chút tinh huyết để hắn có thể nghiên cứu thể chất kia kỹ càng hơn. Mặc dù cũng phải nói rằng khổ công tìm tòi phen này cũng quả thật khiến hắn tìm được hai, ba loại khả năng mơ hồ. Nhưng nếu quả thật muốn làm rõ được cái vấn đề vặt vãnh về diện mục thực sự của linh căn này thì còn phải cần bỏ thêm một chút thời gian, cũng cần phải quan sát thêm một thời gian. Mà trong thời gian này, Hàn Lập đối với hai người này quả thực cũng không tệ. Chẳng những cho hải đại thiếu cùng với khí linh tử tùy ý ra vào trong điện, còn thỉnh thoảng chỉ điểm một chút cho bọn hắn về việc tu luyện khiến cho bọn hắn thu được lợi ích không nhỏ. Vào một ngày, Hàn Lập đang ở trong điện giảng giải cho Hải Đại Thiếu cùng với khí linh tử một chút vấn đề về công pháp, ngay lúc đang nhấp một chén linh trà, đột nhiên thần sắc có chút ngẩn ra, lộ ra một tia dị sắc. Tiền bối, có chuyện gì xảy ra sao? Khí linh tử cũng phản ứng rất nhanh, hỏi một câu theo bản năng. Chờ một lát nữa các người cũng sẽ biết, Hàn Lập nhướng mày nói. Nghe thấy Hàn Lập nói như vậy, hải đại thiếu cùng với khí linh tử lại chỉ cảm giác thấy mọi thứ hết thảy như thường, cũng không có cảm ứng gì khác lạ, liền liếc mắt nhìn nhau không khỏi kinh nghi. Hai người cũng không dám hỏi lại hàn lập thêm cái gì, chỉ có thể lẳng lặng tiếp tục chờ đợi. Sau chưa đầy thời gian uống cạn một chung trà, từ ngoài đại điện mơ hồ truyền đến một tiếng trầm đục trầm thấp, tiếp theo mặt đất ngay gian đại điện cũng khẽ rung lên, đến bốn bước vách cũng bắt đầu run rẩy. Hải đại thiếu cùng với khí linh tử giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía ngoài cửa điện. Trong khi đó Hàn Lập vẫn ngồi yên bất động trên ghế, mặc dù trên khuôn mặt cũng hiện ra một tia ngưng trọng. Âm thanh trầm đục từng đợt truyền đến đại điện cũng liên miên không dứt, phảng phất như có quái vật lớn nào đó đang chậm rãi hướng về tiên cũng đi tới. Hàn tiền bối, đây là, hải đại thiếu cũng không nhịn được nữa, liền hướng Hàn Lập hỏi với vẻ kinh nghi bất định. Ở chỗ này các người không cảm ứng được gì đâu, để ta mang các người đi mở rộng tầm mắt đi. Hàn Lập thở dài, tiếp đó đứng dậy, phất nhẹ tay áo báo về phía hai người phía trước ngay lập tức một mảng thanh sắc quang hà bay ra, quấn lấy hai người, hóa thành một đạo thanh hồng lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, ba người Hàn Lập đã xuất hiện ở bên trong pháp trận, cũng lại lóe một cái rồi truyền tống ra ngoài. Khi vừa mới đi ra ngoài từ truyền tống trận, thanh quang uốn lượn, Hàn Lập liền hóa thành một đạo thanh hồng sau vài lần lập lòe đã bay ra ngoài tầng một của Nghinh Tiên Cung, cứ thế bay thẳng lên trời cao. Chớp tắt thêm vài lần nữa, ở trên bầu trời cách mấy vạn trượng độn quang đã thu lại, ba người hiện ra ở ngay một đỉnh ngọn núi, mắt nhìn xuống phía dưới, thu hết thảy mấy ngàn dặm vào trong mắt. Mà không có cấm chế của nghênh tiên cung che đậy, từ nơi xa có những tiếng nổ lớn ùng ùng truyền đến, lại càng phảng phất giống như trời long đất lở vô cùng kinh người. Bởi cái vật khổng lồ đang đến gần nên cả sơn mạch của tòa cửu tiên sơn đều chấn động xôn xao. Cái kia là cái gì, ta thấy thật giống một mảnh lục địa đang sống đang di chuyển tới. Vừa mới thấy rõ ràng tình hình ở phía xa, Tiểu đạo sĩ khí linh tử đã há hốc miệng đến nỗi sợ rằng không tài nào khép lại nổi. Hải đại thiếu lại càng khiếp sợ, hai mắt hắn trợn tròn, cứ như là đang cho mình nhất thời hoa mắt. Cũng khó trách bọn hắn hoảng sợ như thế, chỉ thấy ở sơn mạch phía xa, có một khối khẽ nhô ra, là một khối hắc sắc đại địa to lớn không biết bao nhiêu mà kể, đang từng bước từng bước tiến gần về phía bọn hắn. Những tiếng nổ lớn khiến cho cả núi non cũng bị run rẩy chính là từ phía dưới hắc sắc đại địa kia truyền ra phiến lục địa tự dưng nhô ra này có vẻ khô hạn dị thường, ở bề mặt còn có vô số lỗ hổng, tạo thành những rãnh rất sâu đần xen với nhau. Càng làm cho người ta giật mình là, ở trung tâm của khối đại địa này lại có xây một tòa thành to lớn màu đen, ở bốn phía của tòa thành có vô số giáp sĩ màu đen đứng đó. Bọn họ trong tay cầm các loại giáo, cự phủ, đứng yên không nhúc nhích, thần sắc lạnh băng dị thường. Mà ở phía trên tòa thành thì có hơn ngàn tên cốt giáp vệ sĩ cưỡi lam sắc cự lang, đang lượn vòng trên không trung chính là những tên lôi vệ đã ra đón Hàn Lập, hai loại vệ sĩ một động một tính, nhưng cho thấy một cỗ khí thế ngất trời không thể diễn tả bằng lời. Hàn Lập nhìn thấy vậy, hai mắt nhíu lại, lam quang trong mắt chấp sáng không ngừng. Bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi, thản nhiên nói một câu. Vị đạo hữu kia ở đâu, cớ gì không ra gặp mặt. Hàn đạo hữu quả thật thần thông không nhỏ, những thủ đoạn nhỏ nhặt này của thiếp thân quả nhiên không thể gạt được Hàn Huynh. Sách sách, thú cưỡi của vị bá hoàng này thật đúng là khổng lồ, tám, 9 phần 10 hẳn là cùng Tham Linh trong truyền thuyết kia có chút quan hệ. Thanh âm của một nữ tử xa lạ bỗng nhiên truyền đến từ phía sau, êm tai dễ nghe cực kỳ. Trên mặt Hàn Lập khôi phục bình tĩnh vốn có, nhưng thực ra trong lòng có chút hoảng sợ. Với thần niệm cường đại của hắn mà lại để cho người khác tới gần bản thân như thế mới có thể phát hiện quả thực là có chút khó tin. Hắn thở ra một hơi, từ từ xoay người sang, nhìn về người nói chuyện. Chỉ thấy đó là một thiếu phụ thân mình mặc ngũ sắc cung trang đang ở cách 10 trượng mỉm cười nhìn hắn. Nhưng sau khi thần niệm hàn lập đảo qua không khỏi có chút ngoài ý muốn, thốt nhẹ ra một tiếng gì. Liễu thanh ra mắt đạo hiếu, chắc là hàn đạo hiếu đã nhìn ra, thân thể này cũng không phải bản thể của thiếp thân, chẳng qua là một cụ khôi lỗi hóa thân mà thôi. Thiếu phụ chỉnh đốn trang phục thi lễ với hàn lập, có vẻ phóng khoáng dị thường. Liễu thanh, tại hạ có từng nghe nói, thiên diệu linh hoàng đời trước có hai gã thủ hạ đắc lực, một người trong đó tinh thông khôi lỗi chi thuật, một người tinh thông biến ảo tri đạo trong đó tinh thông khôi lỗi thuật được xưng là thiên linh tiên tử cũng gọi là liễu thanh chẳng lẽ chính là đạo hữu hàn lập thản nhiên đáp lễ sau đó lại hỏi có hơi chút đăm chiêu không ngờ được hàn đạo hữu đến cả tên thiếp thân cũng biết cái này quả thật làm cho thiếp thân có hơi thấy được quý mà khiếp sợ vốn là thịnh hội ngàn năm một lần như thế này ta phải tự mình tới đây một chuyến mới phải nhưng hết lần này đến lần khác đều cứ gần đến lúc đều là khi ta tu luyện một loại bí thuật đến hồi mấu chốt không thể nào rời khỏi mật thất nửa bước. Cũng chỉ có thể cho khôi lỗi hóa thân này đến đây một chuyến. Cũng may hóa thân này của thiếp thân cũng có chút danh khí, các đạo hữu gác ở đây cũng nhận ra mới có thể vào đây. Nữ tử bình tĩnh nói khiến cho người ta cảm thấy có một cảm giác cao nhã thoát tục phi phàm. Sau khi Hàn Lập nghe ra thân phận của đối phương, trên mặt lại có chút động dung. Vị thiên linh tiên tử này đừng thấy chỉ là một vị thủ hạ của thiên diệu linh hoàng, mà nghe nói vốn có thiên phú về khôi lỗi thuật hơn người, sau khi đầu nhập vào làm thủ hạ của thiên diệu linh hoàng lại càng mạnh hơn về phương diện thuật này. Được xưng là đứng thứ hai ở nhân tộc về khôi lỗi thuật. Về đệ nhất về khôi lỗi thuật đương nhiên là bản thân thiên diệu linh hoàng, người đồng thời tinh thông khôi lỗi cùng ảo thuật rồi. Vị thiên linh tiên tử này cùng một người khác trước kia cũng là bởi hai loại thần thông của thiên diệu linh hoàng thuyết phục mới tự nguyện lấy thân hợp thể đi theo. Mặc dù đối phương đến đây chỉ bằng thân một cụ khôi lỗi, nhưng trong mắt Hàn Lập có thể nhìn ra thế lực của khôi lỗi này sợ là không thua kém gì luyện hư hậu kỳ. Cho nên mặc dù hắn có chút ngoài ý muốn khi đối phương dường như nhận ra được mình, nhưng cũng không dám chậm trễ, liền ôm quyền nói. Thì ra đúng là thiên linh tiên tử giá lâm, Hàn mỗ thật là bất kính, bất quá vừa rồi theo lời tiên tử, tham linh chẳng lẽ chính là con thượng cổ thần quy có thể tiến hóa thành huyền vũ đại thành kia ư? Không sai, Thiếp thân nói chính là chỉ con cự thú kế thừa huyết mạch của Chân Linh Huyền Vũ kia. Năm đó thiếp thân may mắn có cơ hội tận mắt nhìn thấy qua con rùa này. Hình thể to lớn khiến người ta căn bản không dám có lòng đối kháng. Huống hồ con cự thú kia, vốn dĩ chính nó còn tinh thông hai đại thần thông thuộc tính thủy thổ, phòng ngự rất mạnh, cứ cho như là Thông Thiên Linh Bảo cũng khó lòng đả thương nó chút nào. Con Huyền Vũ mà Bá Hoàng mang đến lần này có lẽ hơn phân nửa là dòng chính đời sau của con rùa kia mà thôi. Liễu Thanh khẽ cười nói, đời sau hàn lập quay đầu lại thấy lục địa khổng lồ còn đang tiếp tục tiến nhanh lại từ phía xa ra thịt trên mặt có chút co quắp lại không khỏi hít vào một ngụm lương khí không sai tham linh thực sự rất to lớn còn trước mắt này căn bản khó đạt đến một phần vạn của nó thiếu phụ thật tình gật đầu nghe liếu tiên tử nói như vậy quả thật hàn mỗ cũng muốn đi kiến thức một chút về con tham linh cự quy kia hàn lập nhìn về phía xa không khỏi lẩm bẩm tự nói với mình một tiếng nếu quả thật muốn gặp được cửa thú đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Năm đó thiếp thân theo Linh Hoàng đến làm khách ở thành huyền vũ, cũng là do cơ duyên xảo hợp, mới gặp dịp con thú này cứ 3.000 năm một lần con thú này có một ngày thôn thổ nhật nguyệt tinh hoa mới có thể liên tục nhìn thấy mặt mũi con rùa này. Nếu không thì lúc bình thường, con cửa quy này hơn phân nửa thân thể đều chìm trong đất bùn, tứ chi cùng với đầu lại càng núp trong mai ngủ say. Thì ra là như vậy, hàn mỗ giờ mới biết, trên mặt hàn lập tỏ ra có chút đáng tiếc, hướng thiếu phụ ôm quyền một chút. Ở một bên hải đại thiếu cùng với khí linh tử nghe lời hai người hàn lập nói cũng đến mức xuất thần, khuôn mặt một bên biển rộng lớn ít cùng khí linh tử nghe được hàn lập hai người lời nói, cũng là nghe được xuất thần cực kỳ, khuôn mặt tỏ ra rất chăm chú. Ở phía xa hắc sắc đại lúc do cửa thú biến thành khi chỉ còn cách ngọn núi còn chừng vài chục dặm rốt cục cũng ngưng di động, mặt đất đang chấn động bỗng dưng ngừng lại. Nhưng lúc này, phiến đại lục kia chậm rãi từ mắt đất dâng lên về phía trước, trong phút chốc liền biến thành một hắc sắc cổ sơn cao hơn nghìn trượng, mà dưới đáy hắc sắc cự sơn lại một lần nữa có một trận chấn động nhỏ. Có một cái đầu khổng lồ từ trong đất bùn chui ra, hai đạo lục quang lành lạnh quét về phía một đám đông tu sĩ ở phụ cận ra ngoài xem náo nhiệt. Hàn Lập cùng thiếu phụ tự nhiên cũng ở trong đó, nhưng ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, cũng là đem hình dáng đối phương nhìn thấy hết sức rõ ràng. Chỉ thấy đầu con cự thú này giữ tợn cực kỳ, trên đầu mọc ra tới mười mấy cái sừng cong nhọn, ở chỗ cổ còn có hắc sắc lân phiến, đem chỗ yếu hại của nó che kín nghiêm nghiêm thực thực đồng thời miệng con thú này dài dị thường mở ra một chút đã có từng trận tinh phong bay ra có thể nhìn thấy đầy một hàm toàn răng lớn bén nhọn hàn lập nhìn đến những cái răng nhọn của con thú này không khỏi thở dài một hơi vừa rồi hắn thử so sánh một chút mới phát hiện với vóc người bình thường như hắn ít nhất cũng phải tụ tập trên trăm người mới đủ cho con cự thú này nuốt vào một ngụm khí linh tử sau khi nhìn thấy bộ dạng hung ác của con cự thú mặc dù lá gan không nhỏ nhưng sắc mặt cũng trắng đi vài phần mà hải đại thiếu lúc này dùng ngón tay hướng về phía xa khoa chân múa tay mấy cái tiếp đó cũng đo lại thân thể của mình một chút khí linh tử thấy vậy không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi một câu đại thiếu ngươi làm gì đó không có gì ta chỉ là đo thử xem rốt cuộc là thân thể ta lớn hay là hàm răng quái vật lớn hơn thôi mà hải đại thiếu không quay đầu lại mà buông ra một câu khiến cho khí linh tử không còn biết nói gì chương 1792, khuyến giới. Hàn Lập đương nhiên hiểu lời hải đại thiếu, cơ mặt không khỏi khẽ giật một chút. Tên này thật đúng là dở hơi, chỉ nghe con cử quy ở xa xa hướng lên không trung phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, tứ chi cùng đầu co rụt lại. Thân hình cử thú biến thành một ngọn núi đen xì, nhất thời bất động tại chỗ. Lúc này, đám tu sĩ tại tòa hắc thành trên ngọn núi mới bắt đầu hành động. Cả một đám lôi vệ bay lượn trên không trung, các hắc sắc giáp sĩ tách thành đội, lấy ra khí cụ bầy trận quanh ngọn núi màu đen. Một lát sau, tầng tầng pháp trận cấm chế đã được bố trí xong ngay tại Hắc Sơn, đồng thời một tầng xương mù màu đen cuồn cuộn tỏa ra, che phủ hoàn toàn Hắc Thành trên ngọn núi. Những hắc sắc giáp sĩ làm xong lập tức bay vào trong hắc xương vụ, một lát không còn không thấy bóng dáng. Nhất thời trong hắc xương vụ im ắng trở lại, tình cảnh so với khi nãy thì tương phản hoàn toàn. Đúng lúc này, trên đỉnh một ngọn núi khác phát ra một tiếng rồng ngâm, một đạo kim quang bắn nhanh ra, Chấp động mấy cái đã hiện phía trên không màn xương vụ màu đen. Hào quang chói mắt chợt tắt, hiện ra một con dao long ánh vàng rực rỡ, trên đầu có một chiếc sừng màu bạc dài tới hơn 10 trường. Đứng trên lưng dao long là một bạch y nam tử đang mỉm cười. Chính là thiên nguyên thánh hoàng, huyền vũ đạo hiểu, nhiều năm không thấy, phải chăng nên ra gặp thiên nguyên ta một chút, hư, thì ra là lão gia hỏa nhà ngươi, muốn gặp người thì trực tiếp tiến vào là được. Tuy ngươi không phải thiên diệu, nhưng chỉ là một ảo trận chắc không ngăn được thánh hoàng đại nhân chứ. Lúc này trong xương vụ màu đen truyền ra thanh âm lạnh lùng, không chút khách khí đối với thiên nguyên thánh hoàng. Ha ha, bổn hoàng đã thất lễ, thiên nguyên thánh hoàng mỉm cười, như không thèm để ý tới ngôn ngữ bất hảo của đối phương, chân dẫm nhẹ vào kim dao, nhất thời hóa thành một kim sắc quang cầu bắn vào trong xương vụ màu đen, không còn thấy bóng dáng. Tức thời trong tầng xương mù lại trở về với sự im ắng lạ thường các hợp thể tu sĩ ở chung quanh bị kinh động do huyền vũ phách hoàng đã đến. Cả những kẻ liên can khác cũng không dám ở xem náo nhiệt, cả một đám bay trở về nơi cư ngụ. Hàn Lập cũng ôm quyền hướng về Liễu Thanh, đang định cáo từ thì nàng thản nhiên cười nói. Hàn đạo hữu nếu không chê, xin mời đến chỗ của thiếp thân. Nơi đó có một vị đạo hữu khi xưa đã từng gặp qua đạo hữu. Từng gặp qua, trên mặt Hàn Lập hiện chút kinh ngạc. Không sai, kỳ thật đó là một vị cố nhân ta vừa mới gặp trên đường, nên liền cùng nhau vào nghinh tiên cung. Còn người đó rốt cuộc là ai? Hàn đạo Hữu đi gặp tự nhiên sẽ biết, thiếu phụ thản nhiên cười nói, liễu tiên tử nói như thế khiến hàn mỗ có chút tò mò. Vậy ta đành quấy quả tiên tử một phen, tâm niệm hàn lập thay đổi, bất động thanh sắc nói. Hàn đạo hiểu nguyện ý thì không thể tốt hơn, nói đến cũng khéo, thiếp thân ngủ ở tầng trên chỗ của hàn đạo hiểu. Nơi này cũng không còn gì náo nhiệt, chúng ta cùng nhau trở về là được liễu thanh khẽ hé miệng, nhìn không ra đây là một thân khôi lỗi. Trách không được nàng được xưng nhân tộc khôi lỗi thuật đệ nhị. Thần thông khác thì chưa đề cập, riêng luyện chế pháp khôi lỗi giống người như đúc đã thật bất phàm. Hiện tại thiên diệu linh hoàng đã ngã xuống, danh đầu khôi lỗi thuật đệ nhất tự nhiên được đặt lên trên người liếu tiên tử này. Được, hai người các ngươi cầm cấm chế lệnh bài, trước tiên quay về chỗ ở. Hàn lập gật đầu rồi phân phó, đem một khối ngân bài ném cho hai người hải đại thiếu. Hải đại thiếu cùng khí linh tử tiếp nhận lệnh bài, cung kính tòng mệnh. Hàn Lập không quản hai người mà theo thiếu phụ hướng về Ninh Tiên Cung. Một một lát sau, trong một tòa điện phủ xanh biếc tại tầng 6 Nghinh Tiên Cung, Hàn Lập gặp một bạch y thiếu nữ niên kỷ 16-17. Thiếu nữ này có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt trong sáng lưu chuyển không thôi. Diệp Đạo Hiếu Hàn Lập vừa thấy nàng thì ngạc nhiên kêu lên, Diệp Dĩnh bái kiến Hàn Tiền Bối. Không ngờ năm đó từ biệt tại Mộc tộc, hiện tại Tiền Bối đã là hợp thể tu sĩ bạch y thiếu nữ đối diện hàn lập thì trên mặt lại lộ vẻ phức tạp tuy vậy vẫn nhẹ nhàng chỉnh đốn trang phục thi lễ hàn mẫu cũng không ngờ được gặp diệp dính tiên tử tại đây hàn lập nở nụ cười tay áo rung lên nhất thời một sức mạnh vô hình tỏa ra ngăn cản đối phương bái lễ đồng thời hắn đem thần niệm đảo qua cẩn thận đánh giá đối phương một lần diệp ra nữ tử này thật không hổ là có huyết mạch của thiên phượng tốc độ tu luyện cực nhanh vượt xa các tu sĩ bình thường hiện giờ đã đột phá bình cảnh có tu vi luyện hư sơ kỳ. Năm đó Hàn Lập thu được một giọt thiên phượng chân huyết là từ chỗ của nàng, đương nhiên có vài phần khách khí với nàng. Gia mẫu năm xưa là hảo bằng hữu của Liễu Di, mới khẩn cầu mang ta vào nơi đây. Diệp Dĩnh dịu dàng cười, giải thích vài câu, Dĩnh Nhi không cần khách khí, ta và mẫu thân người tình như tỉ muội. Lúc này nhìn thấy dòng dõi cố nhân, cao hứng còn không kịp. Chút sự tình nhỏ như thế nhớ làm gì, Liễu Thanh ở một bên khẽ nở nụ cười. Diệp Dĩnh nghe xong, tạ ơn vài tiếng bất quá liễu đạo hữu cùng diệp tiên tử mời ta đến không hẳn chỉ là mỗi sự tình gặp hàn mỗ đó chứ hàn lập trầm ngâm một chút nghiêm chỉnh nói nếu tiền bối đã hỏi vãn bối cũng không tiện giấu giếm diệp dĩnh ngẩn ra rồi có chút ngượng ngùng nếu dĩnh nhi muốn thương lượng sự tình cùng với hàn đạo hữu ta cũng không ở một bên lạm bàn hai người chuyện cho tốt liễu thanh vô cùng đích thức thời tùm tỉm cười nói chậm đã liễu di Việc này kỳ thật có chút quan hệ tới người, mong người ở lại. Thiếu nữ vội ngăn cản Liễu Thanh. Ồ, còn có việc này sao? Dĩnh Nhi, cô làm ta có chút tò mò a. À. Liễu Thanh kinh ngạc dừng chân, Hàn Lập thì sờ sờ cầm trên mặt lộ vẻ hứng thú. Lần này tìm đến nhị vị tiền bối là có hai chuyện, trong đó có một chuyện quan hệ với Hàn tiền bối nhưng đối với Liễu gì có liên hệ không nhỏ. Thiếu nữ nghĩ một lát thì nghiêm sắc mặt nói, quan hệ lớn đến ta. Liễu Thanh nghe thì nhíu mi tinh quang trong mắt lưu chuyển. Không sai, nghe nói từ sau khi linh hoàng tiền bối ngã xuống, đến nay bản thể của Liễu Di chưa xuất quan. Nếu là như thế, có lẽ Liễu Di quyết định muốn tranh đoạt linh hoàng chi vị trăng. Diệp Dĩnh nhìn Liễu Thanh, chậm rãi hỏi. Liễu Thanh nghe vậy sắc mặt hơi biến đổi, sau một lúc mới thở nhẹ rồi gật đầu. Không sai, ta muốn kế thừa danh tiếng khôi lỗi bí thuật của linh hoàng đại nhân trước đây, luyện chế thành mấy con khôi lỗi cực kỳ lợi hại. Nếu lần này bế quan có thu hoạch, cho dù đối mặt hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng có thực lực đánh một trận. Thanh âm của nàng tuy không lớn nhưng lộ vẻ vô cùng tin tưởng. Quả nhiên Liễu Di có ý tưởng này, nhưng gia mẫu đã căn dặn Dĩnh Nhi chuyển lời tới Liễu Di một câu. Sau trăm năm, ngàn vạn lần không nên tranh đoạt linh hoàng chi vị, chính là họa mà không phải phúc. Thiếu nữ cẩn trọng nói, có chuyện này, ta biết mẫu thân người tình thông tính toán tài tình, hơn nữa tài trí cao vời, nhưng sự tình còn chưa phát sinh, sao có thể suy tính đi ra như vậy có phải mẫu thân ngươi thu được chút tin tức gì chăng? Liễu Thanh thông qua mấy câu nói đơn giản của thiếu nữ, như đoán ra điều gì? Liễu Di quả nhiên bất phàm, dĩnh nhi còn chưa đến cập mà người đã đoán chúng bảy tám phần. Hàn tiền bối, chuyện về sau vãn bối muốn nói, mong rằng người tạm thời có thể giữ bí mật. Thiếu nữ do dự một chút, quay sang Hàn lập nói. Thấy bộ dáng thiếu nữ thận trọng như thế, Hàn không chút lưỡng lự gật đầu. Hàn mỗ đáp ứng, chuyện tình của đạo hiếu, ta tuyệt không truyền cho người thứ ba. Tuy Hàn Lập không hứa hoàn toàn giữ bí mật nhưng Diệp Dĩnh cũng vừa lòng, bắt đầu nói ngọn nguồn sự tình. Kỳ thật chuyện thứ hai quan hệ rất lớn đến chuyện thứ nhất. Hàn tiền bối có lẽ không biết việc này nhưng nhất định liễu gì đã nghe nói tới. Chính là trong vòng ngàn năm, ma kiếp sẽ hàng lâm linh giới chúng ta. Trên mặt thiếu nữ hiện tia ngưng trọng, ma kiếp, liễu thanh vẫn bình tĩnh, chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống tựa hồ đã biết việc này. Riêng Hàn Lập thì giật mình đánh thoát, không khỏi thất thanh hô lên cũng khó trách các hợp thể tu sĩ tiến giai đã ngoài ngàn năm tự nhiên phong thanh nghe được các sự tình riêng hàn lập mới trở về nhân tộc được mấy năm còn chưa thực kết giao với các tồn tại cùng cấp đối với ma kiếp lần này hoàn toàn không biết gì về sự tình ma kiếp chỉ truyền lưu trong các hợp thể tu sĩ được giữ bí mật dị thường với các tu sĩ cấp dưới phòng ngừa cổ ma còn chưa hàng lâm thì hai tộc đã trở nên đại loạn hàn lập do xem trên một số điển tịch nhân tộc đối với ma kiếp có hiểu biết một phần chẳng qua không ngờ đại hỏa hai tộc sẽ bùng nổ trong ngàn năm, chẳng lẽ vận khí của hắn lại kém như thế sao? Đầu tiên là ở thiên uyên thành đụng phải lần gì tộc công thành trong mấy vạn năm mới có một lần trở về lại vừa lúc gặp đại kiếp nạn hai tộc. Bất quá hiện tại hắn hiểu được một điều, vì sao ở thời điểm vừa mới tiến giai hợp thể nhiều thế lực vươn tay mời mọc hắn như thế, hơn nữa dùng các điều kiện thật là mê người. Nếu không phải bản tính hắn cực kỳ chán ghét bị người ước thúc, đã bị hai ba điều kiện làm động tâm a. Diệp tiên tử đề cập ma kiếp, chẳng lẽ linh hoàng chi vị cùng ma kiếp bùng nổ có quan hệ? Hàn lập hít sâu một hơi, ánh mắt chợt lóe hỏi. Chú ý, người post tiếp, theo mẫu này, chương 1793, thảo hồn đan cùng niết bàn thánh linh đại pháp. Hàn tiền bối nói đúng rồi, lúc này đây, bất cứ ai đảm nhiệm chức vị linh hoàng này e rằng sẽ gặp phải cảnh cử tử nhất sinh, ở trường ma kiếp phía trước rất có khả năng sẽ đối diện nguy hiểm mà ngã xuống. Át hẳn liếu gì cũng biết, Gia tổ mẫu từng là ký danh đệ tử của mạc giản ly tiền bối, cho dù sau này đạt thành một gia tộc hàng đầu đi nữa, vẫn kính lễ sư đổ đối với mạc tiền bối. Mới vài năm trước, đột nhiên mạc tiền bối mang thương tích ghé qua Diệp Gia, đã ở lại Diệp Gia cùng gia tổ mẫu bản chuyện suốt đêm, sau đó mới lặng lẽ rời đi bỗng nhiên Diệp dính thuật lại một chàng làm cho Liễu Thanh phải hít một hơi lương khí. Ngươi nói cái gì, mạc giản ly tiền bối bị thương à? Không thể nào, mạc tiền bối vốn có thần thông nghịch thiên, làm thế nào có thể bị thương được chứ? chẳng lẽ là liễu thanh lập tức nghĩ tới chuyện gì khác hàn lập tự nhiên cũng có nghe qua ít nhiều về vị đại thừa kỳ này của nhân tộc trên mặt cũng đồng dạng biến sắc xem ra liễu gì cũng đã đoán được vài phần mấy năm trước mạc tiền bối nhờ vào tinh bản chi lực mà mạnh mẽ mở ra thông đạo tiến vào bên trong ma giới dự tính điều tra động tĩnh ma tộc trước khi ma kiếp giáng xuống không nghĩ tới trong ma giới lão nhân gia lại bị hai gã cổ ma thánh tổ phát hiện ra nên chỉ có thể đại chiến một phen cũng may mạc tiền bối vốn rất cẩn thận trước lúc tiến nhập ma giới đã hỏi mượn vị lão tổ yêu tộc một kiện cứu mạng trí bảo phòng thân nên lúc đó chỉ bị tổn thương một ít nguyên khí rồi bỏ chạy về linh giới thôi thì cũng xem như trong bất hạnh cũng còn chút may mắn vậy thiếu nữ giải thích mạc tiền bối tiến vào ma giới vài năm nay ta mãi bế quen nên thật sự không biết chuyện này mạc tiền bối vì sao lại có hành động hết sức nguy hiểm thế này nếu ta nhớ không lầm trong lần ma kiếp giáng xuống trước đây hẳn là lão nhân gia cũng không mạo hiểm hành động như thế liễu thanh nhíu chặt chân mày. Mạc tiền bối cũng không nói thêm chuyện gì với diệp gia chúng ta, nhưng tựa hồ lão nhân gia nhận được lời cảnh báo của các vị cao tầng ở tộc khác, cho biết ma kiếp lần này chắc chắn hung hiểm hơn xa những lần trước, chỉ cần bất cần một chút thì bất kỳ ai ở hai tộc nhân yêu trong đợt đương đầu ma kiếp lần này sẽ phải nằm xuống. Do đó mạc tiền bối mới mạo hiểm thân mình đi điều tra, hơn nữa tuy rằng lần này lão nhân gia ở lại ma giới không bao lâu, nhưng cũng đã phát hiện ra vài manh mối cực kỳ nguy hiểm cho nên sau khi trở về nhân tộc mới lập tức đến ngay diệp ra chúng ta thu thập một ít thiên phượng chân huyết chuẩn bị dùng luyện chế một kiện bảo vật lợi hại nào đó để ứng phó lần ma kiếp này nếu không thật sự diệp ra chúng ta cũng không biết được lần ma kiếp này lại hung hiểm đến thế ngay cả mặc tiền bối tu vi đại thừa kỳ mà còn cảm thấy lo lắng dị thường huống hồ ai khác diệp dĩnh lộ vẻ bất đắc dĩ nói ra hàn lập cùng liễu thanh nghe đến đó liền hoảng sợ hết hồn Rốt cuộc mạc tiền bối ở ma giới gặp được những gì, chẳng lẽ lão nhân ra không đề cập đến à? Hàn lập bỗng nhiên hỏi, vãn bối cũng không rõ, tổ mẫu chỉ nói qua một lần với mấy người trong gia tộc, có lẽ gia mẫu có thể biết nhiều hơn một chút, nhưng vẫn chưa nói lại cho vãn bối. Lần này, Gia mẫu phái vãn bối ra ngoài, mục đích là muốn thông chi cho liễu di cùng vài vị tiền bối có hảo hữu với diệp ra, là ngàn vạn lần không nên đi tranh chức vị linh hoàng sẽ tổ chức trăm năm tới. Tựa hồ lúc này đây, ma giới đã khai thông được vài thông đạo dẫn đến linh giới, cụ thể là ngay tại khu vực gần với cây đại thụ kình thiên thông linh của thiên linh thành. Do đó khả năng hết tám chín thành, ngay tòa vị của linh hoàng thánh thành chính là mục tiêu công kích lớn nhất của ma tộc. Mà một khi tới lúc ma kiếp bùng nổ, trên cương vị tam hoàng nguyên tắc không được phép vứt bỏ tam đại hoàng thành mà bỏ chạy. Hơn nữa ngoại trừ nguyên nhân đó ra, thì mạc giản ly tiền bối cùng với người của thánh đảo cố ý làm cho thiên linh thành trở thành một mồi câu hấp dẫn đám ma tộc rồi tận lực lợi dụng lực lượng thần kỳ của cây cổ thụ kình thiên thông linh cùng với những cấm chế của thiên linh thành sẽ làm tiêu hao bớt đại quân ma tộc giúp cho những thế lực khác ở nhân tộc giảm bớt được áp lực công kích vì vậy lúc này đây tân nhiệm linh hoàng phải đứng ra ngăn cản đội tiên phong của cổ ma tộc và tử thủ thiên linh thành mà không được lùi bước chút nào nguy hiểm bên trong ắt hẳn không cần vãn bối nói thêm nữa cuối cùng thiếu nữ cười khổ nói ra liễu thanh cùng hàn lập nghe xong hai người không khỏi nhìn nhau lại có chuyện này nữa Xem ra mạc tiền bối từ trong ma giới đã thu thập được một trong những tin tức quan trọng, nên khi biết được việc này mới nghiêm mật chuẩn bị một phen, không đến mức phải khiến cho nhân tộc chúng ta thật sự gặp phải chuyện không may. Ta cũng không còn thắc mắc nữa, rõ ràng chuyến thâm nhập vào ma giới của lão nhân ra thật là công đức vô lượng mà. Dĩnh nhi này, ta cảm tạ lời nhắc nhở của mẫu thân ngươi, nếu không ta mà chiếm được ngôi vị linh hoàng này, thật sự cũng chỉ còn cách sinh tử tồn vong cùng với thiên linh thành mà thôi sắc mặt thiếu phụ âm trầm bất định trong chốc lát, rồi thở dài ra một hơi mà nói. Hàn lập ngồi kế bên cũng thầm kêu may mắn, dù sao đối với địa vị linh hoàng trước đây hắn cũng có vài phần hứng thú. Hiển nhiên người của Diệp ra căn bản không nghĩ ra hắn chỉ vừa mới tiến dai lên hợp thể kỳ, lại cũng muốn dò ngó địa vị linh hoàng, cho nên những câu nói vừa rồi hoàn toàn chú ý để khuyến cáo cho vị thiên linh tiên tử này. Diệp thiếu nữ này không hề kiêng rẻ hắn, hiển nhiên cũng nhờ năm xưa có chút giao tình trợ giúp trong hành trình đến mộc tộc nhân đây sản tiện cung cấp cho hắn chút ân tình dù cho hắn không biết giải thích tình hình này nọ nhưng ít ra cũng biết được thanh thế tấn công của ma kiếp cực kỳ hung hiểm đến mức nào bấy nhiêu thôi đủ để hắn lo sợ phát run ban đầu vốn dự định từ từ tu luyện xem ra cần phải thay đổi kế hoạch rồi những gì biết được vãn bối đều đã nói ra kế tiếp còn một việc khác dĩnh nhi đại diện cho gia mẫu xin mời Liễu Di cùng với Hàn Tiền Bối chấp thuận trước vị Thái Thượng Khách Khanh Trưởng Lão của Diệp ra chúng ta ngay lúc hai người Hàn Lập còn chưa kịp nuốt trôi tin tức vừa rồi, thì thiếu nữ này lại thản nhiên cười, đưa ra đề nghị với hai người. Thái Thượng Khách Khanh Trưởng Lão, Dĩnh Nhi, chẳng lẽ mẫu thân người còn chưa nói qua, năm xưa ta gia nhập dưới trướng của Linh Hoàng đời trước, chỉ vì hắn đã có đại ân với ta nên ta mới phải trả ân nghĩa đó. Hiện giờ rất vất vả mới được tự do tự tại, ta thật sự không muốn lại bị người khác ước thúc chút nào nếu không thì ta đã không dự tính tranh đoạt ngôi vị linh hoàng kia trong khi tu vi mới chỉ là hợp thể trung kỳ thôi liễu thanh cơ hồ quá bất ngờ liền trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Đương nhiên ra mẫu biết được việc này, nhưng bà muốn ta tiện thể nói lại với liễu di vài câu, nếu nghe xong mà vẫn không đồng ý thì ra mẫu tuyệt đối không dám miễn cưỡng chút nào diệp dính trợn tròn mắt rồi cười dài nói. Nói vài câu, ha ha, đã nhiều năm không gặp, mẫu thân người vẫn giống như xưa bình thường rất cổ quái tinh linh. Được rồi, để ta nghe thử qua một chút đã liếu thanh hơi hiếu kỳ, lập tức hé miệng cười rộ lên. Diệp Dĩnh thấy vậy trong lòng liền buông lỏng, tiếp theo miệng khẽ nhúc nhích rồi truyền âm qua. Hàn Lập ở bên cạnh thấy như vậy, cũng có vài phần tò mò, liền chăm chú nhìn xem phản ứng của thiếu phụ thế nào. Kết quả chỉ thấy khuôn mặt nàng vốn đang mỉm cười, sau một lát đột nhiên trên mặt hiện ra một lớp đỏ sẫm dị thường. Đúng thật vậy sao, mẫu thân ngươi không gạt ta chứ? Vị Thiên Linh tiên tử này trước đây vốn rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên thất thanh la lên, thậm chí âm thanh hơi run nhẹ nhẹ. Tuyệt đối không giả, gia mẫu biết rõ liếu gì vì chuyện năm xưa mà cả đời thương tiếc, nay cơ hội trước mắt tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng tóm lại cơ may không hề nhỏ chút nào. Chỉ cần liếu gì nguyện ý gia nhập, Diệp ra chúng ta cũng sẽ toàn tâm toàn lực tương trợ Diệp dính thập phần khẳng định nói. Được, ta đồng ý gia nhập Diệp ra, đừng nói là cơ hội không nhỏ. Cho dù chỉ có một tia hy vọng ta cũng quyết không bỏ qua thiếu phụ nói chắc như đinh đóng cột, sắc mặt lại tái nhợt cực kỳ thật tốt quá, từ nay trở đi Liễu Di và Gia Mẫu có thể gặp gỡ thường xuyên rồi, đồng thời Dĩnh Nhi cũng có cơ hội được thỉnh giáo một ít bí thuật khôi lỗi của Liễu Di nữa thiếu nữ vui vẻ ra mặt. Cũng do mới vừa nghe được thông tin gì đó nên tâm trạng thiếu phụ có chút kích động, vì vậy chỉ miễn cưỡng cười với thiếu nữ mà thôi. Hàn tiền bối, còn ý định của người thế nào? Diệp Dĩnh quay đầu lại, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Hàn Lập. Tại hạ lúc trước cũng đã từng cự tuyệt nhiều lời mời, nên tự nhiên cũng không có ý gia nhập Diệp ra, chỉ có thể khiến cho Diệp Tiên tử uổng phí một chuyến rồi Hàn Lập không khách khí mà từ chối thẳng. Ta còn tưởng rằng tiền bối nếu đã biết được thế công hung mãnh của ma kiếp kỳ này, hẳn là phải có chút thay đổi ý định rồi chứ. Nếu như vậy, gia mẫu cũng đồng dạng có mấy lời muốn chuyển tới tiền bối, nếu tiền bối nghe xong mà tâm ý vẫn không biến chuyển, thì coi như vãn bối chưa từng đề cập qua bao giờ vậy ánh mắt Diệp Dĩnh láo liên, thần sắc có chút khác thường nói. Ồ, Diệp tiên tử nếu không ngại thì nói ta nghe thử. Chân mày hàn lập hơi nhướng lên, Thần sắc hơi cười cười. Bản thân hắn ở linh giới vốn không thân không thích, lẻ loi một mình, hắn không tin đối phương thật sự có thể làm cho chính mình thay đổi quyết định. Hàn Tiền Bối, có bao giờ nghe qua Thảo Hồn Đan cùng bí thuật Niết Bàn Thánh Linh Đại Pháp của Diệp ra chưa? Diệp Dính nhẹ giọng nói ra. Đại danh Thảo Hồn Đan thì đương nhiên tại hạ có biết qua, loại đan dược này đích thật là một trong vài loại linh đan ít ỏi trong nhân tộc dùng để gia tăng pháp lực đối với hợp thể kỳ. Bất quá Diệp ra rất ít bán ra ngoài thậm chí Hàn Mỗ cũng chưa bao giờ gặp ai bán đấu giá ở các phường thì cả. Còn Niết Bàn Thánh Linh Đại Pháp quả thật đây là lần đầu tiên ta nghe nói qua Hàn Lập sau khi cân nhắc chốc lát, liền chậm rãi nói. Tác dụng của thảo hồn đan thì vãn bối không cần phải nói nữa, chỉ cần tiền bối khẳng khái gia nhập diệp ra chúng ta, ra mẫu nguyện ý dâng tặng 30 khỏa linh đan. Tin tưởng có nhiều đan dược tinh tiến tu vi đến thế, về sau tiền bối muốn đột phá trung kỳ bình cảnh, khẳng định có thể trợ giúp phần nào. Về phần niết bàn thánh linh đại pháp kia, trong diệp ra chúng ta chỉ cần một nữ tử và một nam nhân đều có thiên phượng chân huyết cùng phối hợp thi triển sẽ có hiệu quả thần kỳ. Điểm đặc biệt mà các bí thuật khác không có, chính là có khả năng kích phát tiềm lực cơ thể của tu sĩ bình thường, thể chất cơ thể dần dần được biến đổi, thậm chí nếu tu luyện tới viên mãn sẽ có diệu dụng thần kỳ tương tự như bất tử thân thể, giống như bất tử hỏa phượng hoàng thông thường đều có thể niết bàn trùng sinh diệp dĩnh nói tới đây, không hiểu tại sao trên mặt vốn đang cười lại đột một đỏ ửng lên. Vừa nghe được thần thông bất tử thân thể, nhất thời Hàn Lập không cưỡng lại được bùng phát chút động tâm. Về sau nếu như Phạm Thánh chân ma công luyện tới đại thành, công pháp này giúp cho thân thể càng mạnh mẽ, trong lúc tranh đấu với người khác, nếu có thể sử dụng Niết Bàn Thánh Linh đại pháp này để hộ thân thì chẳng phải như hổ thêm cánh sao? Bất quá với biểu tình của tiểu nha đầu này có chút gì đó không hợp lý lắm. Hàn Lập nhìn thiếu nữ đó không khỏi thoáng lộ ra vẻ trầm ngâm. Liễu Thanh vừa nghe Diệp Dĩnh nói xong, trước hết là ngẩn người ra, sau đó nhìn ngay Hàn Lập, rồi ngó qua thiếu nữ, nhưng lại nhịn không được, phốc suy một tiếng cười rộ lên. chương 1794, lo lắng. Dĩnh nhi, ta thấy nếu như Hàn Đạo Hiếu đáp ứng gia nhập Diệp ra, thì người được chọn để hiệp trợ tu luyện Niết Bàn Đại Pháp chính là ngươi rồi. Thật ra, lấy thân phận hợp thể tu sĩ của Hàn Đạo Hiếu, những đệ tử Diệp ra bình thường e rằng thiên phượng chân huyết chưa đủ tinh thuần, vô phương đạt được hiệu quả tu luyện. Ta đã sớm nghe nói, mặc dù đệ tử Diệp ra rất đông đảo, nhưng tựa hồ chân chính kế thừa thiên phượng chân huyết không có mấy người mà hàn đạo hiếu dường như cũng còn độc thân thật sự rất thích hợp a à. thiếu phụ nhất thời phiền não trước đây vốn lãng vãng trong đầu liền bay biến đi mất dùng khẩu khí diễu cợt nói ra a à di dĩnh nhi không biết đâu còn phải xem hàn tiền bối có thực sự muốn gia nhập diệp ra không đã mọi việc sẽ do ra mẫu quyết định mà khuôn mặt thiếu nữ hoàn toàn ửng đỏ thoáng ngượng ngùng lắp bắp nói liễu thanh ở bên cạnh chỉ cười mà không nói gì nữa hẳn nhiên Hàn Lập chẳng phải là loại người ngu rốt gì, chỉ nghe thoáng qua một chút đã rõ ràng, chẳng qua dường như Niết Bàn Thánh Linh Đại Pháp cũng là một loại song tu chi đạo. Mà trước mắt thấy nữ tử này ngượng ngùng như vậy, nếu gia nhập Diệp ra thì cơ hồ nữ tử của Diệp ra hiệp trợ hắn tu luyện chính xác là Diệp Dĩnh này. Trong lòng Hàn Lập cũng có chút bất ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn chấn định vô cùng, tâm niệm chuyển động vài lần liền lắc đầu. Đa tả ý tốt của Diệp ra, nhưng tâm ý tại hạ đã quyết định rồi, không muốn bị gò bó, hiện tại chỉ có thế đa tạ hảo ý của quý tộc mà thôi. Vừa nghe Hàn Lập từ chối thẳng thừng như vậy, tựa hồ Diệp dính cũng thở dài một hơi, nhưng từ sâu bên trong đôi mắt đẹp ấy ẩn chứa chút gì đó hơi thất vọng, thế nhưng sau đó rất nhanh khôi phục lại như thường rồi hỏi. Nếu tiền bối thật sự không động tâm bởi ngoại vật, thì việc gia nhập Diệp ra này vãn bối đương nhiên sẽ không đề cập đến nữa. Nhưng nếu đổi lại một điều kiện khác, không biết tiền bối có nguyện ý trong 10 năm tới xuất thủ giúp đỡ Diệp ra một lần được không? 10 năm, không lẽ đạo hữu muốn nói tới chân linh đại điển? Hàn lập vừa nghe qua lời đó, không khỏi biểu lộ ra một tia cười khổ. Ồ, Hàn tiền bối cũng biết chuyện này à, chẳng lẽ đã? Diệp dĩnh phản ứng cực nhanh, lập tức đoán ra được gì đó. Không sai, quả thật tiên tử đã đến chậm một bước, tại hạ vốn đã đáp ứng hỗ trợ cốc gia trong kỳ hội chân linh đại điển cho hiểu phong tiên tử rồi Hàn lập lộ vẻ tiếc nuối. Cốc gia à, không ảnh hưởng gì. Cốc gia với Diệp gia chúng ta vốn có quan hệ rất thân thiết, nếu vậy tại đại điển lần này át hẳn hàn tiền bối sẽ không đối đầu với Diệp ra chúng ta Diệp Dĩnh thả lỏng tinh thần nói. Thì ra là thế, nói như vậy, hàn mỗ sẽ để ý một chút khóe miệng hàn lập liền mỉm cười. Thiếu nữ cũng đã trao đổi xong những điều cần nói, đương nhiên hàn lập sẽ không ở lại thêm làm gì nữa, sau một hồi bàn luận cũng khách khí cáo từ rời đi. Liễu Thanh dẫn theo thiếu nữ cùng nhau đưa tiến đến chỗ truyền tống pháp trận. Ngay khi thấy thân ảnh Hàn Lập biến mất trong ánh chấp linh quang, Liễu Thanh lại thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng thốt ra một câu đáng tiếc thật. Liễu Di nói vậy là có ý gì, đáng tiếc chuyện gì vậy? Diệp Dĩnh nghe qua, không khỏi có chút nghi hoặc, dĩ nhiên là đáng tiếc cho mẫu thân người không thể thuyết phục được người này gia nhập Diệp ra, nếu không thì người trẻ tuổi như thế mà có thể tiến dai lên hợp thể kỳ, rồi sau này nếu có khả năng thoát nạn ma kiếp nữa, thì tiền đồ tương lai khó đoán nỗi đấy Liễu Thanh cười khẽ nói. Hợp thể tu sĩ mặc dù tại nhân tộc chính là tồn tại đỉnh cấp, nhưng gia tổ mẫu cũng đã là hợp thể trung kỳ rồi, thậm chí chỉ cần kích phát thiên phượng chi huyết liền có khả năng đấu với hợp thể hậu kỳ một phen. Hơn nữa, hiện tại đã có liễu gì gia nhập diệp ra rồi, nếu hàn tiền bối mà thật sự làm thái thượng trưởng lão chúng ta, thì bất quá cũng như thêu hoa trên gấm mà thôi. Bất luận thế nào sau khi diễn ra chân linh đại điển, không bao lâu nữa ma kiếp sẽ bộc phát, huống hồ gì khi diệp ra đưa ra điều kiện tốt nhất. Chúng ta còn có nhiều cơ hội để thu hút thêm những hợp thể tán tu khác nữa Diệp Dĩnh hử nhẹ một tiếng, nhìn thì chẳng thấy gì lạ cả, nhưng rõ ràng trong lòng có chút không cam tâm. Có lẽ mẫu thân người coi trọng hắn là do nhìn ra tiềm lực nào đó, nhưng ta cảm giác vị hàn đạo hữu này rất kỳ lạ, tựa hồ không xem điều kiện diệp ra các ngươi đưa ra đáng giá chút nào. Đáng tiếc hiện tại ta chỉ là một khôi lỗi hóa thân, nếu như bản thể đang ở đây không chừng ta sẽ mời đối phương thử sức một chút, có lẽ sẽ dò xét được thực lực chân chính của hắn trong đôi mắt xinh đẹp của liễu thanh chợt lóe lên tia dị sắc, chậm rãi nói. Không cần phải dò xét gì cả, Lấy thủ đoạn của Liễu Di, cho dù hắn có thần thông gì đi nữa bất quá cũng mới vừa tiến dai lên hợp thể thôi, khẳng định đứng trước mặt Liễu Di không có khả năng chống đỡ được bao lâu đâu. Huống hồ có nghe ra mẫu nói qua, lúc trước thiên diệu linh hoàng đại nhân ngã xuống khi đang độ kiếp, cũng đã truyền lại tỉ mỉ cho Liễu Di vô số thủ thuật luyện chế khôi lỗi. Hiện tại thần thông của Liễu Di quả thật không kém hơn tam hoàng cùng thất đại yêu vương bao nhiêu đâu Diệp Dĩnh lúng liếng cặp mắt, cười hì hì nói. Tin tức của Diệp ra người quả thật nhanh nhạy mà biết được chuyện này không có mấy người thế mà cũng chuyển đến tận tai của mẫu thân ngươi thật sự về điểm này ta không thể không khâm phục liễu thanh nghe nói như thế thần sắc thoáng biến đổi nhưng lại nghĩ tới chuyện gì khác liền chỉ có thể lắc đầu cười khổ mà thôi thiếu nữ cũng hé miệng cười rộ lên cũng trong lúc này hàn lập đã quay về lại chỗ ở của mình ở đại điện một chút chờ hai người hải đại thiếu phân phó vài câu rồi lập tức tiến vào trong mật thất mà khoanh chân ngồi xuống bởi vì hàn lập mới vừa tiến giai hợp thể kỳ nên trước đây dự tính tạm hoãn tu luyện, bây giờ vừa mới nắm được tin tức ma kiếp sắp sửa tấn công, tự nhiên mọi toàn tính trước đây đều phải thay đổi. Hôm nay hắn muốn ngồi yên tĩnh suy nghĩ thật kỳ lưỡng, sắp xếp lại kế hoạch một chút để thích hợp với tình huống biến chuyển mấy trăm năm sau. Trước hết phải nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân, tránh khỏi bị vấp ngã trong đợt ma kiếp này. Dù sao ở lần ma kiếp trước, trong số tam hoàng và thất đại yêu vương cũng đã có người ngã xuống, thế nhưng lần ma kiếp này tựa như còn kinh hơn cả lần trước càng khiến cho Hàn Lập có chút trột dạ chính là, năm xưa tại nhân giới hắn đã từng đắc tội với nguyên sát thánh tổ của ma giới, thần niệm hóa thân của ma đầu này phủ xuống nhân giới lúc trước cũng vì vậy đã bị ngân nguyệt hấp thu thôn vệ mất. Mà cấp độ thánh tổ trong ma giới chính là tương đương với tồn tại đại thừa kỳ của nhân tộc. Chỉ sợ tên đó thừa dịp ma kiếp giáng xuống linh giới, liền nhân cơ hội đó mà phái thủ hạ truy tìm hoặc đích thân tới tận cửa hỏi tội. Vì thế, hắn phải chuẩn bị trước khi ma kiếp buông xuống, nỗ lực tăng tiến tu vi lên hợp thể hậu kỳ cảnh giới mới được chỉ có cách này dựa vào thần thông và bảo vật hắn mới có thể đủ sức bảo vệ tính mạng trong đợt ma kiếp này cho dù có thật sự đối mặt với cổ ma thánh tổ đi nữa lúc đó hắn cũng có khả năng đánh một trận sinh tử bất quá phải nói lại hắn chỉ mới vừa tiến giai lên hợp thể không bao lâu lại mấy ngày nay có cơ hội trao đổi với những đạo hữu cung cấp nên cũng biết được giai đoạn tiến cấp từ hợp thể kỳ ngày càng khó khăn còn hơn cả dự tính ban đầu của hắn đối với những tu sĩ sơ kỳ thông thường khác phải hao tốn tới mấy ngàn năm hoặc vài vạn năm thời gian thậm chí cho tới lúc ngã xuống ngay đợt thiên kiếp rất nhiều người cũng vô phương đột phá được trung kỳ bình cảnh vì thế những người đạt tới hợp thể hậu kỳ đương nhiên càng thêm thưa thớt hãy nhìn qua các đời của tam hoàng cùng thất đại yêu vương mà xem cũng đâu phải ai nấy đều đạt tới tu vi hợp thể hậu kỳ cả đâu hơn nữa cho dù có cho hắn thêm nhiều thời gian hơn nữa bình thường căn bản cũng vô phương tiến cấp được cũng may là trong quảng hàn giới hắn thu thập được một ít linh dược tiên giới, nên có khả năng luyện chế ra được một lượng lớn linh đan dùng để tinh tiến pháp lực cho tu sĩ hợp thể kỳ. Lúc đầu nếu so sánh tốc độ tu luyện với những tu sĩ có tư chất thượng thừa khác mà nói, hắn đã tiết kiệm thời gian hơn mấy lần rồi. Về sau nếu bỏ ra mấy trăm năm không ngừng khổ tu, hẳn là pháp lực tích lũy không thành vấn đề gì nữa. Phiền toái duy nhất chính là đột phá bình cảnh, cho dù hắn có nuốt được vô số linh dược để cải thiện linh căn thể chất đi nữa thì tư chất thực không thể sánh bằng những tu sĩ khác. Chỉ còn cách chuẩn bị thật kỳ, tận sức mượn lực kích phát mạnh mẽ để đột phá bình cảnh. Hiện tại trong tay hắn có một khỏa hư linh đan, cùng với một thứ rất mong đợi chính là minh hà thần nhũ của thanh nguyên tử. Trong lòng hàn lập cứ thế mà tính toán, tinh thần thoáng buông lỏng, ánh mắt lập tức chợt lóe như nhớ ra gì đó, cánh tay khẽ động, một chiếc vòng màu đen liền xuất hiện trong tay. Thần niệm hàn lập thả vào trong chiếc vòng tìm tòi một chút, chân mày khẽ nhíu lại chỉ thấy một đoàn hắc vụ nhàn nhạt, nhạt được ngưng tụ lại giữa không gian, mơ hồ bên trong có một con tiểu hầu đen đúa đang ngủ say không dậy nổi. Chính là đề hồn thú, ban đầu con thú này biến thân rồi một kích diệt sát thiên ngoại ma đầu, sau đó lập tức ngủ vùi trong linh thú hoàn. Nếu không phải lúc trước con thú này tung ra thần thông khó thể tin nổi, rồi đúng lúc hiện thân ứng phó cường địch, thì hiện tại hắn tuyệt đối đã có một đòn sát thủ bí mật rồi. Cũng còn may là, hiện giờ cho tới lúc ma kiếp bạo phát còn rất lâu hắn cũng không tin là con thú này thật sự có thể ngủ sai tới ngàn năm trong lòng vừa nghĩ thế bàn tay hàn lập rung lên lập tức linh thú hoàn biến mất không thấy đâu nữa tiếp đến trong tay lại hiện ra bức phản kiếm đồ lấp lánh kim quang cổ tay rung lên liền phóng bức tranh đó lên không trung rồi từ từ mở ra yên ắng bất động bên trong bức tranh này ẩn chưa một đại thần thông khó lường chính là niệm kiếm quyết ban đầu hắn tìm hiểu ra vài điểm rồi dung nhập vào trong thanh bàn kiếm trận quả nhiên uy lực kiếm trận tăng lên rất nhiều nếu hắn có thể tìm hiểu thấu triệt được hết hoàn toàn, tin rằng thực lực sắp tới tuyệt đối sẽ tăng lên dữ dội. Dù sao thì tới lúc này, hắn đã tiếp xúc qua không ít tu sĩ hợp thể kỳ, mặc dù đa số trong đó là tán tu cùng với vài tông môn thế gia tu sĩ, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Còn muốn gặp mặt Tam hoàng cùng Thất đại yêu vương thì phải chờ một chút cơ duyên mới được. Đặc biệt là Thiên Khuê Lang vương, mặc dù Hàn Lập còn chưa thấy qua hình dáng vị đó, nhưng mỗi khi nghĩ tới Ngân Nguyệt, thì mơ hồ trong lòng có vài phần buồn bực không yên cũng không biết, từ lúc Ngân Nguyệt khôi phục lại thân phận Linh Lung Yêu Phi, rồi quay về linh giới đã nhiều năm, rốt cuộc tình hình thế nào rồi? Bất quá, với thân phận là phi tử của Thiên Khuê Lang Vương, có lẽ nàng đã sớm quay lại vòng tay của Yêu Vương rồi, thậm chí nói không chừng có thể gặp gỡ lại người ấy ở Vạn Bảo Đại hội lần này cũng nên. Nhưng Hàn Lập vẫn nhớ mãi, năm xưa nàng đã quay đầu lại nhìn mình với ánh mắt rất khác lạ, khiến trong lòng hắn Vương vấn chút mong đợi lung linh. Đương nhiên hắn không phải là một tiểu tử thô kệch, nên tự nhiên có thể nhìn ra ý vị trong ánh mắt ngày xưa đó ngân nguyệt và hắn đã có nhiều năm tương thân tương trợ với nhau rồi cùng vào sanh gia tử nếu nói hắn không có chút cảm tình nào với nàng thì hẳn nhiên không phải thế nhớ lại năm đó bất quá hắn mới chỉ là nguyên anh tu sĩ căn bản chẳng làm thay đổi được cục diện thế nhưng hôm nay đây hắn cũng đã tiến giai lên tới hợp thể kỳ và cũng đã đến linh giới rồi trải qua nhiều năm như vậy không biết linh lung yêu phi có còn là ngân nguyệt của năm xưa hay không Hàn Lập tuy không biết thế nào, nhưng cũng theo bản năng không để chuyện này trong lòng nữa, nhằm tránh cho tâm cảnh bản thân lộ ra sơ hở quá lớn. Tâm tư hắn quay cuồng một phen, hồi lâu sau mới khôi phục lại tâm cảnh như bình thường, lúc này hai mắt chấp động lam quang mà ngắm nhìn vạn kiếm đồ trước mặt. Không bao lâu sau, sắc mặt Hàn Lập không chút thay đổi, liền toàn tâm toàn ý tìm hiểu vạn kiếm đồ. chương 1795, ẩn linh căn. Hàn Lập ở trong mật thất hơn 10 ngày, rốt cục vạn bảo đại hội chính thức bắt đầu ngày hôm nay hắn đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn thì tựa như cảm ứng được điều gì tay áo rung lên đem vạn kiếm đổ trước mắt thu lại sau đó hắn khởi thân đi ra cửa chính mật thất hải đại thiếu cùng khí linh tử đang cung kính đợi bên trong chính điện hai người vừa thấy hàn lập đi ra lập tức tiến lên chào hải đại thiếu nhanh chóng lấy trong tay áo ra một tấm bái thiếp ánh vàng rực rỡ hai tay dâng lên nói hàn tiền bối đây là thiệp mời của vạn bảo đại hội đưa tới cho tiền bối chỉ cần có tấm thiếp này có thể tùy ý tham gia đấu giá hội các cấp bậc ra vào địa điểm giao dịch của vạn bảo đại hội hôm nay là ngày đầu tiên đại hội bắt đầu ở trên sơn đỉnh phi tiên phong sắp cử hành đại hội đấu giá đầu tiên theo thường lệ trước kia của đại hội hội đấu giá này có tính chất vô cùng trọng yếu là dấu hiệu để khai diễn vạn bảo đại hội một số các thế lực lớn cùng một số tư nhân có thể xuất ra trọng bảo trên đấu giá hội này ô các người hiểu biết cũng không ít xem ra mấy ngày nay hai người các ngươi cũng thường xuyên ra bên ngoài Hàn lập nở nụ cười, tùy ý tiếp nhận tấm thiếp rồi nhìn lướt qua nó. Chỉ thấy trên bái thiếp tỏa ra ánh vàng rực rỡ, một mặt ấn chứng rõ ràng hai chữ cổ vạn bảo. Mặt còn lại dùng một loạt phù văn hỏa tiết một mảnh đồ án màu bạc bảo khí tận trời, có chút huyền ảo xảo diệu. Trong khi ta bế quan, bảy đại yêu vương đã đến đông đủ chưa? Hàn lập thu kim sắc bái thiếp lại, hỏi một câu. Bẩm tiền bối, trong bảy đại yêu vương thì ngoài thiên khuê lang vương cùng thiên hồ vương, năm vị yêu vương còn lại đều đã đến đông đủ. Hải Đại thiếu cung kính trả lời, Lang Vương cùng Hồ Vương không tới. Điều này có chút kỳ quái, xét ra thì vạn bảo đại hội được bảy đại yêu vương vô cùng trọng thị, không dễ dàng bỏ qua mới phải vẻ mặt Hàn Lập hơi ngưng, hỏi: "Về điều này thì vãn bối nghe đồn một chút, nghe nói Thiên Khuê Lang Vương đang bế quan tu luyện một môn thần thông lợi hại nên không thể tham gia. Về phần Thiên Hồ Vương tựa hồ như không ở tại Thiên Hồ Lĩnh, lại chỉ phái người tới nói có chuyện quan trọng trên thân nên không thể tới." Khí Linh Tử cẩn trọng trả lời: thì ra là thế, một khi đã như vậy, chúng ta cũng khởi hành. Các hoạt động trong vạn bảo đại hội tuy đông đảo nhưng ta chỉ cảm thấy hứng thú mấy chỗ mà thôi. Đương nhiên không thể bỏ qua đấu giá hội đầu tiên này. Các người cũng theo ta, người bình thường tuy không thể vào đấu giá hội nhưng có kim sắc bái thiếp này, hẳn là có thể mang thêm vài môn nhân đệ tử đồng hành. Hàn Lập nhìn thoáng qua hai người, cười nói, môn nhân đệ tử, tiền bối, người nhận chúng vãn bối làm đệ tử chăng? Vừa nghe Hàn Lập nói, hai người vốn ngẩn ngơ nhưng lập tức có phản ứng. Vẻ mặt hải đại thiếu kích động hỏi, hai người các ngươi có tu vi quá thấp, trực tiếp thu các ngươi làm đệ tử thì không ổn. Nếu các ngươi bằng lòng thì ta sẽ nhận làm đệ tử ký danh. Đến khi nào các ngươi tiến giai hóa thần thì sẽ là đệ tử chính thức. Hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng, Hàn Lập khẽ lắc đầu, vẻ mặt mang vài phần ngưng trọng nói. Ký danh đệ tử cũng tốt, bái kiến lão sư, nghe Hàn Lập nói, khí linh tử không chút do dự quỳ xuống khấu đầu ba cái hải đại thiếu cũng vô cùng hưng phấn quỳ xuống miệng kêu sư tôn rồi làm lễ bái sư hàn lập thấy vẻ mặt đầy thành ý của hai người thì gật đầu sau đó tay áo khẽ phất nhất thời một sức mạnh vô hình nâng thân hình hai người hải đại thiếu thẳng dậy thanh âm thản nhiên của hàn lập lại vang lên hẳn là hai người các người biết một chút về lai lịch xuất thân của vi sư khi trước tại hạ giới ta từng thu hai đệ tử như vậy hiện các người có thêm một sư huynh cùng một sư tỷ bất quá tính tình của vi sư yêu thanh tâm quả dục cũng không muốn vì mối quan hệ này mà chậm chế tu hành. Ta thu mấy hai ngươi là có nguyên do đặc biệt, cho nên có một số điều quan trọng ta cần nói rõ, để tránh về sau các ngươi nghi hoặc, từ đó sinh ra tâm nghi kỵ. Hàn lập nói lời cuối cùng thì thanh âm trầm xuống, cả gian đại điện đang ấm áp chợt trở nên lạnh lùng, giống như toàn bộ bị hàn khí lạnh lẽo bao phủ. Với tu vi của hải đại thiếu cùng khí linh tử mà dưới cố kỳ hàn này cũng giật mình dùng mình một cái, vội nói không dám. Hắc hắc, có gì có dám hay không, nếu đổi lại như ta, là một chút cơ kỳ được tu sĩ hợp thể kỳ thu làm đồ đệ, chỉ sợ trong lòng cao hứng không thôi. Hàn lập cười hắc hắc, lờ đánh mở miệng, nghe như thế, hải đại thiếu cùng khí linh tử liếc mắt sang nhau, cảm thấy xấu hổ có chút xấu hổ nhưng không biện giải. Nói thật, nếu các người chỉ là chút cơ tu sĩ cùng luyện thể sĩ bình thường thì đương nhiên ta không thu làm đệ tử ký danh. Sở dĩ hôm nay nhận hai người cũng có thể nói là do duyên phận. Về tâm tính phẩm hạnh hai người ta thực vừa lòng nhưng chính yếu hơn đó là Hai người các ngươi, một thì có được ẩn linh căn trong truyền thuyết, còn thể nội người kia có được truyền thừa khí vật." Hàn Lập nhìn hai người, vẻ mặt có chút quái dị nói. "Ẩn linh căn, truyền thừa khí vật, Hải Đại thiếu cùng khí linh tử nghe thì nhất thời ngẩn ra không hiểu. Với tu vi hai người này, hiển nhiên không có dịp nghe nên vô pháp hiểu biết những lời huyền cơ của cao giai tu sĩ. "Khí linh tử, truyền thừa khí vật của ngươi, hẳn là một kiện pháp khí của vụ Hải quan nhằm phong ấn một công pháp bí thuật trong thể nội của ngươi." Nếu tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sẽ tự giải trừ phong ấn, khi đó ngươi sẽ đạt được công pháp tu luyện thích hợp. Đương nhiên truyền thừa khí vật cũng là một kiện dị bảo khó tìm, nếu là phối hợp thôi động cùng công pháp mà nói, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Nói tới đây, Hàn Lập ngừng lời một chút, đôi khi đệ tử cũng cảm thấy thể nội có chút kỳ lạ, thỉnh thoảng còn gặp một số quái mộng, nguyên lai là thứ quỷ quái này. Khí Linh Tử nghe trợn mắt há mồm, theo bản năng lẩm nhẩm vài câu. Hàn Lập nghe xong cười mà nói thêm, Kỳ thật cơ duyên tạo hóa của ngươi không nhỏ, theo ta quan sát thì nhất mạch thần thông bí thuật của Vụ Hải Quan này không phải là nhỏ, thích hợp cho ngươi tu luyện. Cho nên ta sẽ không truyền thụ thêm chủ tu công pháp cho ngươi. Đợi khi ngươi tu luyện thành công thì truyền cho một số bí thuật là được. Cho nên Vụ Hải nhất mạch vẫn cần ngươi kế thừa về sau. Chờ ngươi tu luyện đại thành thì có thể một lần nữa đảm đương vụ Hải Quan chi chủ, đem nhất mạch này phát dương quang đại, ta sẽ không can thiệp vào người đã có truyền thừa chỉ cần ta điểm giáo thêm một chút liền có thể tự hành tu luyện đương nhiên bái nhập làm môn hạ của ta về phần các loại tài nguyên ta tuyệt không tiếc rẻ nếu ngươi cảm thấy không hài lòng hoặc có oán hận lễ bái sư vừa rồi ta xem như chưa bao giờ phát sinh hàn lập nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ bình tĩnh dị thường nói không dám vạn bối có thể bái tiền bối làm đệ tử ký danh đã là thiên đại hảo sự về phần tu luyện công pháp nào tự nhiên do tiền bối làm chủ tuyệt không oán hận nửa câu Khí linh tử vừa nghe lời này của Hàn Lập, sắc mặt đại biến lại khúm núm nói. Ừm, người chấp nhận thì không có vấn đề. Về phần hải đại thiếu, Hàn Lập vừa lòng gật đầu, xoay chuyển ánh mắt lên người thanh niên Tuấn Mỹ bên cạnh. Sư tôn gọi ta là Hải Nguyệt Thiên là được, danh xưng hải đại thiếu chỉ là lời nói đùa của bằng hiếu, không dám xưng hô trước mặt sư tôn. Hải đại thiếu có vẻ biết điều vội vàng nói. Được rồi, về sau kêu ngươi là Nguyệt Thiên. Hàn Lập khẽ nở nụ cười nơi khóe miệng. Dạ, sư tôn. Hải đại thiếu tự nhiên kính cẩn đáp, tình huống của ngươi lại hoàn toàn khác so với khí linh tử. Mấy ngày nay ta đã kiểm tra qua hoàn toàn thân thể của ngươi, còn tham vấn thêm một số nghi hoặc nơi các đạo hữu cung cấp, hiện tại có thể khẳng định chẳng những người có dòng kim chi thể hiếm thấy, hơn nữa lôi linh căn quái dị trong người ngươi hẳn là ẩn linh căn trong lời đồn. Không, gọi là ẩn lôi linh căn thì thỏa đáng hơn. Ẩn lôi linh căn, hải đại thiếu lầm nhầm hai lần, tự nhiên vẫn là vẻ mặt khó hiểu. Dòng kim chi thể tuy hiếm thấy nhưng với số lượng nhân số khổng lồ ở nhân tộc luôn xuất hiện một số nhất định. Căn cứ vào điểm này, người mới có thể thu luyện luyện thể thuật cực nhanh. Về phần ẩn linh căn mà nói thì còn khá mơ hồ. Từ xưa đến nay, lời đồn về ẩn linh căn chỉ có trong truyền thuyết, cho nên từ đầu ta không ngờ việc này, phân tích nghiên cứu rất lâu mới có thể xác định chính xác. Ẩn linh căn rất khó phát hiện, xác suất sinh ra loại linh căn giả này còn thấp hơn cả thể chất giả đặc biệt hoặc kế thừa giả có chân linh huyết mạch hàn lập giải thích đây là vì sao khí linh tử nghe được nhịn không được hỏi bởi vì loại linh căn này chỉ sinh ra trên những kẻ có thể chất hay kế thừa huyết mạch đặc thù ở những kẻ này linh căn bị lực lượng của thể chất hoặc huyết mạch đặc thù tiêu thất thành ẩn linh căn bất quá là ẩn linh căn giả cũng chưa chắc đã có lợi tông môn tu tiên bình thường sẽ không nhận những người này trừ phi thể chất đặc thù hoặc huyết mạch của bọn họ phải nghịch thiên hoặc phải là loại linh căn giả hiếm hoi như lôi linh hoặc ám linh căn Sở dĩ như vậy là do việc phán phán đoán được thời gian ẩn linh căn xuất hiện để tiến hành bồi dưỡng là không dễ. Ẩn linh căn tiêu thất trong thời gian quá dài thì bồi dưỡng vô cùng khó khăn. Mà chỉ khi linh căn xuất hiện thì ẩn linh căn giả mới có thể tiến hành tu luyện pháp lực. Hàn Lập giải thích một phen cho hai đệ tử ký danh. chương 1796, Tử Sam Nữ Tử. Hải đại thiếu nghe thì hai mắt tỏa sáng, không hiểu dị linh căn chân chính trong cơ thể, nhịn không được hỏi. Theo như lời sư tôn thì lai lịch ẩn linh căn ảnh hưởng lớn tu luyện, cuối cùng đồ nhi đã hiểu vài phần. Nhưng vì sao chỉ có ẩn lôi linh căn cùng số hiếm khác mới được coi trọng, trong này còn điều gì kỳ lạ sao? Người rất thông minh, nghe một chút đã hiểu được điểm tối mấu chốt. Về ẩn ám linh căn thì không nói, loại linh căn này còn hiếm thấy hơn cả ẩn lôi linh căn của ngươi. Ẩn lôi linh căn khi tu luyện thì khó khăn hơn các loại linh căn khác, có điều có thể tu luyện lôi đình chi đạo, chính là một trong mấy loại phụ trợ hiếm hoi trên thế gian có thể ngăn cản lôi kiếp. Hàn Lập chậm rãi nói, phụ trợ người ta ngăn cản lôi kiếp, hải đại thiếu còn chưa phản ứng thì khí linh tử nghe xong lại chấn động. So với luyện thể sĩ như hải đại thiếu, hắn thân là tu sĩ, tự nhiên hiểu được phân lượng trong lời nói vừa rồi của Hàn Lập. Không sai, người có ẩn lôi linh căn khó có thể bồi dưỡng, nhưng chỉ cần tu luyện đến cấp cao thì các tông môn tu tiên không tiếc tài lực. Bất quá nếu không tu luyện đến đại thành cao dai, như vậy cho dù có ẩn ám linh căn thì cũng không có tông môn nào đi làm điều vô dụng này. Có điều ta nhận ngươi là do là thể chất cùng linh căn của ngươi thích hợp kế thừa công pháp pháp thể song tu của ta. Cho dù thời điểm linh căn tiêu thất, ngươi cũng có thể tu luyện luyện thể thuật, sẽ không lãng phí thời gian. Thứ hai là ta cũng am hiểu một số về Lôi Đình chi đạo, có thể truyền thụ cho ngươi. Vạn nhất ngươi thực sự tu luyện đại thành, ở thời điểm ta độ kiếp có thể ra tay tương trợ đến lúc đó có thể giảm bớt một phần gánh nặng cho ta, nói không chừng quan hệ đến sự thành bại khi ta độ kiếp. Hàn Lập cũng không giấu diếm ý định thu đồ đệ, thản nhiên nói ra. Chỉ cần Nguyệt Thiên có một ngày tu luyện đại thành, tuyệt đối toàn lực phụ trợ sư tôn độ kiếp. Hải Đại Thiếu không chút lưỡng lự hướng về Hàn Lập cung kính thi lễ, nghiêm nghị dị thường nói. Ha ha, người cũng đừng quá để ý việc này, ta cũng là lo lắng vạn nhất, sự tình trên còn không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau không thể đoán trước nên không cần cưỡng cầu ta thu hai người làm đồ để cũng có phẩm tính hợp với ta hẳn là có một đoạn duyên phận sư đồ bất quá lúc trước hai tiểu tử ngươi kêu một hồi hàn huynh khiến ta thực có hại không nhỏ hàn lập đầu tiên là gật đầu bỗng nhiên lại thần sắc thoải mái cười rộ lên nghe hàn lập nói như thế hải đại thiếu cùng khí linh tử tự nhiên ngây ngô cười xấu hổ một trận được rồi hiện cũng nên xuất phát ta còn hứng thú gặp qua một số đạo hữu cùng cấp Nghe nói trong đấu giá hội có thể có tộc nhân khác xuất hiện, gần nhất ta càng muốn gặp một phần. Nhìn xem là dị tộc nào từ xa lặn lội tới đây. Nụ cười trên mặt hàn lập chợt tắt, trầm giọng phân phó. Dạ, sư tôn, hai người hải đại thiếu vội vàng đáp ứng. Hàn lập gật đầu mang theo hai người đi khỏi đại điện. Vừa thông qua truyền tống trận rời Ninh Tiên Cung, liền nhìn thấy không trung xa xa chấp động linh quang, từng đội giáp sĩ tuần tra ở các tầng trời thấp, đồng thời ở xa hơn thấy được có thân ảnh tu sĩ chấp lên, nhưng nếu tới gần Ninh Tiên Cung trong vòng 10 dặm lập tức bị vệ sĩ chung quanh ngăn cản lại. Hiển nhiên là ngoại nhân muốn ra vào cửu tiên sơn, Hàn Lập không nói gì mà tay áo rung lên, một vầng thanh quang trong tay áo bay ra, đem hai người hải đại thiếu cuốn lấy, lập tức bay lên trời. Cửu tiên sơn vốn có cấm không chi lệnh nhưng đối với hợp thể tu sĩ như Hàn Lập tự nhiên không có tác dụng. Một số giáp sĩ tuần tra chung quanh vừa thấy Hàn Lập từ Ninh Tiên Cung bay ra thì chẳng quan tâm, giống như không thấy. Ba người Hàn lập hóa thành một đạo thanh hồng, nhằm hướng phi tiên phong kích bắn đi. Trong độn quang từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng thấy sơn mạch khi trước vốn yên tĩnh dị thường mà giờ phút này hoàn toàn bị biển người nhân yêu hai tộc bao phủ. Tuy rằng không thể nói là đầu người lố nhố, nhưng liếc mắt một cái, chỉ thấy khắp cả dãy núi bóng người chấp lên. Đặc biệt trong một số kiến trúc chuyên sử dụng cho đại hội lần này đã lấp đầy người của nhân yêu hai tộc. Càng tới gần chín tòa sơn phong, làn sóng người càng thêm mãnh liệt hai người hải đại thiếu ở đồn quang vô cùng hưng phấn còn hàn lập sớm tham gia đại hội thế này không biết bao nhiêu lần tự nhiên thần sắc vô cùng bình thản hắn căn bản không để ý tới phía dưới từ không trung bay vút qua nửa khắc sau một tòa phong sơn cao tới cả vạn trượng hiện ra trước mắt chính là nơi cao nhất trong cửu tiên sơn phi tiên phong tuần tra vệ sĩ nơi đây nhiều hơn hẳn các địa phương khác còn số một số lôi vệ cưỡi lam sắc phi lang bắt đầu xuất hiện ở không trung hàn lập đồn quang mới vừa cách bảy tám trượng rốt cục có lôi vệ thúc dục tỏa kỹ ngăn cản. Vị tiền bối này, chúng vãn bối có lệnh trong người, cần xem xét thiệp mời của tiền bối một chút. Cầm đầu là một lão giả cao lớn, tuy rằng không xuống cự lang nhưng vòng hai tay ôm quyền kính cần nói. Ánh mắt hàn lập đảo qua này mấy người, không nói mà tay áo rung lên, một đạo kim quang bắn về đối diện. Lão giả trên cự lang nâng tay tiếp kim quang, thì ra là thiệp mời kim sắc chứng minh thân phận của hàn lập. Đây rõ ràng là một luyện thể sĩ, cũng không biết sao lão giả có thể phân biệt ra thông tin ẩn trên kim thiếp, vuốt ve một chút liền lập tức nói: "Nguyên lai like là Hàn Tiền Bối, thứ cho Vãn Bối vừa rồi đắc tội. Tiền Bối tới tham gia đấu giá đại hội, để Vãn Bối dẫn Tiền Bối đến vạn bảo đại điện cũng được, người dẫn đường phía trước." Hàn lập gật đầu thản nhiên nói. Lão giả đáp ứng một tiếng, khoát tay với mấy người bên cạnh, sai xử bọn họ tiếp tục tuần tra, còn lão thì thúc giục Cự Lang hướng sơn đỉnh bay đi. Phi Tiên Phong được biết từ cổ xưa, từ chân núi đến đỉnh núi thẳng tắp dị thường, căn bản không có đường lên, cực kỳ hiểm trở. Nếu phàm phu tục tử muốn trèo lên căn bản là người si nói mộng, đừng nói tu tạo kiến trúc gì ở trên núi này. Nhưng đối tu tiên giả điều này không đáng nhắc tới, cũng không biết là vị chi sĩ nào thi triển thần thông, ở trên sơn đỉnh ngưng tụ thành một biển mây vô cùng rộng lớn, thông qua một cây cầu ngũ sắc uốn lên tới hơn hơn trăm trượng núi liền vách đá cùng biển mây, trực tiếp tương liên khiến cả hai trong như một thể. Vạn bảo đại điện nằm trong biển mây trên sơn đỉnh, Hàn Lập từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong mây mù trắng xóa có các tòa điện phủ liên tiếp, xanh biếc như ẩn như hiện, có tiếng nước chảy róc rách cùng chim hót véo von truyền đến, giống như nhân gian tiên cảnh. Tuy đã sớm nghe qua sự huyền diệu của phi tiên phong nhưng hiện giờ chính mắt thấy, trong lòng Hàn Lập có chút cảm khái cùng kinh ngạc. Về phần Hải đại thiếu cùng khí linh tử lại thấy vui vẻ thoải mái. Lúc này ngoài ba người Hàn Lập còn có các tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ tập đến. Bất quá những người này không thể như Hàn Lập tự do khống chế độn quang trực tiếp phi hành, mà là cùng đi vào chân núi, sau đó được một chiếc lượng phi đan đưa lên sơn đỉnh, lại từ cây cầu ngũ sắc hình vòm tiến vào trong biển mây. Hợp thể tu sĩ như Hàn Lập chỉ ngẫu nhiên mới có thể trông thấy một hai vị, nhưng thân ảnh chợt lóe đều tiến vào trong mây. Hàn Lập được tu sĩ kia trực tiếp dẫn vào tòa cung điện trên không, ở một lối vào yên lặng định hạ xuống. Trước lối vào có hơn 10 thủ vệ cùng với vài tên thị giả, phía trước ở bọn họ là một trung niên nhân mặc cẩm bào, thần tình tươi cười nhìn sang một hắc y phụ nhân, đang nói điều gì đó. Nữ tử này dáng người cao gầy, trên người phát ra khí tức uy nghiêm không nói nên lời, tựa hồ là người nắm đại trưởng quyền. Mà phía sau phụ nhân còn có một sam ý nữ tử bộ dáng thanh tú, niên kỷ độ 17 tám khuôn mặt hình chứng ngỗng phi thường điềm tĩnh. Tướng mạo thiếu nữ này không phải là nhất thiếu khuynh thành nhưng trên người có một khí chất thanh linh, động lòng nhân tâm thật sự thế gian hãn hiếu thủ vệ cùng thị giả biết đối phương thân phận tôn quý, nhưng là vẫn không nhịn được thỉnh thoảng nhìn sang tử sam nữ tử. Mà tử sam nữ tử đối mặt nhiều ánh mắt nóng rực như vậy, thần sắc vẫn lẳng lặng như thường, mang một tia cười ngọt ngào nghe cẩm bào nhân cũng hắc y phụ nhân trao đổi. Ánh mắt hàn lập đảo qua thì chỉ hơi dừng trên người tử sam nữ tử một chút, đến cẩm bào nhân cùng hắc y phụ nhân thì trên mặt có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó thanh quang chợt lóe hắn liền mang hai người hải đại thiếu hạ xuống một nơi cách đó không xa. Cự ly gần thế này, đám thủ vệ cùng thị giả đang nói chuyện, tự nhiên phát hiện nhìn qua ba người. Hàn Lập lúc này mới nhìn rõ dung nhan của Hắc Y phụ nhân. Chỉ thấy đại mi phượng mục, miệng hạnh mũi quỳnh, một bộ tuyệt đại giai nhân. Phụ nhân này khi thấy rõ tướng mạo Hàn Lập cũng ngẩn ra, nhịn không được nhìn lại về Tử Sam nữ tử, trên mặt lộ vẻ cực kỳ cổ quái. Mà Tử Sam nữ tử nhìn Hàn Lập trong phút chốc, khuôn mặt hiện một tia kinh hỉ, đồng thời trong đôi mắt đẹp nổi một tầng dị quang, nhưng chỉ lập tức chợt lóe rồi thu liếm. Ồ, vị đạo này có chút xa lạ, xin hỏi có phải là hàn lập đạo hữu mới tiến giai năm gần đây? Cẩm bào trung niên nhân dụng thần niệm đảo qua, la khẽ một tiếng nhưng nhớ tới điều gì, lập tức mỉm cười hỏi. Đối phương cũng là một hợp thể sơ kỳ tu sĩ, hàn lập không dám chậm trễ liền ôm quyền, nhưng mặt lộ vẻ một tia trần chờ. Ha ha, tại hạ là huyền vũ thành phó bành quyết thành, cũng là quản sự phụ trách phương diện nhân tộc của đại hội lần này. Nhân tộc có thêm một vị hợp thể tu sĩ như hàn đạo hiếu, thật sự là đáng mừng. Cẩm bào trung niên nhân khách khí dị thường nói, chương 1797, Đại Nhi, thế sao, tại hạ bất quá vừa mới tiến giai hợp thể, bất luận pháp lực hay sự lịch duyệt đều chưa đủ, còn cần bành thành chủ chỉ giáo nhiều hơn. Hàn lập tự nhiên một bộ khiêm tốn, Hàn đạo hữu mới mấy trăm năm đã từ hóa thần tiến giai hợp thể. Nhân yêu lưỡng tộc đạo hữu có mấy ai mà không biết. Với tư chất của đạo hữu, tiền đồ thật vô lược, lão hủ ta thẹn không bằng. Bành quyết cười nói, bành huynh nói quá rồi. Còn chưa biết vị tiên tử này là, Hàn Lập cười ha hả, xoay chuyển ánh mắt sang Hắc Y phụ nhân. Phụ nhân này một thân pháp lực tinh thuần hùng hậu tới cực điểm, chính là một hợp thể hậu kỳ thánh cấp tu sĩ, điều này khiến Hàn Lập có chút kinh hãi, không khỏi thầm đoán thân phận đối phương. Về phần tử sam nữ tử, trong lúc này vô ý bị xem nhẹ. Bồn cung là tiểu quán, không biết Hàn đạo hữu có từng nghe nói qua. Hắc Y phụ nhân dùng ánh mắt hứng thú nhìn Hàn Lập, mỉm cười nói: "Hắc Phượng Vương" Tuy trong lòng sớm đoán ra nhưng nghe đối phương thản nhiên nói, sắc mặt Hàn Lập vẫn có chút biến đổi. Xem ra Hàn Đạo Hữu không xa lạ với danh tự của thiếp thân. Lại nói khi trước, hậu bối của bổn cung là Tiểu Hồng, năm đó có một phen vướng mắc với Đạo Hữu. Hắc Y phụ nhân khẽ nở nụ cười, việc năm đó, Hàn Lập nhướng mày như muốn nói nhưng phụ nhân đã khoát tay chặn lại, thản nhiên nói: "Hàn Đạo Hữu không nên hiểu lầm, năm đó là Tiểu Hồng nha đầu kia không đúng mực, dám tự tiện cùng mắc mưu của Diệp ra về thiên phượng chân huyết, đã bị ta trách phạt ở viêm vực trong hắc phượng cung diện bích ngàn năm. Bồn cung vừa rồi nói là muốn đa tạ hàn đạo hữu năm đó ra tay, không để hắc phượng tộc trở mặt cùng Diệp ra. Đạo hữu không biết, thái thượng đại trưởng lão của Diệp ra cùng bổn cung chính là bằng hữu nhiều năm, nếu bởi vậy biến thành thù nhân thì không hay với bổn cung. Hàn lập nghe lời này có chút bất ngờ, tuy không biết lời đối phương là chân là giả nhưng cười lớn trả lời. Một khi đạo hữu thẳng thắn như thế nói, Hàn Mỗ thật không biết nói thêm gì. Bành quyết ở một bên, tự nhiên không biết một fan ân oán của Hàn Lập cùng Hắc Phượng tộc, nhưng hiện tại thấy hai người hóa giải vướng mắc thì trên mặt lộ tia vui mừng, hướng hai người chắp tay nói: "Tiểu Đạo Hữu, Hàn Đạo Hữu, đấu giá đại hội sắp bắt đầu rồi. Nhị vị Đạo Hữu nên đi trước, Bành Mỗ còn ở đây tiếp Đạo Hữu khác tới sau." "Được, bổn cung cũng nên vào. Đại nhi, đi thôi." Hắc Y phụ nhân gật gật đầu, hướng về Tử Sam nữ tử phía sau kêu một tiếng dưới sự dẫn đường của một thị nữ thuyết tha hướng về cửa trong mà đi đại nhi hàn lập nghe lời xương hô của phụ nhân thì không khỏi ngẩn ra dùng ánh mắt khác thường nhìn lại tử sam nữ tử nhưng không biết khi nào thiếu nữ này cúi thấp đầu không hề liếc nhìn hàn lập lần nào theo hắc y phụ nhân nhẹ lướt đi thủy trung không mở miệng một lần thân ảnh tử sam nữ tử biến mất bên trong cửa nàng vốn không phát hiện thần sắc hàn lập có chút âm tình bất định chẳng lẽ đại nhi này chính là nữ đồng năm đó bên cạnh hắn đã bị tiểu hồng mang đi. Nữ đồng năm đó là hỗn huyết của nhân yêu lưỡng tộc, tựa hồ xuất thân còn thiên đại lai lịch. Nếu không một hắc phượng yêu tu hóa thần kỳ như tiểu hồng sao phải lén vào sâu trong nhân tộc, đem nàng mang đi. Nếu tử sam nữ tử này là nữ đồng năm đó, xuất hiện bên người hắc phượng vương phụ nhân cũng là bình thường. Nhưng ngắn ngủn mấy trăm năm, một phàm nhân theo chói gà không chặt lại trở thành một tồn tại hóa thần sơ kỳ thì không có khả năng cho dù hắc phượng tộc coi trọng dị thường với đối đại nhi hắc phượng huyết mạch cũng vô cùng huyền diệu nhưng tốc độ tiến dai như thế thật quá mức tưởng tượng hơn nữa dung mạo tiểu nha đầu đại nhi hắn vẫn còn nhớ rõ hiện tại sẽ có chút thay đổi nhưng hắn vẫn nhìn không ra tử sam nữ tử có chỗ tương tự cùng nữ đồng năm đó hơn nữa nếu thật sự là đại nhi năm đó dung mạo hắn vốn không thay đổi vì sao nàng không nhận ra hắn năm đó tiểu nha đầu còn có chút quyến luyến không muốn xa rời hắn tâm niệm hàn lập chuyển động trong lòng nghi hoặc một phen mà bành quyết thấy bộ dáng hàn lập cổ quái như vậy thì trong lòng có chút kinh ngạc nhưng không thúc giục mỉm cười nhìn hàn lập không nói bành huynh nữ đạo hiếu được gọi là đại nhi cũng là người hắc phượng tộc không biết có quan hệ như thế nào với tiểu đạo hiếu sốt cục hàn lập mở miệng hỏi một câu ha ha ta còn tưởng rằng hàn huynh không chú ý tới nàng này theo ta biết vị tiểu đạo hiếu đại nhi là hậu nhân trực hệ đại danh đỉnh đỉnh ở lớp trẻ của yêu tộc nghe nói chẳng những tư chất tu luyện dị thường kinh người, hơn nữa hình dáng phong hoa tuyệt đại, được gọi là Phượng Linh Tiên tử. Đã có không biết có bao nhiêu yêu tộc tuấn ngạn vạn phần si mê nàng, đau khổ truy tìm mà không thể. Bành quyết cười trả lời, "Hình dáng?" Hàn Lập vừa nghe lời này, ánh mắt chợt lóe. Khó trách Hàn Đạo Hữu không biết, khuôn mặt hiện tại của nàng là bị tiểu đạo hữu dùng bổn mạng chân linh biến ảo che đi. Trừ phi thu lại chân linh, nếu không dù có đại thần thông cũng vô pháp nhìn ra dung nhan chân chính hắc phượng đạo hữu nói là muốn giảm bớt phiền toái cho nàng ở vạn bảo thiên hội đỡ phải bị một số kẻ dây dưa không rõ sao hàn đạo hữu có nhã hứng với phong linh tiên tử này chăng lại nói hàn đạo hữu tuy là tu sĩ hợp thể nhưng niên kỷ không lớn nếu muốn thu hạ nàng không phải không có khả năng ta nghe nói nhà đầu này không phải là hắc phượng tộc nhân thuần túy, mà là nhân yêu lưỡng tộc hỗn huyết bành quyết cười hì hì nói một bộ dáng đùa giỡn vị bành phó thành chủ nói như thế nhưng hiển nhiên không cho là thật Bành huynh thật sự nói đùa, tại hạ chỉ là thấy khí chất của nàng độc đáo, không phải hạng bình thường nên có chút tò mò. Ha ha, thời gian không còn sớm, Hàn Mỗ cũng nên vào trong khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, tươi cười trả lời. Ừm, Bành Mỗ còn đợi đạo hữu khác, thứ cho không tiến xa. Bành quyết như không nghĩ cái gì, chắp tay nói. Lúc này, tự nhiên có một thị nữ khác tới, dẫn ba người Hàn Lập vào bên trong. Nhưng trong phút chốc Hàn Lập xoay người thì trên mặt lộ vẻ trầm ngâm. Đoàn người tiến qua một hành lang dài được xây từ bạch ngọc, sau đó một gian thiên điện to lớn cao mấy tầng hiện ra. Trước mặt là một điện phủ hình tròn rộng cỡ mấy ngàn trượng, có một cái đài bạch ngọc cao hơn 10 trượng. Trên đài trống rỗng không người, nhưng ở bốn góc đài sáng bóng chấp động từng đạo linh quang, bên trong mơ hồ có các ngân sắc phi kiếm dài ba thước lơ lửng trên không trung. Mà ở bốn phía dưới đài có tám gã kim giáp lực sĩ, cả đám dùng mặt nạ màu bạc che khuất gương mặt, sát khí quay cuồng quanh thân, có vẻ thần bí dị thường. Hàn lập liếc mắt nhìn bốn cây phi kiếm cùng tám gã kim giáp lực sĩ một cái, làm quang trong mắt chợt lóe, thần sắc hơi động. Bốn cây phi kiếm này đều là linh bảo, hơn nữa giữa chúng mơ hồ có liên hệ nào đó, rõ ràng là một bộ bảo vật. Đơn kiếm đã là linh bảo, bốn cây hợp nhất thì uy lực chi thiên có thể nghĩ ra. Về phần tám gã kim giáp lực sĩ, tuy rằng trên người không có pháp lực dao động, nhưng bên ngoài cơ thể quẩn quanh hắc sắc sát, sát khí, cho thấy sự đáng sợ của bọn họ. Hàn lập âm thầm đánh, sau đó theo thị nữ đi tới tầng cao nhất của thiên điện, cũng là tầng thứ ba. Thị nữ dẫn ba người tới một gian phòng bố trí độc đáo dị thường. Phòng tuy không lớn, khoảng 7-8 trượng nhưng vật dụng đầy đủ, thậm chí khắp phòng còn có linh hoa nở rộ trong chậu. Mà hướng về phía đài cao còn có một cái cửa sổ hình vuông. Trên cửa sổ hiện lên một tầng xương trắng mờ ảo, nhưng hết thảy cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn thấy được rõ ràng. Tiền bối, người có hài lòng với gian quý tân phòng này không? nếu không thích thì vãn bối có thể đổi một gian khác thị nữ dẫn đường cung kính hỏi không cần gian này là được hàn lập nhìn lướt qua bất động thanh sắc nói vậy vãn bối cáo lui trước hàn tiền bối có gì phân phó cứ việc gọi vãn bối đợi ngay tại cửa thị nữ cúi đầu nói hàn lập nghe xong gật đầu phất tay thị nữ rời phòng ở thuận tay đem cửa phòng khép nhẹ lại hải đại thiếu cùng khí linh tử tò mò đánh giá trong phòng cuối cùng ánh mắt dừng ở trên cửa sổ hàn lập thong dong tiến lên hai bước ngồi xuống một chiếc ghế gần cửa sổ ở phía trước ghế còn có một bàn gỗ xanh biếc bên trên đặt một cái pháp bàn hàn lập quét hai mắt sắc mặt không chút thay đổi sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này có thể thấy lấy đơn vị hàng nghìn nhân yêu lưỡng tộc đã ngồi chiếm cứ bảy tám phần chỗ ngồi nơi tầng một đa phần đều là tồn tại hóa thần cùng luyện hư về phần hàn lập cùng hợp thể kỳ lão quái khác tự nhiên đều ở trong các phòng ở tầng ba ánh mắt hàn lập đảo qua thấy hiện tại chưa có gì thì nhắm mắt nghỉ ngơi hải đại thiếu cùng khí linh tử tự nhiên thành thật ở phía sau, vòng tay mà đứng. Không biết qua bao lâu, phía dưới chuyển đến đông đảo tiếng động ồn ào, nhưng được một thoáng thì đột nhiên gian cự điện trở nên yên tĩnh dị thường. Sắc mặt hàn lập vừa động mở hai mắt, thông qua cửa sổ nhìn về đài cao. Chỉ thấy giờ phút này trên đài rõ ràng sóng vai đứng thẳng hai người tướng mạo vô cùng kỳ lạ. Một người thân cao hai trượng, hắc khí toàn thân lưu chuyển không chừng, mơ hồ là một đại hán dâu quai nón, nhưng nhìn không rõ dung mạo. Người kia còn cao hơn cả đại hán dâu quai nón một cái đầu, chỉ là trên đầu có mọc một cái sừng đỏ sẫm, hai mắt rất lớn màu xanh biếc, hai bên má có phải giáp tinh oánh chấp động, là một yêu tộc nhân hóa hình. Hàn lập xem bộ dáng hai người, trong mắt hơi co nhưng lập tức khôi phục như thường. Đại hán trong hắc quang trên đài ngọc bỗng nhiên mở miệng. Các đạo hữu đang an tọa, hẳn là nhận ra bổn hoàng cùng ly hỏa đạo hữu bên cạnh, cho nên bổn phách hoàng cũng không giới thiệu nhiều. Hiện tại bổn hoàng tuyên bố, vạn bảo thiên hội lần này, đấu giá hội đầu tiên hiện tại bắt đầu. chương 1798, Khắp Linh Huyết Mộc. Đại hán toàn thân bao phủ trong hắc quang, chính là huyền vũ phách hoàng. Gã yêu tộc được xưng là ly hỏa, tự nhiên chính là ly hỏa giao vương trong bảy đại yêu vương. Tuyên bố bắt đầu đấu giá hội lần này lại là hai người này. Bất quá sau khi huyền vũ phách vương cùng ly hỏa giao vương đi xuống, một lão giả tóc bạc vận bạch y lên trên đài. Theo sát phía sau lão là hai hàng đồng tử mi thanh mục tú, đang bưng những chiếc khay được phủ bên trên bởi những tấm vải sắc kim. Lão Phu là thiên nhãn tử, phụ trách chủ trì đấu giá đại hội lần này, mong rằng chư vị đạo hữu ủng hộ nhiều cho. Lão giả chắp tay hướng sang toàn trường, ha ha cười nói. Ha ha, có thiên nhãn đạo hữu chủ trì lần này, bọn ta cũng yên tâm hơn. Chính xác, chính xác, không nói cái khác, về nhãn lực thì thiên nhãn huynh vốn đỉnh đỉnh đại danh trong hai tộc chúng ta. Một lão giả trong đám người đang ngồi mở miệng, không ít tu sĩ phía dưới một trận hoan hô rõ ràng danh đầu thiên nhãn tử trong luyện hư kỳ không nhỏ vẻ mặt bạch bào lão giả tươi cười tự nhiên hướng mọi nơi thi lễ rồi chậm rãi nói chư vị đạo hữu từ xa tới đây tự nhiên không muốn nghe lão hủ rông dài đấu giá bắt đầu đồng tử đem kiện đấu giá phẩm thứ nhất ra đây thiên nhãn tử vừa nói vừa vẫy tay về phía sau một cái gã đồng tử đứng đầu lập tức cẩn thận tiến lên vài bước hai tay cung kính dâng chiếc khai tới trước mặt lão giả Bạch bào lão giả khẽ phất tay, tấm vải sắc kim sắc chợt biến mất. Nhất thời ngân quang chấp động, một khối tinh thạch hiện ra trước mắt mọi người. Tinh thạch chỉ cỡ nắm tay, nhưng bên ngoài có một tầng hoa văn thiên nhiên lóng lánh, giống như vô số sợi tơ bạc nhập vào trong tinh thạch, mỹ lệ dị thường. Tài liệu đỉnh cấp luyện khí pháp bảo kim thuộc tính, một khối ngân ti tinh. Là của vô nhân tộc Bạch Bích Hạp Cốc ở cực đông, bình thường sản lượng cả năm không đủ nửa khối trước mắt này. Có thể thấy được sự quý hiếm của nó phi kiếm tầm thường nếu được gia nhập một hai phần ngân ti tinh thì trở nên sắc bén vô cùng, vượt xa bảo vật cung cấp. Nếu là bảo vật được chế hoàn toàn bằng nó thì chính linh bảo. Giá quy định là 300 vạn linh thạch, mỗi lần trả giá thêm không dưới 10 vạn, hiện tại bắt đầu. Thiên nhãn tử lớn tiếng giới thiệu một hồi, đương nhiên ngân ti tinh không thể lọt vào mắt đám hợp thể tu sĩ như Hàn Lập, nhưng đối với hóa thần cùng luyện hư tu sĩ mà nói, hiển nhiên người phần hấp dẫn. Bạch Bích Hạp góp vốn trực tiếp chịu sự khống chế của Huyền Vũ Thành, bình thường sản lượng ngân ti tinh nhỏ nhoi còn chưa đủ đáp ứng cho huyền vũ thành. Lúc này xuất hiện một khối lớn như thế, lập tức khiến không biết bao nhiêu ánh mắt cảm thấy hứng thú. 400 vạn, 450 vạn, 500 vạn, thanh âm đấu giá liên tiếp, trong nháy mắt thông qua pháp bàn trực tiếp vang vọng trên đài cao. Cuối cùng bị một yêu tộc nhân vô danh, bàn tay lông đen rậm gì, dùng 730 vạn mạnh mẽ thu được. Kết quả này khiến không ít nhân tộc tu sĩ cảm thấy buồn bực yêu tộc ở phương diện luyện khí không mấy am hiểu, một gã yêu tộc nhân lại hao tốn tinh thạch để thu về khối ngân ti tinh này, thật ngoài dự đoán của không ít người. Mở đầu bằng tài liệu luyện khí, phía sau liên tiếp lấy ra những vật phẩm hiếm thấy. Nếu không phải tài liệu hy hữu để luyện chế yêu tộc chiến giáp thì cũng là luyện chế pháp khí bảo vật. Nhưng sau mấy bận đấu giá, phần lớn đám người trong đại điện đều biến sắc. Liên tiếp 7 tám kiện bảo vật đều bị gã hắc mao yêu tộc nhân dùng giá trên trời thu về, giống như chỉ cần có tài liệu luyện khí, hắn căn bản không quan tâm bao nhiêu linh thạch, một bộ thân da vô cùng hùng hậu. Mà hắc mao yêu tộc nhân này trừ đôi bàn tay lộ ra thì toàn thân khoác một lớp áo da mỏng vàng nhạt, ẩn ẩn nhìn thấy tướng mạo dữ tợn dị thường nhưng không cách nào xem rõ chân tướng. Tuy thế chỉ có thể ngăn cản tồn tại hóa thần cùng luyện hư, đối với hợp thể kỳ tu sĩ như Hàn Lập mà nói, chỉ mất chút thần niệm chi lực liền mạnh mẽ xuyên qua lực che lấp của áo da. Là một gã hắc lang yêu, cũng bất quá mới luyện hư sơ kỳ, sao ra tay hào phóng như thế chẳng lẽ là người có lai lịch trong lam tộc, trong mắt hàn lập trợt lóe lam quang, đảo qua thì nhớ mày thì thào một câu. Khí linh tử cùng hải đại thiếu ở phía sau nghe rõ ràng nhưng không hiểu gì, tự nhiên không dám tiếp lời. Lúc này ở trên đài, một tấm vải dệt phát ra hào quang đỏ sấm, nhìn như dùng các sợi hỏa diễm kỳ dị đan lại mà thành, được một tên đồng tử bày biện ra. Nhất thời đám người phía dưới xôn xao một trận, tinh viêm ti là dùng tinh viêm ti bệnh thành vải dệt. Quả thật không thể tưởng tượng, thật sự quá mức xa xỉ. Không ít người với vẻ mặt khiếp sợ nhìn tấm vải đỏ sẫm, trên mặt không giấu nổi vẻ tham lam, hận không thể lên đài đem vật ấy quơ vào trong tay. Sư tôn, tinh viêm ti này là bảo vật gì mà khiến nhiều kẻ thèm khát như thế? Hải đại thiếu thấy vậy, nhịn không được hỏi. Khó trách ngươi không biết, tinh viêm ti này không có trong nhân tộc chúng ta, chính là linh vật tài liệu đặc biệt chỉ có ở hắc phượng tộc. Nghe nói những sợi linh tơ là do một một loại hỏa trùng sống ở trong dung nham nhả ra. Bất quá một con hỏa trùng cả đời chỉ nhả ra được một sợi, cộng thêm nó chỉ sinh trưởng tại nơi dung nham chi địa do hắc phượng tộc trưởng quản, so với ngân ti tinh được giới thiệu ban đầu càng hiếm có hơn. Dùng nó luyện chế thành pháp khí hỏa thuộc tính, tu sĩ mang trên người khi tu luyện công pháp hỏa thuộc tính sẽ gia tăng tốc độ tu luyện. Mà dùng vật ấy luyện chế bảo vật hỏa thuộc tính sẽ tăng mạnh thần thông. Không ít kẻ ngồi ở phía dưới đều chủ tu hoặc kiêm tu công pháp hỏa thuộc tính. Tự nhiên tinh viêm ti này khiến bọn họ có chút kích động hàn lập mỉm cười giải thích vài câu thì ra là thế khó trách khó trách khí linh tử cũng cười hì hì nói thiên nhãn tử tuyên bố giá quy định tinh viêm ti toàn trường kịch liệt báo giá nhất thời tranh đoạt vượt xa mấy vật phẩm lúc trước cơ hồ một lát giá của tinh viêm ti đã bị đẩy lên con số trên trời bởi vậy đám người cạnh tranh thưa dần chỉ còn 5-6 người không ai nhường ai mà hắc mao yêu tộc nhân cũng ở trong đó sau một hồi nữa kết quả không ngoài dự liêu quả nhiên gã hắc lang yêu tộc nhân dùng một cái giá trên trời thu về. Kể từ đó tự nhiên hắn càng khiến người chú ý, không ít người của hai tộc thường xuyên nhìn lại, phần lớn ánh mắt đều là bất thiện. Lúc này bạch bào lão giả lại lên tiếng thu hút ánh mắt chú ý của toàn trường. Ha ha, đa phần đạo hữu đã tham gia lần trước, tự nhiên biết trình tự của đấu giá hội. Không phải đấu giá ngẫu nhiên mà là phân biệt ra vật phẩm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Hiện tại xuất ra chính là một trong số hậu kỳ, tin tưởng sẽ làm đại đa số đạo hữu cùng các tiền bối không phải thất vọng. Lão giả nói xong thì một thị nữ kiều diễm, trong tay một cầm hộp gỗ xanh biếc khoảng nửa tấc, vẻ mặt tươi cười động lòng người đi tới bên cạnh thiên nhãn tử. Bạch bào lão giả lần đầu lộ vẻ ngưng trọng, thật cẩn thận tiếp nhận hộp gỗ, sau đó hướng về phía dưới đài chậm rãi nói. Tuy một số đạo hữu đã nghe nói qua, nhưng không biết đã mấy ai chính mắt gặp qua linh vật khắp linh huyết mộc này. Trong hộp có một đoạn giá trị cực lớn, là tài liệu phụ trợ thi triển mấy loại đại thần thông, cũng có thể trực tiếp luyện chế đệ nhị hóa thân cùng khôi lỗi thế kiếp Là chủ tài liệu luyện chế bảo vật nổi danh khắp huyết linh châu Vừa nghe thiên nhãn tử nói Đại bộ phận đám người đều lộ vẻ mờ mịt Chỉ có số ít nhất thời lộ vẻ mừng như điên Khắp huyết linh mộc không phải là thánh vật linh tộc gì đó sao Chân bảo cỡ này sao xuất hiện trên đấu giá hội này Một số tu sĩ biết lai lịch vật ấy không khỏi thất thanh đứng lên Thân sắc hàn lập cũng vừa động đồng thời cảm ứng được trong mấy phòng nhỏ tầng 3 truyền ra không ít dao động thần niệm, hiển nhiên các hợp thể kỳ tồn tại đã cảm thấy hứng thú. Ha ha, về xuất xứ của đoạn huyết mộc này lão phu không tiện nêu. Chỉ có thể cam đoan với chư vị đạo hiếu, khắp linh huyết mộc tuyệt đối là hàng thật giá thật lão giả nói xong, đem nắp hộp mở ra. Nhất thời một cỗ huyết tinh khí trong hộp phóng lên cao, hóa thành một luồng huyết vụ nồng đậm, vặn vẹo trên không giống như một con huyết sắc quái xà. Thiên Nhãn Tử hít sâu một hơi, hai mắt chợt lóe kim sắc, năm ngón tay xòe ra rồi bỗng nhiên cụp lại hướng vào trong hộp. Ngay sau đó, một đoạn quái mộc màu đỏ hồng to to cỡ ngón tay, dài cỡ hơn thước trình hiện trước mắt đám người. Quái mộc ảm đạm không ánh sáng nhưng không ngừng tỏa ra huyết vụ nhẹ nhẹ. Mà huyết vụ không ngừng đan xoắn vào nhau, uốn éo như có sinh mạng. Hóa kiếp khôi lỗi, hàn lập nhìn vật ấy, hai mắt không khỏi nheo lại. Khắp linh huyết mộc này hắn đã nghe nói qua, kỳ thật là tàn khu của linh tộc nhân mộc thuộc tính biến dị, vạn năm khó gặp đệ nhị hóa thân cùng khắp huyết linh mục đều đại danh lừng lẫy nhưng khiến hắn động tâm chính là hóa kiếp khôi lỗi tuy rằng hắn có thể luyện chế hóa linh phù có hiệu quả thế kiếp nhưng hiện giờ pháp lực tiến nhanh công hiệu của hóa linh phù tương đối mà nói trở nên suy yếu không phát huy được bao nhiêu thần thông hóa kiếp khôi lỗi là dị bảo nổi danh đã lâu được lưu truyền trong nhân tộc đối hợp thể tu sĩ cũng có hiệu quả thế kiếp kỳ hiệu bất quá hóa kiếp khôi lỗi chỉ dùng được một lần khi thi triển còn phải do chủ nhân chọn đúng thời cơ thôi động kích phát sớm hay muộn đều lãng phí nó. chương 1799, lang Vương Hóa Thân Hàn Lập nhìn khắp linh huyết mộc trong tay lão giả trên đài, vẻ mặt có chút động. Sau khi tham đấu giá hội ngoại tộc cỡ lớn, thứ trong nhân yêu lưỡng tộc có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú không nhiều. Không ngờ lần đấu giá hội này lại xuất một kiện vật phẩm đệ nhất như vậy. Có một kiện hóa kiếp khôi lỗi trong người, có thể hóa giải trí mạng công kích một lần. Bất quá loại tài liệu này chỉ linh tộc mới có, chẳng lẽ có dị tộc nhân tham gia vạn bảo đại hội lần này. Mà dị tộc nhân này chính là linh tộc, tâm niệm hàn lập chuyển động, lúc này thiên nhãn tử trên đài lưu chuyển linh lực trong cơ thể, đem một bộ phận pháp lực quán trú vào trong quái mộc màu đỏ hồng. Chỉ thấy quái huyết mộc nhỏ dài đột nhiên lóe ra huyết quang chói mắt, hình thể cuồng trướng thành một cây gậy to cỡ như cánh tay, dài chừng một trường. Ngoài thân gậy hiện ra quái ban màu hắc hồng cỡ đồng tiền, đồng thời vặn vẹo ở trong tay lão giả không thôi, giống như linh xà đang sống, lại phát từng trận quỷ khóc âm trầm. Khiến người nghe lạnh bốt chân tay, cả người như nhiễm hàn khí, tâm thần cảm thấy bất an. Thấy cảnh này, sự nghi ngờ trong lòng một số kẻ tự nhiên tan biến. Lão giả ra giá quy định là 2.000 vạn linh thạch, cơ hồ một khắc sau giá cả đã đẩy lên vùn vụt. 2.200 vạn, 2.500 vạn, 300.000 vạn, giá cả trên trời này khiến hơn một nửa kẻ trong đại điện há to miệng không nói nên lời. Mặc dù muốn khấp linh huyết mộc nhưng gia thân của tu sĩ hóa thần cùng luyện hư vốn có hạn. Xốc sạch túi mới mua được một kiện tài liệu như vậy, chỉ sợ 8, 9 phần trong đám người đều phải dùng lý trí tính toán lại một phen. Trả giá lớn như thế, chọn lựa mua vài kiện bảo vật hộ thân hoặc là một số đan dược có thể tinh tiến tu vị, đột phá bình cảnh thì thực tế hơn. Nhưng hiện tại một số cao giai tồn tại mơ hồ biết ma kiếp sắp bùng nổ ngay tại nhân yêu lưỡng tộc, tự nhiên đành cắn răng tranh đoạt. Không ít các yêu tộc đang thủ đoạn che giấu hình dáng bên ngoài cùng nhân tộc tu sĩ vẫn lao vào đấu giá. Lúc này trên quầng sáng thể hiện giá linh thạch cuồng trướng không thôi, đến 400.000 vạn thì tạm dừng một chút, sau đó lại tăng đến tận 500.000 vạn. Giá cả thế này cho dù là hợp thể kỳ lão quái, chỉ sợ cũng đau lòng không thôi. Cũng không phải là các lão quái trên tầng 3 mà vẫn là hắc lang yêu tộc nhân che giấu tướng mạo kia đưa ra cái giá trên trời này. Kể từ đó lưỡng tộc nhân chung quanh dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn một số thần niệm trên tầng ba lần nữa dao động không ngừng về phía hắn hiển nhiên đám tồn tại cao nhất của lưỡng tộc đã nghi ngờ mà thân trong cường đại thần niệm gia hỏa hắc lang yêu tộc vẫn thản nhiên ngồi tại chỗ dường như không sợ đắc tội với các tồn tại có tu vị pháp lực vượt xa hắn ta còn tưởng là ai nguyên là một trong ngũ đại hóa thân của lang vương huynh thứ cho bổn cung nãy giờ không nhận ra hắc lang hóa thân của thiên khuê đạo hiếu một tiếng ồ khẽ truyền ra từ tầng 3, tiếp theo là tiếng cười khẽ cùng thanh âm của nữ tử ở vọng ra khắp điện phủ. Lần này đám nhân yêu lưỡng tộc toàn đại sảnh xôn xao một trận. Không ít người vừa nghe thiên khuê lang vương thì sắc mặt liền đại biến. Mấy tu sĩ hợp thể kỳ trên tầng 3 cũng có chút kinh ngạc. Trong mắt hàn lập cũng chợt lóe tinh quang, tiêu đạo hiếu, người có nhìn lầm trăng, không phải lang vương đang bế quan tu luyện, sao còn phái hắc lang hóa thân tới đây. Theo ta được biết, Ngũ đại hóa thân của thiên khuê đạo hiếu khác với hóa thân bình thường rất lớn, mỗi hóa thân đều phụ trợ chủ thể tìm hiểu công pháp tu luyện có diệu dụng không thể tưởng tượng nổi, sao dễ dàng rời khỏi bản thể tới đây. Lại là giọng nam tử cao vút, từ một một gian phòng khác truyền ra. Thân sắc hàn lập khẽ động, nghe thanh âm thì người kia đúng là thiên nguyên thánh hoàng. Bản thể của bổn vương không đến, chỉ phái một hóa thân tới đây, nhưng tựa hồ không cần thưa bẩm thánh hoàng cùng tiêu đạo hiếu. Nhị vị đạo hữu muốn khắp linh huyết mộc thì cứ việc ra giá, bổn vương sẽ không ngăn trở cái gì. Hắc lang hóa thân của thiên khuê lang vương phát ra thanh âm băng lãnh dị thường, không chút cảm tình khiến người vô cùng ấn tượng. Ha ha, điều này cũng đúng, chuyện tình của thiên khuê đạo hiếu, bổn hoàng sao có tư cách đi quản. Lời vừa rồi xem như thiên nguyên mạo muội về phần này đoạn khớp linh huyết mộc này nếu lang vương muốn, bổn hoàng cũng không tranh. Thiên nguyên thánh hoàng không hề tức giận, ngược lại điềm đạm trả lời, sau đó trong phòng không còn truyền ra thanh âm nào nữa. Hắc Phượng Vương ngay từ đầu nhận ra hóa thân Thiên Khuê Lang Vương, khẽ cười một tiếng cũng không nói thêm gì, tựa hồ có chút kiêng kỵ Thiên Khuê Lang Vương. Về phần tồn tại lưỡng tộc dưới đài thì thần tình kính sợ, nhất thời gian trong đại điện lại trở nên yên tĩnh dị thường. Nếu không ai ra giá nữa thì nên tuyên bố đoạn huyết mộc này đã có chủ. Ánh mắt Thiên Khuê Lang Vương hướng trên đài lạnh lùng, không hề cảm tình mở miệng. Thanh âm không lớn nhưng mọi người ở đây đều nghe rành mạch. Bạch Bao lão giả nghe lời ấy, trong lòng có chút phát lạnh tâm tư muốn kéo dài thêm để đẩy giá tan biến, lúc này cười to một tiếng nói. Đoạn khắp linh huyết mộc đã được ra giá 500.000 vạn linh thạch, lão phu đếm 3 tiếng nữa mà không ai tiếp tục đấu giá thì nó thuộc sở hữu của thiên khuê tiền bối. 500.000 vạn linh thạch lần thứ nhất, ta ra 600.000 vạn linh thạch, thiên nhãn tử mới vừa hô một tiếng, trên tầng 3 truyền ra một thanh âm già nua dị thường khiến đại điện lại xôn xao một trận. 6.200 vạn thiên khuê lang vương không chút biểu tình nói. 6.500 vạn thanh âm già nua không chút do dự theo sát giá. Lần này, Hắc lang hóa thân thiên khuê lang vương không vội ra giá, ngược lại trong mắt chợt lóe hàn quang lạnh như băng nói. Động thiên, người muốn tranh đoạn huyết mộc này với bổn vương sao? Xem ra lần trước ăn một thiên lang chảo của bổn vương, tựa hồ ngươi đã quên. Hừ, chỉ là một thiên lang chảo thì làm gì được ta? Tư vị động thiên toàn của tại hạ, chắc ngươi nếm khổ sở không nhỏ. Thanh âm già nua hừ một tiếng, không chút khách khí trả lời chủ nhân thanh âm này đúng là động thiên thử vương thần bí nhất trong bảy đại yêu vương. Nghe ra tựa hồ còn từng giao thủ với thiên khuê lang vương. Tự dưng nghe một phen bí ẩn, các tu sĩ đều cảm thấy bất ngờ, cũng xì xào bàn tán một trận, cảm giác sâu sắc không khí đấu giá đại hội ngày càng thần bí khó lường. Trong mắt hắc lang hóa thân lóe lên lục quang, mở miệng trả lời. 6.500 vạn, đây cũng là giá hợp lý của đoạn huyết mộc này. Tại hạ đành nhường động thiên đạo hữu vậy. Chỉ không biết đạo hữu tiêu phí nhiều linh thạch như vậy, về sau còn có thể tranh những bảo vật khác nữa chăng? Nói xong lời này, hắc lang hóa thân nhắm hai mắt, không hề ra giá nữa. Động thiên thử vương nghe lời ấy như nghĩ tới thứ gì, cũng ngử một tiếng không có mở miệng. Những tu sĩ hợp thể kỳ khác, không biết có phải không muốn vì huyết mộc mà gây ân oán hai đại yêu vương hay là đang chờ mong một bảo vật nào đó, cũng không lên tiếng trả giá. Lúc này đây thiên nhãn tử liên tiếp kêu hai lần, đang muốn quyết định huyết mộc có chủ thì vào lúc này, Hàn Lập đang tĩnh tỏa trong phòng, đột nhiên ngón tay nhẹ nhàng hướng bản pháp trước người khẽ động. Nhất thời giá cả biểu thị ở quầng sáng trên đài cao, từ 6.500 vạn biến thành 6.700 vạn. 6.700 vạn lần thứ nhất, giá cả chợt biến hóa, thiên nhãn tử có chút trở tay không kịp, vội vàng há miệng hô lên. Đám người trong đại điện lại trở nên giật mình, không biết rốt cuộc là tồn tại cao dai nào lại muốn tranh đoạt khắp linh huyết mộc với động thiên thử vương. Mà đến giờ còn chưa nghe người này mở miệng không biết là thần thánh phương nào, nhưng ngẫm lại, đây để giữ bí mật trên đấu giá đại hội. Chuyện ngoài dự đoán lại tiếp tục xảy ra, động thiên thử vương không trả giá thêm, lại đem khắp linh huyết mộc nhẹ nhàng tặng cho Hàn Lập. Có lẽ 6.700 vạn linh thạch, đích xác đã vượt trên giá trị của khắp linh huyết mộc. Liên tiếp kêu ba lượt, không còn người thứ hai tranh đoạt, khắp linh huyết mộc chính thức rơi vào tay Hàn Lập. Hàn Lập gặp tình cảnh này cũng rất kinh ngạc, nghe vừa rồi nghe lời của hóa thân thiên khuê lang vương, tựa hồ lần tham gia đấu giá hội này tam hoàng thất phương cùng một số tồn tại hợp thể kỳ đều nhận được tin tức nào đó dường như đấu giá hội còn có một kiện áp trục vật phẩm cho nên ngay cả huyết mộc quý hiếm tự nhiên trở nên như gân gà đối bọn họ mà nói rõ ràng lưu lại linh thạch cạnh tranh áp trục vật phẩm cai mới là cử chỉ sáng suốt đang lúc hàn lập âm thầm cân nhắc thì khắp linh huyết mộc được một đội vệ sĩ thủ hộ đưa đến trong phòng hàn lập trả linh thạch sau đó đám vệ sĩ rời đi hắn cẩn thận kiểm tra huyết mộc một lần bỏ vào một cái hộp trống trong trạc thủ chữ vật, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười khổ. Tuy rằng thu được huyết mộc nhưng linh thạch trên người đã mất non nửa, về sau có xuất hiện áp trục đồ vật, phỏng chừng không có năng lực tranh đoạt cùng người. Bất quá Hàn Lập không hối hận, các loại tài liệu cùng bảo vật trên người hắn đã vô số, cơ hội gặp được bảo vật cỡ như khắp linh huyết mộc không nhiều. Cho dù về sau xuất hiện thứ hữu dụng với hợp thể tu sĩ, phỏng chừng cũng bị tu sĩ khác như hổ rình mồi. Tam Hoàng yêu vương bá chủ nhất phương, về linh thạch tự nhiên hắn không thể so sánh. Huống hồ trọng tâm của hắn đặt ở trên tài liệu yêu thú, chờ mong ở hắc vực trao đổi hội chính thức về sau. Cho nên Hàn Lập đem thân dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt, lặng lặng nghe bạch bào lão giả giới thiệu từng kiện đấu giá phẩm, thần sắc thủy trung bình tĩnh như thường. chương 1800, Vạn xâm Pháp bàn cùng kình thiên cự thuyền. Là đấu giá đại hội lưỡng tộc ngàn năm diễn ra một lần, phía sau liên tiếp xuất hiện vài món áp trục bảo vật bất phàm, mỗi một kiện đều là tài liệu mà tu sĩ bình thường không thể nào với tới. Bất quá những vật này không cần thiết với Hàn Lập, áp trục vật phẩm bán đấu giá song sau, thiên nhãn tử lập tức gọi một đám thị nữ đi lên, bắt đầu bán đấu giá rất nhiều linh dược tài liệu linh đan hiếm có mà không thể thấy ở đấu giá hội bình thường. Mấy thứ này tự nhiên càng không lọt vào pháp nhãn của Hàn Lập. Đến lúc xuất hiện vài loại linh hoa linh thảo do linh tộc nhân tài đào tạo ra, Hàn Lập mới có vài phần tâm động. Nhưng khi nghe nói mấy loại linh dược này là dùng linh nguyên chi lực của linh tộc tỉ mỉ bồi dưỡng mới có thể sinh trưởng thành thục, cũng tâm tư này của hắn liền tắt. Những linh dược này có dược hiệu kinh người, nghe đồn còn có một số là thánh dược trong truyền thuyết, nhưng chắc chắn không thể lục dịch trong bình nhỏ thần bí kia thúc dục. Đối với hắn mà nói, linh dược này đẳng cấp không cách nào đề cao được nữa, cho dù chân quý cũng không có tác dụng quá lớn. Sau khi đấu giá linh dược linh đan lại đến một lượng lớn pháp quyết công pháp, pháp khí bảo vật liên tiếp được lấy ra. Những đồ này thích hợp cho tồn tại hóa thần cùng luyện hư, vừa mới lấy ra lập tức làm cho buổi đấu giá phi thường náo nhiệt. Cơ hồ mỗi một vật đều bị hàng trăm tồn tại hai tộc cùng tranh đoạt. Ở trong đó, lại một lần nữa xen kẽ một vài món áp trục bảo vật. Trong đó gồm hơn 10 bình ngục nhật đan có thể tinh tiến pháp lực cho hợp thể tu sĩ, cùng với một khối ngọc giản ghi lại công pháp truyền thừa của một vị hợp thể tu sĩ nổi danh vài ngàn năm trước, ngoài ra còn có hai kiện pháp bảo cấp linh bảo. Những đồ này tự nhiên làm cho cả buổi đấu giá lên cao trào nhưng cho tới giờ, một số hợp thể kỳ tồn tại trên tầng 3 vẫn chưa tranh đoạt. Ngẫu nhiên chỉ có một người xuất thủ, tựa như phần lớn mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, đang đợi điều gì. Cuối cùng là một chiến ngẫu khổng lồ thân cao 10 trượng, bị một nhân vật thần bí vô danh, một hơi dùng mấy ngàn vạn linh thạch đem đi, trường đấu giá hội đã tới hồi gay cấn nhất. Lúc này thiên nhãn tử mỉm ôm quyền cười hướng mọi người. Vật phẩm muốn đấu giá cuối cùng là hai kiện bảo vật nhất chân quý của bổn chàng đấu giá đại hội. Tiểu lão nhi năng lực có hạn, không thể chủ trì sự tình nên. Cho nên do ly hỏa giao vương tiền bối cùng chủ nhân của bảo vật, một vị thần bí khách nhân đến từ dị tộc, tự mình phụ trách giải thích cùng bán đấu giá. Nói xong lời này, bạch bào lão giả hướng bốn phía chắp tay lần nữa, quan sát phản ứng mọi người dưới đài. Trong đại điện có không ít kẻ đã nghe nói sẽ có dị tộc nhân xuất hiện ở buổi đấu giá, giờ phút này nghe vậy không khỏi xôn xao một trận khác thường. Dù sao quan hệ của nhân yêu lưỡng tộc cùng dị tộc chung quanh vốn không mấy hòa thuận, thậm chí mấy trăm năm trước mới chấm dứt một hồi đại chiến cùng dạ xoa tộc cùng một số dị tộc khác. Bất quá khi ly hỏa giao vương thân vận hồng sắc trường bào cùng một hoàng bào nữ tử đi lên đài, mọi người lập tức ngừng tàn tán. Vù một chút, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung trên thân ảnh thước tha đang đứng sóng vai cùng ly hỏa giao vương. Chỉ thấy hoàng bào nữ tử này có khuôn mặt tròn trịa, làn da mềm mại, nhìn qua bộ dáng chỉ 17-8 tuổi, vẻ mặt ngọt ngào tươi cười khiến người ta vừa thấy không khỏi sinh ý hảo cảm. Thiếu nữ dị tộc này khiến không ít người trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có người tu luyện bí thuật thần niệm độc đáo mới có thể dùng thần niệm đảo qua thân thể nữ tử, mơ hồ cảm thấy khí tức đối phương có chút khác thường so với nhân tộc. Hàn Lập căn bản không dùng thần niệm, hai mắt đang nhắm chợt mở ra, trong mắt chợt lóe lam quang liền phát hiện chỗ kỳ lạ trên người hoàng bào nữ tử, dị sắc trên mặt chợt lóe lập tức liền khôi phục như thường. Lúc này, Ly Hỏa Giao Vương đứng ở bên cạnh hoàng bào nữ tử mở miệng. Bổn vương thì không cần tự giới thiệu, về phần vị thiên thu thánh nữ khí linh tộc này, hẳn không ít người ở đây đã nghe nói qua đại danh của nàng. Lúc này bán đấu giá hai kiện áp trục bảo vật cuối cùng, được thiên thu đạo hữu không quản xa vạn dặm từ khí linh tộc mang đến. Thanh âm ly hỏa giao vương có chút khàn khàn nhưng tràn ngập sự uy nghiêm không nói thành lời. Hoàng bào nữ tử chỉnh đốn trang phục, thi lễ rồi phát ra thanh âm dễ nghe. Thiếp thân là thiên thu, hiện là thánh nữ ở khí linh tộc, ra mắt chư vị đạo hữu Mặt ngọc tươi cười nhưng thần thái không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, bộ dáng không chút như thân đang ở nơi dị tộc. Thiên thu thánh nữ, khí linh tộc, không phải một trong tứ đại thánh linh của khí linh tộc, là tồn tại ngang cấp hợp thể tu sĩ sao không? Không ngờ lời đồn dị tộc tới đấu giá đại hội lại là thật sự. Khi ly hỏa giao vương cùng hoàng bào nữ tử vừa dứt lời, lập tức cả đại điện lại lần nữa có chút oanh động. Thiên thu thánh nữ khí linh tộc thấy thế nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên, không lộ chút khác thường còn ly hỏa giao vương nhướng mày đột nhiên sắc mặt trầm xuống khẽ quát một tiếng tất cả yên lặng một chút thiên thu đạo hữu hội ở chỗ này là đã được tam hoàng cùng bảy đại yêu vương chúng ta cùng đồng ý về phần lý do thì sau khi đại hội kết thúc sẽ cho mọi người một công đạo mà lúc này đây thiên thu đạo hữu mang trọng bảo cũng là đại biểu một phần thành ý đối với hai tộc chúng ta linh thạch thu được sau khi bán đấu giá trực tiếp tặng cho hai tộc chúng ta vừa nghe ly hỏa giao vương nói nhân yêu hai tộc dưới đại im lặng không ít không ít người tự cân nhắc ý tứ trong lời nói này. Hoàng bào nữ tử lại mỉm cười, ngọc thủ trong vừa chuyển, hai cái vòng tròn màu vàng và bạc lồng vào nhau cùng một khối ngọc giản màu trắng hiện ra trong tay. Tiếp theo nàng này nói, kiện bảo vật thứ nhất là vạn sâm luân bàn, là thông thiên linh bảo có tên trên vạn linh bảng. Nguyên là một trong chấn tộc chi bảo của khí linh tộc chúng ta. Lần này để bày tỏ chân,